vậy? Tiền tiền 3D chào các chị nha. Nhanh tay đi các chị ơi, hôm nay em xả nút áo dài hôm nay thôi nha. Chị nào thấy em rồi, vô like của em rồi thì chấm 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 lên giúp em nha. Hôm nay em xả, nói chung là xả sập sàn, xả thu hồi vốn nha các chị ơi. Nên cố gắng tương tác nhiệt tình lên cho em nha. Tương tác nhiệt tình lên cho em nào. Chấm và đẩy mạnh lượt view lên cho em nha. Nên nói chung là hôm nay mà em xả bữa cuối nữa mà hôm nay không được nữa là em nghỉ áo dài luôn. Em không chơi áo dài nữa. Thì tình mấy cái này á, nặng vốn mà lời không có bao nhiêu hết á. Mà bán cho các chị bán tới bán lui rất là mệt luôn á. Rồi chấm lên cho em nha, chấm chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các chị ơi, chấm lên cho em nha. Bên trang cá nhân này, đơn chị gọi một quần đi chưa, hãy em đơn hãy luôn miệng cười đi chưa? Rồi đi rồi. Đi rồi hả? Vậy là có đi một quần, có gửi quần đi chị không? Nếu mà chị đi báo có. Nói chung là khi nhân viên gọi á, khi nhân viên gọi thì chị đã báo nhân viên chưa? Tại vì sáng này là đi rồi á chị ơi, sáng này là đi luôn rồi á. Máy này nó bị đơ đơ ra. Rồi chào mọi người nha. Rồi chào, cảm ơn chị Ngọc Dung là người chia sẻ nè. Đó, chưa gì là đã thấy ẩn ẩn rồi nè. Rồi à chào phía sau, từ từ em sẽ lên hết nha. Từ từ em lên hết ạ. Rất là nhiều mẫu mã đẹp luôn nha. Rất là nhiều mẫu đẹp cho các chị luôn này. Chấm và tương tác đẩy mạnh lượt view lên cho em nha. Để đầu like bán cho các chị này. Nói chung là xả sập sàn luôn cho các chị luôn, đảm bảo và bao giá toàn Facebook cho các chị luôn nha. Như con này hôm nay em sẽ bán các chị với giá 99k. Chị áp dụng với chị nào chưa không chia sẻ, nếu mà không chia sẻ thì chắc chắn là em sẽ hủy đơn rồi, hoặc là một cái em cũng hủy đơn nha. Cố gắng chia sẻ nhiệt tình lên cho em này. Trời ơi xuất sắc như thế này. Những cái mẫu này nha, 100 mấy 120 130, các chị không đi mua được nửa cái vải này chứ đừng nói là đến là may. Và đảm bảo các chị nha, chất vải siêu đẹp cho em ạ. Đơn hôm qua buổi trưa để chị đi mua tiếp. Đã có nhân viên gọi rồi là đi rồi chị ơi. Đã có nhân viên gọi rồi là đi rồi. Ship tiền tầm khoảng cỡ 25-26 nghìn thôi, cực kỳ rẻ luôn. Nói chung là không đáng bao nhiêu hết. Hôm nay em xả bữa cuối cùng. Nếu mà thực sự hôm nay tương tác vẫn không được, nếu mà các chị vẫn không chốt nữa thì nói chung là chỉ có hôm nay thôi. Không có gọi em không có gọi, hãy luôn mỉm cười này. Rồi có gì em sẽ kiểm tra lại cái đơn cho chị nhá. Rồi cái này đầu like em bán các chị 99k, cố gắng chia sẻ lên cho em nhá. Chia sẻ lên nào, hôm nay em chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ, không chia sẻ thì em sẽ không chốt đơn nhá. Rồi cái này là size M cho em này các chị này, cái này size M nhá. 50kg đổ lại một người cho em ạ. Hôm nay bán đủ các loại giá luôn. Nên em sẽ không ghim giá luôn nhá. 50kg đổ lại một người cho em ạ. Con này em chốt với giá 39k lên cho em nha. Rồi mã số 14 mã số 99k các chị ơi. 99k lên cho mã số 146 size M, 50kg đổ lại mặc vừa. 99k lên cho mã số 146 giúp em nha. Mã số 146 99k. Ai lấy comment cho mã số 146 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này size S cho em ạ mọi người. Mọi người chị nào 40 chị nào 40 48 kg mặc vừa size S này. 40 48 kg mặc vừa chốt cho em A18 nhá. Lên cho em A18 và kèm mua số cho em và chốt cho em A18 nhá. Rồi con này size S 40 48. Rồi đầu like bán luôn các chị 99k nha. Nhanh tay các chị ơi, 99k một em áo dài 3D không ở đâu có đâu các chị ạ. Chấm và tương tác đẩy mạnh lượt view lên cho em nha. Và các chị bên trang bếp phải hiện mình là người chia sẻ thì em mới chốt được nha. Rồi bên trang cá nhân mọi người cũng tương tác mạnh tay lên cho em nha. 99k con đó. Lấy comment cho em ạ, chốt hàng đúng mã và kèm số điện thoại mới có đơn cho em nha. 3X 4X nhiều luôn nha các chị ơi. 3X 4X nhiều luôn này. Đó sao không lên được vào cái view vậy ta. Coi thử bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mà không lên view đó. 92 em biết.
Rồi chào chị Đức Huyền nha. Rồi chào mọi người. Đầu like em đang bán giá yêu thương nhất, cho có thể bán giá lỗ cho các chị để lấy tương tác ạ. Nên mọi người cố gắng chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Rồi con này dành các chị size S size M mặc vừa cho em ạ. Rồi cảm ơn chị Văn Trần, nhiều áo dài của em hầu như không có ai phải chê một từ nào hết. Em lấy là toàn bộ là hàng loại 1. Nhưng bây giờ em đang sale mấy chục ngàn như thế này là em đã lỗ mấy chục ngàn ở trong này rồi, nhưng mà để lấy tương tác cho các chị nha. Nên cố gắng là tương tác nhiệt tình lên cho em nào các chị ơi, tương tác nhiệt tình lên cho em nha. Nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai em sẽ không la áo dài như thế này nữa đâu ạ. Rồi con này là size S size M mặc vừa cho em nha, mã số 116 này. Chốt hàng phải chị Diệp Lê chưa chia sẻ này, không bán được 199k đâu chị Diệp Lê ơi, thiệt tình luôn. Và cái giá 99k là áp dụng phải các chị phải chia sẻ lên cho em nha, chia sẻ hiện lên, chia sẻ công khai thì nó mới hiện lên là người chia sẻ được nha. Rồi con này siêu đẹp cho em này, size S size M mặc vừa cho em ạ. Chia sẻ đi các chị ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Trời ơi, một nút, hai nút chia sẻ ở chế độ công khai là các chị sẽ hiện lên là người chia sẻ này. Giống như chị Phan Trần là sẽ đã hiện ra là người chia sẻ này, chị Ánh Tuyết Trần đã hiện ra là người chia sẻ nhá. Các chị cứ chia sẻ ở chế độ công khai là được cho em nhá. Rồi con này size S size M mặc vừa cho em, con này em sẽ các chị 69k. 69k đầu like áp dụng chia sẻ nha mọi người ơi, không chia sẻ không bán được giá này đâu. Rồi size S size M mặc vừa cho em 69k lên chào mã 69 cho em nha. Hôm nay em sẽ bán đủ các loại giá cho các chị nha. Rồi size S size M mặc vừa lên cho em mã 69 này. 69k mã 69 ạ, phải chia sẻ thì em mới chốt hàng, không chia sẻ em không chốt hàng nha. Rồi mã 69 kèm số điện thoại cho em size S size M mặc vừa. Rồi lại comment cho mã 69 này, mã 69 và kèm số điện thoại cho em ạ. Một em áo dài siêu đẹp với giá 69k ở đâu có các chị ơi. Có cái tên có đầy đủ luôn nha các chị ơi. Rồi con này size 3XL nha mọi người, size 3XL eo chị okay, nào chị mặc chờ. Rồi size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho che mặt tím này. Lên che mặt tím mọi người, cho che mặt tím và kèm luôn số cho em mặt size 3XL nha. Eo chị nào 90 quay đầu là mặc vừa con này cho em ạ. Eo chị nào 90 quay đầu mặc vừa lên cho em ạ, tím size 3XL cho cho em ạ, tím và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi đầu like vẫn đang bán các chị với giá 99k nha. Size XL tầm 70 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Nói chung các chị mặc quần áo size gì cứ chốt hàng này size đó cho em nha. Chấm và tương tác nhiệt tình lên cho em ạ. Rồi lên một con xịn sò cho em nha. Lên một con xịn sò. Con này là size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em này. Rồi mã 69k của chị Duyên Phạm. Mọi người chốt hàng từ 2 con trở lên mới đi đơn nha. Một con em không đi đơn được ạ. Nên cố gắng chốt hàng đủ đơn giúp em. Rồi mã 69 của chị Duyên Phạm nha. Rồi con này size 2XL hàng chi phong 4 tà cho em nha. Kết đá trên và ở dưới có bông chân như thế này. Rồi hàng này màu trắng trên canh size gì? Ok, tí nữa em sẽ lên màu trắng trên canh. Các chị tập trung ở dưới này giúp em nha. Rồi con này cho em nha các chị ơi, con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Hôm nay sale sập sàn con này cho em nha, không đảm bảo các chị không đi đâu mua được với cái giá này luôn. 239k lên cho mã hồng đá cho em nha. Hồng đá 239 dành cho các chị tầm size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã hồng đá cho em nha. Hồng đá 239 kèm số điện thoại cho em ạ, size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ, có đầy đủ size cho các chị luôn. Lên cho mã hồng đá cho em 239 mã hồng đá kèm số điện thoại giúp em nhá. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa cho em mà size L nhá. Eo 76 mặc vừa size L cho em này, eo 76 mặc vừa size L. Cho em mã A79 mọi người, lên cho em mã A79 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi size 2 cho là eo 75 quay là mặc vừa, eo 76 quay là mặc vừa. Size L eo 76 mặc vừa A79 kèm điện thoại luôn cho em mã A79. Eo 95 chị mặc size 4XL cho em nhá. Như một bộ tùy theo bộ nhá chị ơi, tùy theo bộ em sẽ báo giá từng bộ cho em nhá. Cái này là em bài giá áo từ, chỉ có những cái này như bộ này em báo dơ cả quần ra thì mới là bộ cho em nha. Rồi báo bình thường là giá áo cho em nào. Rồi nguyên một bộ áo là áo trắng ren cho em nha, và quần của Lan là quần tím như thế này. Rồi dành cho các chị size S cho em 48kg đổ lại mặc vừa cho em nha. Size S 48kg đổ lại mặc vừa. Rồi mã hồng đá chốt hàng lên số điện thoại chị Minh Hồng ơi, chốt hàng mã kèm số điện thoại và cố gắng chia sẻ lên cho em nhá. Với cái giá này em bao toàn thị trường, toàn Facebook cho các chị luôn ạ. Hôm nay nó là xoạ sập sàn cho các chị nhá. Rồi cái này luôn nguyên một bộ như thế này, gồm chốt hàng kèm số điện thoại lên cho em nhá. Rồi chị nào size S size M mặc vừa gồm một quần và một áo ren như thế này nhá. Sale các chị với giá bao nhiêu ạ? 119k lên chào mã 119 cho em nha. 119k nguyên một bộ này. Ok, hồng đá của chị Minh Hồng nha. 119k size S size M mặc vừa, nguyên một bộ, riêng cái quần của nó là đáng giá là 60.000 rồi. A79 của chị Lan Kiều, A79 của chị Lan Kiều nha. Rồi cái này 119k lên cho là mã bộ cho em nha. Bộ cho em ạ, size S size M mặc vừa. Hồng đá thì em coi còn em chốt cho chị Mai Huyền nha. Rồi anh lấy comment cho mã bộ tím nè. Rồi con này size S cho em là 40-48kg mặc vừa, cho trên mã A78 này. Lên trên mã A78 các chị ha. Con này size
Size S 40 48 kg mặc vừa con này, 40 48 kg mặc vừa. Lên cho em mã A78, các chú ơi cho em mã A78 và kèm điện thoại luôn cho em mã A78. Ờ ok, nhá. Hồng đá em chốt cho chị Mai Huyền nha. Hồng đá em chốt cho chị Mai Huyền này. Mã 119 size M, chốt hàng kèm số đi các chị ơi, chốt hàng kèm số điện thoại mới đi được nhá. Còn không có số điện thoại thì không thể nào mà chốt được đâu các chị ơi. Hồng đá của chị Mai Huyền có đơn, cứ chốt hàng mã kèm số điện thoại và chia sẻ cho em là có đơn cho em nhá. Rồi mã 119 này, mã 119 của chị Đào Xuân nguyên bộ luôn, 119 là bộ ren của chị Đào Xuân nhá. Phải không? 119 là 119.000. Rồi chấm lên cho em nha các chị ơi, một con size M này các chị này, một con size M cho em nhá. Size S119 em hết rồi chị ơi, size S119 nói chung là mọi thứ hình như là có một bộ nữa. Rồi một bộ em trước cho chị bộ này, em trước cho chị Lưu Nguyễn một bộ này, Lưu Nguyễn nhá. Rồi ok này. Rồi cái này size M cho em nhá. Duyên Phạm xong rồi, size M 50 kg đổ lại mặc vừa cho em này. 50 kg đổ lại mặc vừa cho em ạ. Một em hàng 3D lụa Thái siêu đẹp như thế này. Rồi 129k bộ tím em hết rồi nè. Bộ tím em hết rồi, chốt mã khác cho em. Rồi 129k một em lụa Thái siêu đẹp nha, size M. 50 kg đổ lại mặc vừa lên cho em mã xanh. Mã xanh giúp em nha, size M nha mọi người ơi, size M 50 kg đổ lại mặc vừa cho em nha, siêu đẹp luôn. Lấy chút nhanh tay cho mã xanh, xanh kèm số điện thoại cho em nha, xanh kèm số điện thoại size M 50 kg đổ lại mặc vừa cho em 129k. 129k ai lấy comment cho mã xanh giúp em nha. Rồi con này size XL L80 mặc vừa cho em mã size XL. L80 mặc vừa cho em mã A14 mọi người, lên cho em mã A14 129k nhá. Chốt từ hai con đổ lên em ship hàng này. Rồi con này lên cho em mã A14 size XL L80 mặc vừa cho em mã A14 mọi người nhá. Rồi lên một con đỏ đô đính đá cho em nhá. Rồi size 2XL luôn nha các chị ơi, hàng chi phong 4 tà cho em này, lâu lâu em mới xem một lần cố gắng này. Này nói chung các chị cho người ta 500.000 không bằng tặng một bộ quần áo dài như thế này nhá. Như cái bộ này phối với một cái quần đồng là đẹp cho em nhá. Rồi size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã đỏ đá cho em nhá. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã đỏ đá cho em này, 239k. Mã đỏ đá 239 nhá. Rồi ok chị Minh Hồng có hồng đá size XL cho chị Minh Hồng luôn nha. Hồng đá size XL này. Hồng đá hả? Hồng đá là sao? Chị Minh Hồng có đơn rồi mà. Hồng đá chị Minh Hồng có đơn rồi nhá. Rồi size M như liệu chốt hàng kèm số đi các chị ơi, chốt hàng mã kèm số cho em nhá. A14 size XL cho chị Nguyễn Khánh Vân, A14 size XL cho chị Nguyễn Khánh Vân. Rồi đỏ đá cho em size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em, lên cho mã đỏ đá cho em nha. 239k mã đỏ đá này. Đỏ đá 239 kèm số điện thoại cho em nha. Siêu đẹp luôn, đỏ đá 239k. Quần thì cộng thêm 60k cho em nhá. Đỏ đá 239 ai lấy comment cho em nhá. Rồi con này size L L76 mặc vừa, size L cho em ạ. Size L L76 mặc vừa cho em ạ, size L. L76 quay là mặc vừa 129k mà A58 này. 129k mà A58 chỉ nắm được một cái thì dán cho thêm một sản phẩm nữa để em gửi hàng nhá. Lên cho em mã A58 và kèm điện thoại luôn cho em mã A58 này. A14 em hết rồi chị ơi, A14 em hết rồi nhá. Chốt mã khác cho em này. Rồi lên một con xanh đen cho em nha, một con xanh đen hàng kim sa này. Rồi con này là size M, một con áo mẹ size M. Rồi đỏ đá này, đỏ đá này chị Minh Hồng ơi, con đó là size 2XL cho em nha. 2XL chứ không phải là 1X này. Nếu mà chị Minh Hồng lấy thì ok cho em ạ, nó chỉ nhích nhau hai phân thôi. Mạng gì quay vòng vòng tối thui không thấy gì làm sao chốt. Mọi người thấy bình thường không nè, chị Như Liễu này chốt mã xanh M này, xanh M cho chị Như Liễu nhá. Rồi cái này size M cho em nha, một con áo mẹ size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em ạ, kim sa đây. Hôm nay em cũng xả hàng kim sa luôn nha. Rồi lên cho mã kim sa cho em size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em, một con áo dài siêu sang như thế này mặc đi xui được luôn nha. Rồi 189k lên cho mã kim sa, mã kim sa cho em nha, đỏ đá của chị Thoa Đinh. Thoa Đinh Thị Thọ Hoa này. Ai lấy comment cho mã kim sa size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em nha. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã kim sa 189 này. Ok chị Minh Hồng. Rồi ai lấy comment cho em nha. Rồi kim sa 189k cho em ạ. Rồi size XL chị nào 80 mặc vừa size XL nha. Size XL chị nào 80 mặc vừa A55 kèm điện thoại luôn cho em mà size XL nha. Con này là hoa nhí cho em các chị ơi, chỉ có 129k một áo thôi ạ. Lên cho em mà A55 và kèm điện thoại luôn cho em mà size XL nha. L80 mặc vừa size XL L80 mặc vừa nha. Lên cho em mà A55 và kèm điện thoại luôn cho em mà A55 và kèm số điện thoại luôn cho em mọi người ơi. Rồi Minh Hồng. Rồi chấm lên cho em nha các chị ơi, chấm và tương tác lên cho em nhá. 129k hàng 3D cho em nhá. Rồi đỏ đá của chị Thoa thì kim thoa rồi ạ, bình thường ạ, dạ đụng rồi, thoát ra vô lại cho em nhiều lần là được nhá.
Rồi lên một con size M cho em này, một con màu vàng size M cho em nha. 50kg đổ lại mặc vừa, eo 72 đổ lại mặc đẹp cho em này. 129k, ai lấy comment cho em mã vàng nha. Rồi mã kim sa 189 của chị Lưu Nguyễn. Mã kim sa 189 của chị Lưu Nguyễn nha. Rồi các này lên cho mã vàng cho em nha. Kim sa 189 em hết rồi ạ. Hàng kim sa hàng theo còn ít thôi, em sẽ sale hết cho các chị nha. Rồi A55 của chị Nguyễn Thị Khánh Vân. A55 của chị Nguyễn Thị Khánh Vân. Rồi mã vàng cho em con này size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em nha. Nhanh tay xuất cho mã vàng cho em 129k. Mã vàng 129k kèm số điện thoại cho em ạ. A55 em hết rồi nhá. Rồi con này chị nào mặc size M 50kg quay đầu, eo 72 đổ lại là mang đẹp. 50kg quay đầu eo 72 mặc vừa cho em ạ. A132 cho chị em ạ. A132 con này là size M 50kg eo 72 đổ lại là mang vừa cho em nhá. Eo 72 mang vừa lên cho em ạ. A132 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A132 này. Rồi 129k, ai lấy comment cho em nha. Mã vàng của chị Tuyến Nguyễn này, mã vàng của chị Tuyến Nguyễn này, chấm và tương tác nhiệt tình lên cho em các chị ơi. Rồi lên một con kim sa vàng siêu đẹp cho em nha. Con này là size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Xuất sắc chưa? Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Ai lấy con này comment cho em ạ. Có kim sa và có đá hết luôn nha các chị ơi. Lấy comment cho mã số 129 cho em nha. Một em kim sa này em sale các chị với giá 189k. Con này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em, lên cho mã số 129 giúp em nha. Mã số 129 189k dành cho các chị size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Mã vàng em hết chỗ mặc hết giúp em nha. Rồi lên cho là mã số 129 cho em, 189k một em kim sa thôi nha. Hàng kim sa em có số lượng ít nha. Rồi size L eo 76 mặc vừa cho em ạ. Size L nha, size L eo 76 mặc vừa, một cô ba Sài Gòn siêu đẹp luôn cho em ạ. A68 này, cho chị em ạ. A68 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Con này là size L eo 76 quay là mặc vừa cho chị em ạ. A68 kèm điện thoại luôn cho em nha. Rồi em lên một con lưới đá nhé các chị ơi. Con này dành cho các chị size 3XL cho em, màu hồng đào cho em nhá. Lưới 4 tà cho em ạ và có cả bông chân cho em ạ. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em. Rồi hôm nay con này em sẽ sập sàn các chị với giá 239k luôn nha. Hàng lưới này bao giờ cũng mắc hơn cả hàng chi phong nữa. Rồi ai lấy comment cho mã hồng đá cho em nhá. Hồng đá size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em, lên cho mã hồng đá này 239k, mã hồng đá bao giá tầm Facebook cho các chị luôn nhá. Rồi A68 size L của chị Nguyễn Thị Khánh Vân. A68 size L của chị Nguyễn Thị Khánh Vân. Rồi ai lấy comment cho mã hồng đá size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em, lên cho mã hồng đá cho em nhá. 239k mã hồng đá. Hồng đá 239 kèm số cho em nè. Rồi con này size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho em ạ. Eo chị nào 90 mặc vừa, size 3XL eo 90 mặc vừa A54. Cho chị em mã A54 và kèm luôn số cho em ạ. Con này size tới 3XL. Eo chị nào 90 mặc vừa cho chị em mã A54 này. Chị Diệp Lê ơi, những cái con mà chị eo tầm 95 chị mặc size 3XL cho em nhá. Rồi con này size M, trời ơi, một con đảo kim sa siêu đẹp cho em nhá. Rồi hàng này em sale các chị 189k, lên cho mã đảo kim sa cho em nhá. Size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em này, về phối với một cái quần màu đồng là siêu đẹp luôn. Rồi lấy comment cho mã đảo kim sa size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em nhá. Con này em cũng báo số ký và số size hết, số eo nữa, nói rất là kỹ luôn. Các chị nghe kỹ cho em rồi hạn chốt nhá. Rồi con này size M 50kg đổ lại mặc vừa, eo tầm 72 đổ lại mặc đẹp cho em, lên cho mã đảo kim sa cho em. Sale sập sàn 189k một em đảo kim sa như thế này. Ai lấy comment cho mã đảo kim sa 189k mã đảo kim sa kèm số điện thoại cho em nhá. Đảo kim sa 189 ạ. Rồi con này size XL eo 80 mặc vừa cho em ạ. Size XL eo chị nào đảo 80 kim sa của chị Lan Trung. Rồi size XL eo 80 mặc vừa A77 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A77 nhá. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho chị em ạ. A77 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi một con này dành cho các chị size 2XL cho em nha. Eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Hồng trơn đỏ kim sa em hết rồi nhá. Rồi các chị ơi, từ bữa giờ họ không xem được ạ. Hôm nay cố gắng đi ạ. Bữa giờ em like cũng rất là ít người xem luôn, không biết là do mạng hay là do gì. Nên em quyết định hôm nay em xả nữa, mà các chị không chốt nữa là thôi, là coi như hết cơ hội của các chị này. Rồi con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em, con này em xả 79k. Chị nào thích trơn thì hút liền con này cho em, lên cho mã 79 cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em, một em màu hồng nu siêu đẹp luôn. Rồi 79k lên cho mã 79 kèm số điện thoại cho em ạ. Chốt hàng từ hai con em đi đơn nha. Rồi mã 79 kèm số điện thoại cho em ạ, dành các chị size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Rồi con này size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em ạ. Size M nha, 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em ạ. Size M 50kg eo 72, các chị nghe rõ ràng chốt nha mọi người nhá. Nghe rõ cái eo em đang em đọc với lại cái số size mọi người. Size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em ạ. A202. A202 tìm điện thoại luôn cho em mọi người. A202 này. Rồi em lên một em tím kim sa cho em nha. Không thể lên nổi view luôn đó các chị ạ. Thiệt tình luôn. A77 XL của chị Nguyễn Phương Lan.
Rồi A77 của chị Nguyễn Phương Lan bên nào á? Bếp. Sao không thấy comment các chị ơi? Rồi A77 của chị Nguyễn Phương Lan cho em nhá. Rồi con này cho em ạ. Cặp quần bị đứt là sao ạ? Rồi con này cho em nha các chị ơi, con này dành cho các chị size L cho em nhá. 53 kg, quay đầu eo 76, đổ lại mặc vừa cho em ạ. Đảo kim size em hết, lên cho mã tím kim sa. Con này là size L. Size L cho em ạ. Chốt hàng đủ đơn cho em từ 2 con trở lên là em đi đơn nhá. Rồi ok ạ, 79 của chị Nguyễn Phương Lan này. Rồi con này size L nha mọi người ơi, con này size L, 53 kg, quay đầu eo 76, độ lại mặc vừa cho em ạ. Màu tím Huế siêu đẹp luôn. Lấy comment cho mã tím kim sa cho em ạ. Sale các chị 189k nhanh tay nha. Hàng kim sa chỉ còn vài con thôi. Tím kim sa 189 kèm số cho em nào. Rồi con này size XL cho em là size L nha. Eo 76 mặc vừa, à không, cái này size XL. Eo chị nào 80 mặc vừa, size XL eo 80 mặc vừa A07 kèm điện thoại luôn cho em A07 nha. Rồi con này size XL eo 80 mặc vừa A07 thì chỉ có 129k thôi, A07 kèm. Mã tím của chị Liên Mai, mã tím của chị Liên Mai nha. Rồi lên một em cách tân nha các chị ơi, con này cách tân các chị về phối với quần nào cũng được cho em nha. Rồi con này dành các chị size S 48 kg, quay đầu mặc vừa cho em nha. Size S lên cho mã cách tân này. Rồi mã cách tân này em xả các chị luôn ạ, 79k. Cách tân 79k cho em nha. Cách tân 3D 79k size S 48 kg, quay đầu eo 70, đổ lại mặc vừa cho em, lên cho mã cách tân cho em 79k duy nhất một con nha. Rồi cách tân 79k kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi tím kim sa em hết rồi chị ơi, chốt mã khác cho em nha. Rồi cách tân 79k ai lấy comment cho em ạ. Tùy nha, con nào em cũng báo giá nha các chị ơi, nghe kỹ cho em rồi hạn chốt nha. Rồi con này size XL eo 80 mặc vừa tím kim sa em hết, A07 của chị Nguyễn Thị Khánh Vân. Rồi lên cho em A88, con này size XL eo 80 mặc vừa, hàng 3D chỉ có 129k thôi mọi người, chốt từ 2 con đổ lên em xếp hàng nha. Rồi con này size XL eo 80 mặc vừa, chốt cho em A88 kèm điện thoại luôn cho em A88 nhá. A88 kèm điện thoại luôn cho em A88. Rồi cái tên của chị Nguyệt Phạm này, chốt hàng từ 2 con trở lên cho em nhá. Rồi con này là size 2XL cho em này, trời ơi đỏ tươi nha, con này là đỏ tươi cho em này. Size 2XL eo 85, đổ lại mặc vừa cho em ạ, 189k, lên cho mã 189 cho em nha. Size 2XL eo 85, đổ lại mặc vừa cho em ạ. Size 2XL eo 85, đổ lại mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho mã số 189 cho em, giá 189k. Ai lấy comment cho mã số 189 kèm số điện thoại cho em nha. Siêu đẹp siêu chất luôn nha các chị ơi, chỉ có giá 189k thôi, ai lấy comment cho em nha. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa, size XL eo chị nào 80 mặc vừa, chốt cho em ạ. A196 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 129k mà A196 kèm điện thoại luôn cho em, và size XL A88 của chị Ngọc Anh. Eo 80 mặc vừa size XL, chốt cho em ạ. A196 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 129.000 nha. Rồi em lên một con đá cam nè các chị ơi, em lên một con đá cam cho em nha. Trời ơi con này thì quá xuất sắc rồi, không còn từ gì để bàn nữa nhá. Rồi con này chị nào mặc size 2XL eo 85, đổ lại mặc vừa cho em nha. A88 của chị Ngọc Anh rồi ạ. Rồi con này size 2XL eo 85, đổ lại mặc vừa cho em, xuất sắc chưa. Rồi con này em cũng sale các chị với giá 239k, lên cho mã cam đá cho em có duy nhất một con thôi. Rồi cam đá size 2XL eo 85, đổ lại mặc vừa cho em, nhanh tay xuất cho mã cam đá này, siêu đẹp luôn nhá. 239k mã cam đá này, từ 289 đến sale còn 239k, chị nào lấy comment cho mã cam đá cho em nha, siêu đẹp luôn. 239k size 2XL eo 85, đổ lại mặc vừa, lên cho mã cam đá 239k chị ơi. Rồi con này size tới 2XL chưa? Size cái này size tới 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa cho trên mã A96 đấy, con này size tới 3XL nha. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho trên mã A96 kèm điện thoại luôn trên mã A96 nhá. Rồi ok, tí nữa em sẽ báo cho em nha, cho chị nha. Chị hãy luôn mỉm cười này. Rồi con này size XL cho em ạ, size 1XL nha. Eo 80 đổ lại mặc vừa cho em ạ, một con trơn. Size XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em. Con này em xả các chị 69k, lên cho mã 69 nha. Rồi mã 69 kèm số điện thoại cho em ạ. Mã 189 là cái gì? Mã 189 em hết rồi chị ơi. Không, còn không? Mã 189 chưa thấy của ai này chị ơi, chưa thấy của ai chốt hết nha. Nó bị ẩn, nó không thấy ai chốt luôn đó các chị ạ. Người muốn mua không được mà người muốn bán cũng không xong này. Rồi cái này cho em nhá, cách tân 79 ạ. Rồi cái này lên cho mã 69 cho em ạ. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em, lên cho mã 69 này. 69k một em trơn siêu đẹp như thế này, lên cho mã 69 kèm số điện thoại cho em nhá. Mã 69 ai lấy comment cho em ạ. Mua một con với bằng giá bình thường, các chị mua một con, mua gì, mua hai con bằng giá bình thường, mua một con. Rồi ai lấy comment cho em nhá. Rồi mã 69 kèm số này. Rồi size 2XL eo chị nào 85. Mã 189 em còn nha chị ơi. Rồi mã 189 của chị Thúy Lưu. Rồi size 2XL eo chị nào 85, quay đầu mặc vừa, chốt cho em mã vàng nhá.
Size 2XL L8 là mặc vừa cho chế mã vàng. Mã vàng và kèm điện thoại luôn cho em. Và size 2XL L8 là mặc vừa cho chế mã vàng. Vàng và kèm điện thoại luôn cho em này. 3D là 129k. Chị ơi, 3D là 129k, không có màu đen đâu ạ. Mã 69 của chị ạ. Mã 69 của chị Nguyễn Thúy này. Chốt hàng từ 2 con trở lên em đi đơn nhá. Rồi con này size XL L8 10 đổ lại mặc vừa cho em. Trời ơi, xuất sắc chưa các chị ơi. Nhanh tay chốt cho con này cho em nha. Mã siêu phẩm 189k, mã siêu phẩm cho em nha. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em. Rồi lấy comment cho mã siêu phẩm 189k, mã siêu phẩm kèm số này. Con này không đẹp không lấy tiền các chị luôn đấy. Rồi siêu phẩm có size đầy đủ các size luôn nha các chị ơi. Chốt hàng từ 2 con trở lên để em đi đơn nha. Rồi mã siêu phẩm 189 này, size 1XL L80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã siêu phẩm cho em nha. 189k, mã siêu phẩm kèm số cho em. Rồi size M 50kg L72 đổ lại là mang đẹp cho em con này nha. Size M này 50kg L72 này chốt cho em mã A219 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 219 này 219 kèm điện thoại luôn cho em. Size M 50kg L72 đổ lại là mang đẹp nhá. Rồi xót lại một em cách tân duy nhất này các chị ơi. Con này size XL L80 đổ lại một vừa cho em nhá. Size XL mọi người ơi chấm lên cho em nào các chị ơi. Sao mà đứng im vậy nè. Không hiểu làm sao luôn đó các chị ạ. 189 của chị Thúy Lưu em biết rồi nha. Rồi con này size 1XL L80 đổ lại một vừa lên cho mã cách tân cho em ạ. Một con cách tân 3D siêu đẹp sale các chị với giá 79k. Lấy comment cho mã cách tân cho em nha. Rồi cái con siêu phẩm đó mà các chị không chốt em không muốn bán luôn thiệt tình luôn ạ. Với cái tình hình này sao mà em xả được đây, đã xả hàng rồi. Mã vàng của chị Phương Bùi này, mã vàng của chị Phương Bùi chốt hàng từ 2 con trở lên em đi đơn nha các chị ơi. Rồi mã cách tân của chị Tạ Hải Yến này, cách tân của chị Tạ Hải Yến nha. Mã siêu phẩm của chị Diệp Lê này. Mã siêu phẩm của chị Diệp Lê em đảm bảo các chị không đi đâu mua được cái giá này luôn á. Rồi size XL chị nào 80 mặc vừa cho trên mã sọc. L80 mặc vừa size XL cho trên mã sọc và kèm luôn số cho em các chị yêu ha. Lên trên mã sọc L80 mặc vừa size XL cho trên mã sọc. Mã sọc và kèm luôn số cho em và cho trên mã sọc nhá. Sọc là 129k nha. Mã cách tân em hết rồi chị ơi. Cách tân em hết mất rồi nha. Rồi lên một con đỏ kim size này. Con này là size 2XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 2XL L80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Màu đỏ này mặc quanh năm suốt tháng từ năm này đến năm kia cũng không sợ bị lỗi mốt nha các chị ơi. Rồi con này lên cho mã số 211 cho em 189k size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã số 211 nhá. 211 à, lấy comment cho mã số 211 này. 211 cách tân em hết rồi nhá. Size 2XL L80 đổ lại mặc vừa cho em. À lấy comment cho mã số 211 cho em ạ. 189k 189k mã 211 A49 của chị Ngọc Anh dồn đơn. Rồi con này size XL chị nào 80 mặc vừa cho trên mã A63 mọi người nhá. Lên trên mã A63 129k một con thôi. Một con hàng 3D hoa nhí 129.000 thôi mọi người nhá. Lên trên mã A63 con này size XL chị nào 80 mặc vừa nhá. 211 của chị Liên Mai dồn đơn. Rồi size XL chị nào 80 mặc vừa cho trên mã A63 kèm điện thoại luôn trên mã 129.000 nhá. Rồi em lên một con hàng trơn cho em nha. Một con hàng trơn con này nó là form lượng lượng như thế này nha. Rồi cái này nhanh các chị size 2XL L80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Size 2XL nha. L80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Con này em cũng xả luôn các chị 69k. 69k lấy con này comment cho mã 69 kèm số điện thoại cho em nha. Size 2XL L80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho em ạ 69k. Chúc cho mã 69 cái đó của chị Liên Mai. Rồi 69 kèm số điện thoại cho em nha. 69k mã 69 này nhanh các chị size 2XL L85 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã 69 cho em ạ. Những con này em đang sale lỗ nha chị ơi. Rồi con này size M 50kg mặc vừa L72 đổ lại là mang đẹp nhá. 50kg L72 mặc vừa cho chị em mã A39 này. Chị Ngọc Anh ơi không có mã 49 nha. Chị Ngọc Anh ơi chốt mã khác cho em nha. Rồi con này lên cho em mã A39 mọi người cho em mã A39 nhá. Size M 50kg L72. L72 mặc vừa cho em mã A39. Các chị này cho em mã A39 này. Rồi con này size XL cho em ạ. Một con vàng kim sa siêu đẹp size XL nha. L80 đổ lại mặc vừa cho em này. Chấm và tương tác lên cho em nào các chị ơi. Chấm lên cho em nha. Đã ít có size L lắm. 211 em hết rồi chị ơi. 211 em hết rồi nha. Rồi con này ăn lấy comment cho mã vàng kim sa. Con này size 1XL A49 em hết rồi chị Ngọc Anh ơi. A49 đâu có đâu. Cái đó là mã 219 thôi. Rồi con này dành các chị đó. Có phải con hoa đỏ không? Chị Ngọc Anh con đó size gì? Size M. Hoa đỏ size M đúng không? Đúng thì ok cho em nha. Con đó là mã 219 này. Rồi con này size 1XL L80 đổ lại một vừa lên cho mã vàng kim sa cho em nhá. Rồi giá 189k siêu đẹp luôn. Lấy chút cho mã vàng kim sa còn sót lại 1-2 em thì thôi. Lấy comment cho em mã A63 của chị Hạ Bình. A63 của chị Hạ Bình chốt cho em từ 2 con trở lên em đi đơn nha các chị ơi. Cố gắng chốt đi ạ. Hôm nay em xả sập sàn rồi. Lấy comment cho mã vàng kim sa A39 của chị Phương Mùi có
A63 mà. A39 cái đó là A39. A39 của chị Phương Bùi. A63 là con nào của chị Hạ Bình kìa. Rồi con này không? Lên cho em A102 dành cho chị nào mà mặc eo chị nào mà 90 quay đầu mặc vừa. Eo chị nào 90 mặc vừa size 3XL, eo 90 mặc vừa. Cho em A102. 102 mọi người, A102 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 129k một áo, cho em A102 và kèm điện thoại luôn cho em nhá. Rồi em lên một con đá này rồi, ok chất hạn. Dạ đúng rồi, ok ok chị nhá. Cái đó mã 219 của chị Ngọc Anh đấy, 219 của chị Ngọc Anh kìa. Rồi con này size 3XL cho em này. Rồi hàng xuất sắc luôn cho em nhá. Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em. Trời ơi con này siêu đẹp cho em nhá. Có cả bông chân, hàng chi phong 4 tà và có cả bông chân cho em. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Chị nào hôm nay không nhanh tay thì đừng có tiếc nhá. À rồi cái này comment cho em ạ. Mã đỏ đá cho em 239k, mã đỏ đá size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Cái này size gì đó? Nhớ sai không? 102 của chị Lợi Ngọc Quyên. Mã 102 của chị Lợi Ngọc Quyên. Cái này size 3XL này các chị này, size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã đỏ đá cho em 239k, mã đỏ đá. Đỏ đá 239 chốt hàng từ hai con nha các chị ơi. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa cho em, size L A108. A108 kèm điện thoại luôn cho em, A108 mọi người nhá, 129k A108. Có thuê luôn nha chị ơi, có thuê luôn nha. Rồi lên cho em A108. Xuân Lộc ơi, bên em gọi chị không được nha. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa lên cho em A108 kèm điện thoại luôn cho em à. Hàng 3D đó là 129k nha. Rồi lên cho các chị một con siêu phẩm size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên nhanh tay cho mã siêu phẩm cho em 189k. Siêu phẩm 189 size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa nhanh tay cho mã siêu phẩm cho em nhá. 189k mã siêu phẩm nhanh tay này mọi người ơi, siêu đẹp luôn nhá. Siêu phẩm rồi. Chị con màu đỏ đá. Rồi ok này, đỏ đá của chị Hạ Bình dồn đơn. Đỏ đá đó là 239k nha, đỏ đá 239 này. Rồi ok chị Ngọc Anh chút đỏ đá rồi của chị Ngọc Anh một con nha. Rồi mã 108 của chị Qua Lê Thanh. 108 của chị Qua Lê Thanh coi size 2XL là được. Rồi siêu phẩm của chị Thùy Lưu đây ạ. Rồi ok này, rồi siêu phẩm đỏ đá của chị Ngọc Anh một con nhá. Rồi mã 108 của chị Qua Lê Thanh. Rồi con siêu phẩm này là của chị Thùy Lưu. Coi coi còn đỏ đá 3X không? Đỏ đá 3X này từ vị cho chị Ngọc Vũ Ngọc Mai một con nha. Rồi con này size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em, mà 50kg này eo 72 đổ lại là mặc vừa. Size M 50kg eo 72 mặc vừa. Em nói thật con này 3D một con cực kỳ đẹp, chỉ có 129.000 thôi mọi người ơi. Lên cho em mã hoa mọi người ơi, cho cho em mã hoa. Rồi size M 50kg mặc vừa cho em ạ, 50kg quay đầu mặc vừa. Eo chị nào 72 đổ lại là mang đẹp nhá. Lên cho em mã hoa và kiếm lô số cho em ạ, 129.000 nha. 129k cho cho em mã hoa. Hoa 129 và kèm lô số cho em các chị gái này, cho cho em mã hoa. Rồi đỏ đá 108 em hết rồi chị ơi. Đỏ đá của chị Vũ Ngọc Mai đi. Đỏ đá dự bị chị Vũ Ngọc Mai ghi vào. Rồi con này cho em ạ, size 1XL một con hàng theo này các chị này, một con hàng theo cho em nhá. Size 1XL rồi siêu phẩm cho chị Thủy Lưu, rồi hoa của chị Tạ Hải Yến cho em nhá. Rồi mã theo nhanh tay các chị ơi, toàn bộ là theo vi tính tở tay và phần thân như thế này nhá. Hoa của chị Tạ Hải Yến rồi. Rồi hàng theo em vẫn bán với giá 100 hàng trước em bán 169 cho em xã các chị với giá 149k. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa nhanh tay chút cho mã theo này. Mã theo nha mọi người ơi, mã theo này ai lấy comment cho mã theo cho em nha. Size 1XL màu xanh cổ Việt siêu đẹp luôn. Eo 80 đổ lại mặc vừa nhanh tay chút cho mã theo. 149k theo 149 kèm số cho em nha. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa cho em mà size L nha. Size L eo 76 mặc vừa cho em mà A197 và kèm điện thoại luôn cho em các chị ơi. 129k mà A197 và kèm điện thoại luôn cho em mà size L nha. Eo 76 quay đầu là mặc đẹp size L cho em mà A197 kèm điện thoại luôn cho em mà 129.000 ạ. Mã hoa em hết rồi các chị ơi, mã hoa em hết rồi nhá. 108 em hết rồi, chút mã khác cho em còn rất là nhiều hàng 3D này. Rồi lên một con xanh đá size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nha. Hàng chi phong 4 tà có bông chân. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa lấy comment cho mã xanh đá cho em 239k nha. Xanh đá 239 màu siêu đẹp cho em ạ. Size 2XL theo của chị cô Trung Trúc này, theo của chị cô Trung Trúc nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã xanh đá cho em ạ. Chỉ có giá là 239k. Rồi xanh đá 239 kèm số, ai lấy chút nhanh tay cho mã xanh đá cho em nha. 239k nhá.
Rồi con này size L eo 76 mặc vừa, size L nha. Size L eo 76 mặc vừa cho em, mà con này cực kỳ đẹp luôn, cho em họa tiết là hình con bướm cho em và hoa sen mọi người nha. Size L eo 76 mặc vừa cho em, chốt cho em mã đỏ và kèm đu số cho em ạ. À. A197 khóa Lê Thanh dồn đơn. Rồi con này lên cho em mã đỏ nha mọi người. Con này là size L. Sau rồi ạ. Size L eo 76 mặc vừa 129.000 một con hàng theo một con hàng 3D. 129k lên cho em mã đỏ nha mọi người. Rồi A197 hết rồi, theo em hết rồi nhá. Rồi con này size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã tím theo, size 1XL nhá. Eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã tím theo cho em này, đẹp quá các chị ơi. Hôm nay áo đẹp, dạo hôm nay áo mới đẹp và còn cực rẻ nữa, từ trước giờ chưa có giá này luôn. Lấy comment cho mã tím theo cho em size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã tím theo cho em nhá. 149k. Tím theo 149 kèm số điện thoại. A lấy trên tay cho mã tím theo. Size 2XL xanh đá của chị Trần Lê, size 2XL xanh đá của chị Trần Lê. Rồi em lên coi trên kênh luôn cho mọi người nhá. Con này là size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em này. 129k lấy comment cho mã trắng. Nhanh tay, con này là siêu phẩm nhá. Rồi đỏ của chị Loan Nguyễn, đỏ của chị Loan Nguyễn, chốt hàng kèm số cho em nha chị ơi. Chốt hàng và kèm luôn số điện thoại cho em nha chị Loan Nguyễn ơi. Rồi con này lên cho mã trắng size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa, lấy chốt cho mã trắng nhá. Rồi tìm theo 1X này. À lấy comment cho mã tìm theo cho em. Rồi một con hoa nhì cam này mọi người, con này size Loan Nguyễn chị mã đỏ lên số ạ. Size 2 chứ là trắng của chị Ngọc Điệp. Rồi con này size 2XL eo chỉ nào 85 mặc vừa cho em mà size 2XL nhé. Chốt từ size 2 con đỏ nha mọi người. Eo 85 mặc vừa lên cho em mã cam và kèm lưu số cho em, mà con này size 2XL nhá. Size 2XL eo chỉ nào 85 mặc vừa, chốt cho em mã cam một con hoa nhí màu cam này. Cực kỳ đẹp luôn cho em, mà lên cho em mã cam và kèm lưu số cho em mà size 2XL nhá. Chờ cái con tím thơ đó siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. À, chẳng đó size M không ạ? Dạ không nha chị ơi, nó là hàng lẻ size em mới xả giá này nhá. Rồi con này lên cho em nha, con này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã hoa tím cho em, con này em xả các chị 69k. Rồi hoa tím 69k lành các chị size 3XL cho em nha, eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Mã trắng em hết rồi chị ơi, trắng em hết rồi ạ, chốt mã khác cho em nha. À lấy comment cho mã hoa tím size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho em ạ, thấy số điện thoại chị trên loa nghĩa chưa? Rồi em thấy số ạ, chốt hàng từ 2 con trở lên em đi đơn nha mọi người ơi. Một con không thể nào đi được đâu ạ, các chị bom về một cái là coi như em lỗ luôn. Ai lấy con này cầm bên trang mã hoa tím nhá. Hoa tím kèm số cho em 69k, size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Hoa tím 69k kèm số này. Rồi một con cách tân siêu đẹp luôn này các chị này. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa cho em, mà lên cho em mã kích tân mọi người nha. Con này là size L nhá. Eo 76 mặc vừa. Rồi xả các chị 79k lên cho em mã kích tân và kèm lô số các chị gái ơi. Cho cho em mã kích tân 79k, mã kích tân và kèm lô số cho em và size L nhá. Eo 76 mặc vừa size L lên cho em mã kích tân và kèm lô số cho em ạ, 79.000 nhá. Rồi cách tân 79k trắng em hết rồi nha. Mã cách tân của chị Liên Mai nha. Cách tân của chị Liên Mai mã trắng em hết rồi. Mã 69 mã hoa tím của ai? Đây là tân là vừa mặc á. Rồi con này một con màu trắng này. Cái con này nó bị giống kiểu nó còn nguyên tam mát luôn nha các chị ơi. Nó còn nguyên tam mát luôn nhưng mà giống kiểu nó bị bám bụi á. Về các chị ngâm giặt cho em nha. Rồi trắng, trắng em hết rồi ạ. Mã tím theo em chích cho chị Đông, Đông Nam Thiên An ạ. Mã tím theo Đông Nam Thiên An được một con tím theo, chút mã khác cho em nha. Rồi con này ạ, nó giống kiểu là bị treo lâu ngày ở sóc, nó bị bám bụi nha, còn nguyên ta mạc luôn. Lấy comment cho mã dơ cho em nha. Mã dơ này em xả các chị luôn 79k. Dơ 79k cho em nha. À lấy comment cho em ạ, con này là size XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Con này size L, size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa lên cho mã dơ. Mã dơ cho em sale con này 79k, từ 149.000 bình thường em sale các chị với giá 79k lên cho mã dơ nha. Chị nào mặc size L hốt nhá. Rồi dơ chốt hàng kèm số cho em ạ. Dơ chốt hàng và kèm số cho em. Chị Thương Rồng bên này hôm nay em gọi thôi cho chị không được nhá. Giờ cái này size 3XL. Rồi con này size 3XL eo chỉ nào 90 mặc vừa. Eo chỉ nào 90 mặc vừa, chốt cho em mã xanh và kèm lưu số các chị gái ơi, chốt cho em mã xanh nha. Rồi size 3XL eo chỉ nào 90 mặc vừa, chốt cho em mã xanh. Xanh và kèm lưu số cho em mã, chỉ có 129k mã xanh. Xanh và kèm lưu số cho em ạ. Rồi lên một con siêu phẩm cho em nha, một con siêu phẩm dâu này. Rồi mã dơ em hết rồi nha, dơ của chị Sương Rồng. Rồi cái này đuôi của nó là hơi lê nhẹ như thế này nhá, nó hơi lê thôi nha mọi người ơi, chứ không có quá dài đâu ạ. Rồi cái này ạ, rồi ở trong của nó là đen như thế này, hàng 6 tà nha, hàng 6 tà cho em ạ. Chị nào size S size M mặc vừa cho em ạ, đến gần cho mọi người xem nhá. Size S size M mặc vừa, lấy comment cho là mã
6 tà giúp em nha, 250k. Trời ơi em nói thiệt luôn, đi thuê không một cái áo dâu bình thường các chị thuê cũng phải là 300.000, mặc đúng 1 tiếng đồng hồ. Rồi cái này em theo các chị với giá chỉ có 250.000, mặc cả đời, mặc xong rồi cho cũng được nhá. Rồi lên cho là mã gì đó, mã 250, mã 46 tà, mã 6 tà. Xanh của chị Hạ Hằng Tô chốt hàng lên số cho em nha. Dạ mã dơ em hết rồi chị ơi. Xanh của chị Hằng Tô chốt hàng lên số này. Rồi hàng 6 tà cho em nha các chị ơi, siêu đẹp luôn nhá. Rồi cái này nha các chị, size S size M mặc vừa. Lấy comment nhanh tay cho em ạ, không thấy Linh Minh này. 6 tà này chốt hàng kèm số điện thoại cho em nha. 6 tà kèm số điện thoại cho em này, 250k. Con này là siêu phẩm luôn. Siêu phẩm nha mọi người ơi, 6 tà 250, chị nào lấy chốt nhanh tay này. Hàng Tô chốt hàng lên số đi chị ơi, chốt hàng kèm số cho em nha. Rồi mã size này em cho chị Hoa Đậu biết nhá. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa. Size L eo 76 mặc vừa cho chị em A12. A12 chốt hàng lên số này. Rồi cho chị em A12 129k lên cho em A12 nha mọi người nhá. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa. Eo 76 quay là mặc vừa cho chị em A12 và kèm điện thoại luôn cho em mọi người này, cho chị em A12. A12 129k mà A12 này. Rồi con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ, một con tím hoa cà kim sa cho em nhá. Rồi size 2XL này Phạm A Nam chốt hàng lên số cho em nhá. Con 6 tài đó siêu đẹp luôn này. Rồi 6 tà này. Rồi ok này chị chị Hằng Tô chốt mã khác cho em nha. Hả? Rồi mã 6 tà của chị Phạm A Nam này ok chị ạ. Phạm A 6 tà em hết rồi nhá. Rồi con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. 189k con này. 189k lên cho là mã 189 cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã số 189 kèm số cho em ạ. Hàng kia xa này em chỉ còn 1-2 con thôi, các chị nhanh tay nhá. Rồi ok chị Phạm A Nam lên cho mã 189 A12 của chị Nguyễn Liêu. A12 của chị Nguyễn Liêu nhá. Rồi lên cho các chị một con size S này, lâu mới có một con size S nên là chị nào mà thấy cảm thấy vừa thì nhanh tay hốt liền nha các chị. Này size S 40-48kg mặc vừa cho em nha. 40-48kg mặc vừa, size S A99 kèm điện thoại luôn. Không có mã 12 đâu chị ơi, em có mã 14 thôi. Mã 12 mã 12 là mã 14 á. Chắc mặc 1. Rồi con này, tại vì cái mã kia nó sao. Rồi lên cho em A99 nha mọi người, cho em A99 và kèm điện thoại luôn cho em này. Rồi 129k mà A99 và kèm điện thoại luôn cho em, mà con này size S nha mọi người. 40-48kg mắc vừa, lên cho em A99 kèm điện thoại luôn cho em nha. Chấm lên cho em nha. Rồi lên cho các chị một con hàng thiết kế siêu phẩm nha. Trời ơi đẹp quá các chị ơi. Rồi một con thiết kế hàng siêu phẩm ạ, nó là không báo giá dạ rồi, tại vì hôm nay em bán tùm lum giá hết. A99 của chị Phạm A Nam dồn đơn. Rồi cái này size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em, hàng chi phong 4 tà nha. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. Lên cho em mã thiết kế cho em nha, con này quá sức đẹp luôn các chị ơi, siêu đẹp nhá. Rồi 249k lên cho em mã thiết kế, con này không đẹp mà không lấy tiền các chị luôn ạ. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa, lên cho em mã thiết kế cho em 249k. Thiết kế 249 cho em nha, về phố với một cái quần màu đồng như thế này là siêu đẹp rồi. Lấy các bên cho mã thiết kế size 2XL eo 85 đổ lại một vừa, lên cho mã thiết kế cho em nha. Rồi 249k mã thiết kế kèm số điện thoại cho em ạ, 249 nha các chị ơi. Rồi con này size XL cho em một con cổ cao 2 phân mọi người ha. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa, size XL eo 80 mặc vừa, A97 kèm điện thoại luôn cho em nha. Cho em mã A97 con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em, và con này màu cực kỳ sáng luôn các chị ơi, mặc cực kỳ sáng ra luôn. Thiết kế của chị Ngọc Điệp dồn đơn. Lên cho em mã A97 mọi người ơi, cho em mã A97 đẹp cực kỳ đẹp luôn. Em nói thật con này mặc lên là sáng ra liền luôn các chị yêu ha. Lên cho em mã A97 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên một con hàng 4 tà cho các chị nhá. Con này hàng 4 tà cho các chị này, một con màu xanh ngọc nhá. Con này là 4 tà. Size L 53kg, quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Một áo. Các chị chốt từ hai áo em mới đi đơn được nhá. Tím Huế em hết rồi, thiết kế em hết nhá. Rồi con này tím mã cái đó là mã 189, chốt hàng đúng mã là được nhá. Rồi con này size L 53kg, quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em, phía trước nó có thêm ruy băng như thế này nhá. Rồi con này nó bị nứt mất cái khóa, các chị về thay lại cái khóa cho em nhá. Rồi con này ai lấy comment cho mã hư khóa cho em xả con này cho các chị 50k. Mã hư khóa 50 size L, chị nào size L nhanh tay này. A97 hết rồi phải không? A97 của chị Trang Trần, chốt hàng từ hai con trở lên em đi đơn nhá. Rồi mã hư khóa 50 chị nào size L hốt này. Rồi con này size XL một con cô ba Sài Gòn, nhanh tay hút liền các chị ơi, tại vì cô ba Sài Gòn bây giờ em chỉ còn một con hai con thôi. Nhanh tay hút liền nha các chị này. Cho chị em A81 và kìm lô số cho em ạ. Con này size XL eo 80 mặc vừa, eo chị nào 80 quay đầu mặc vừa, lên chị em A81 mặc cực kỳ sang luôn các chị này. Lên chị em A81 và kèm điện thoại luôn cho em ạ, 129k mà A81 cho em này. Rồi hư khóa của chị Ngọc Điệp nhá.
Rồi con này chị nào mặc size S size M này, các chị này một con hồng dâu nha. Rồi size S size M mặc vừa cho em ạ, hư khóa của chị 50k của chị Ngọc Điệp nhá. Rồi con này dành cho các chị size S size M 97 em hết rồi chị Trung trước thôi. Con này size S size M mặc vừa cho em một con hồng ren siêu đẹp luôn. Rồi con này em xả sập sàng các chị vừa giá 199k một em dâu nha các chị ơi, một em dâu siêu đẹp này, hàng thiết kế đính đá như thế này. Rồi sale các chị 199k A81 của chị Hằng Tô. A81 của chị Hằng Tô. Chị Hằng Tô bây giờ mới bắt đầu có đơn nha. Cố gắng chốt cho em từ 2 con nha. Rồi lên cho mã số 199 cho em. Con này size S size M mặc vừa. Lấy chút nhanh tay cho mã số 199 có đúng một cái thôi. Mã số 199 này. Lấy comment đúng mã cho em nhá. 199 A50 có không? Có rồi, hư khóa đấy. A50 là hư khóa. Hồng dâu này rồi, ok này. Rồi mã hồng dâu của chị Ngọc Điệp dồn đơn nha. Rồi con này size XLE chị nào 80 mặc vừa. Size XLE chị nào 80 mặc vừa cho chị em mã A95. Lên cho em mã A95 mọi người, cho chị em mã A95. 79k cho chị em mã A95 một con kích tân size XL nha, eo 80 mặc vừa cho em ạ. Eo 80 mặc vừa một con kích tân lên cho em mã A95 này. 79k A95 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 199 em hết rồi chị ơi, 199 em hết rồi nhá. Rồi con này size L cho em này. Trời ơi đẹp quá chị ơi, size L nhá. 53kg quay đầu nha. Dạ đúng rồi, các chị ơi cứ tương tác nhiều vô. Tại vì thực sự luôn muốn bán hàng nhưng mà không thấy comment của các chị ạ. Bây giờ nó ẩn comment rất là nhiều nên các chị phải cố gắng tương tác giúp em nha. Rồi cái này size L 53kg quay đầu eo 76 lộ lại mặc vừa cho em nha. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi. 189k, 189k cái đó là mã gì? Mã A95. Cái con cách tân đó là A95. Chị nào lấy thì comment cho là mã A95 giúp em nha. Rồi còn chấm chấm lên cho em là A95, 199 em hết lâu rồi mà. 199 em hết lâu rồi, A81 còn không? Hết rồi. Rồi A95 của chị Trung Trúc này, cô Trung Trúc nha. Rồi mã 144 cho em nha. Con này size L 53kg quay đầu eo 76 lộ lại mặc vừa cho em ạ. 189k lên cho mã số 144 nha. 189k lên cho mã số 144 giúp em nha các chị ơi. Rồi con này size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em nha. 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp. Một con hoa nhí xanh các chị này, con này size nhỏ cho em nha. Lên cho em mã A13 và kèm điện thoại luôn cho em mã A13. 129k A13 kèm điện thoại luôn cho em mã con này size M. 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp, chốt cho em mã A13 và kèm luôn số cho em ạ. Lên cho em mã A13 và kèm số điện thoại luôn cho em các chị ơi. Rồi con này ạ, size 2XL cho em nha. Eo 85 độ lại mặc vừa này. 189 của chị Phạm Thái Thái này. Của chị Phạm Thái Thái khách cũ phải không? Rồi con này size XL cho em. Eo 80 độ lại mặc vừa cho em nha. Nó ghi size 2X nhưng mà tầm 1X 2X là mặc đẹp cho em nha. Rồi chị nào eo 80, 83 mặc vừa cho em này. À lấy con này comment cho mã xanh đá cho em nha. Trời ơi màu này cực kỳ trắng da luôn. A13 của chị Ngọc Hà này. Chốt hàng từ 2 con trở lên em đi đơn nha chị ơi. Nói chung là đơn trên 200k, trên 250 là em đi được nha. Tại vì cái này là em sale một con. Nói chung các chị chỉ cần bom về một đơn là em lỗ sặc máu rồi. Nên em không có sơ xích một con đâu. Rồi con này lên cho mã xanh đá size eo 83 độ lại mặc vừa cho em nha. Eo 80, 83 mặc vừa lấy comment cho mã xanh đá này. 239k, 239k lên cho mã xanh đá này. Xanh đá 239 kèm số điện thoại cho em nhá. Eo 80, 83 mặc vừa, xanh đá 239. Rồi con này size thì là eo chị nào 80 mặc vừa cho em ạ. Eo chị nào 80 mặc vừa cho chị em A136 này. Xanh lá cho chị hàng tô này. Rồi con này size thì là eo 80 mặc vừa chắc chắn cho em nha các chị ơi. Em sale thật sự rất là khổ luôn ấy. Eo 80 mặc vừa cho chị em A136 kèm điện thoại luôn. Chị em A136 này 129k, 129k A136 kèm điện thoại luôn trên này. Mã 144 em hết rồi chị ơi. Mã 144 em hết rồi nha. Rồi hồng đá cho em này, size 3XL cho em nha. Chất vải siêu đẹp luôn. Rồi hàng chi phong 4 tà có bông chân size 3XL eo 90 độ lại mặc vừa cho em nha. Size 3XL eo 90 độ lại mặc vừa lên cho mã hồng đá cho em này. 239k, hồng đá 239 size 3XL eo 90 độ lại mặc vừa lên cho mã hồng đá nhá. 239k. Rồi ok từ từ em lên nhá. Hồng đá 239 kèm số ạ. Dạ rồi sợ cách tân đỏ em không còn đấy. 239 lên cho mã hồng đá 239 nhanh tay các chị ơi. Size 3XL eo 90 độ lại mặc vừa lên cho mã hồng đá 239 này. Rồi size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa. Size 2XL eo 85 mặc vừa A17 kèm điện thoại luôn cho em này. Họa tiết là hình hoa sen cho em mà cực kỳ đẹp luôn cho em này. Lên cho em mã A17 mọi người nhá. Chốt cho em mã A17. Con này là size 2XL eo 85 mặc vừa A17 kèm điện thoại luôn cho em này. Chốt cho em mã A17 size 2XL eo 85 mặc vừa A17 kèm điện thoại cho em. Bài xanh đá size 2XL 1X2X còn không? Rồi ok này, xanh đá kim thảo này, xanh đá A136 còn không? 2136 của chị Tuyết Quế Quyên nha. Chốt hàng từ 2 con cho em nha. Xanh đá xanh rêu em, xanh giống như cái này này đó. Ở trong ạ. Rồi con này size 1XL cho em ạ. Một con cách tân đỏ cho em nha. Size 1XL eo 80 độ lại mặc vừa cho em ạ.
size 1 XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em đây nhá. Rồi xanh đá đây ạ. Xanh đá em trước chị Kim Thảo một con nha. Xanh đá trước chị Kim Thảo một con đó size gì? Có size mà. Rồi lấy comment cho mã cách tân đỏ cho em 79k. Cách tân đỏ 79k rồi Kim Thảo cho em này. À lấy comment cho mã cách tân đỏ cho em nha. 79k mã cách tân đỏ. Cách tân đỏ 79k kèm số điện thoại cho em. Ai lấy comment cho mã cách tân đỏ cho em nhá. Nó sẽ kiểu là đà nó sẽ đi nó khác nhau đi một tí nhá. Rồi 79k ai lấy comment cho mã cách tân đỏ này. 79k đây đây đây. Rồi giống y luôn. Rồi này cho chị Kim Thảo. Rồi mã cách tân này của chị Liên Mai nha. Cách tân của chị Liên Mai 79k. Cách tân của chị Liên Mai này. Mọi người cứ chốt đi ạ. Còn cái nào thì em sẽ chốt cho các chị nha. Có cái em còn một cái, còn có cái em chỉ có còn đến 2-3 cái lận. Nên các chị cứ chốt nhiệt tình cho em nhá. À, A17 có không? A17 của chị Mai Ngọc này, chút hàng đủ đơn giúp em nhá. Rồi lên một con cô ba Sài Gòn, trời ơi size M đây, size M đây các chị ơi. Rồi một con cô ba Sài Gòn màu sắc rất là tươi cho em nha, size M 50kg đổ lại một vừa cho em. Lấy comment cho em mã số 129k lên cho mã số 04 nha, A04 này. Rồi con này size M nhanh tay này, chị nào size M mà không hút con này quá phí nhá. Rồi A04 cho em 129k, ai lấy comment cho mã A04. Chút hàng từ hai con em mới đi đơn được nha mọi người ơi, cố gắng chút hai con cho em nào. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em là size XL nhá. Eo chị nào 80 mặc vừa cho em là A72. Lên cho em là A72 kèm điện thoại luôn cho em các chị ơi, cho em là A72 nhá. Rồi con này là size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em nhá. Lên cho em là A72 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Hình là thổ cẩm như này nha mọi người, chỉ có 129k. Lên cho em là A72 này. Rồi cái tân đỏ em hết rồi nhá. Cái tân đỏ em hết rồi nè. Rồi cái này size M là cái chị này một con cách tân kèm váy cho em nha. Cái này size M 50kg đổ lại một vừa cho em ạ. À, còn sẵn váy thôi nha các chị ơi, về chỉ cần mặc và không cần phối với cái gì nữa nhá. Rồi 129k xả luôn các chị, lên cho mã số A86 cho em nhá. A86129 cho cái con kia chị nào mặc size M mà hút này. Rồi A96 của chị Trung, cô Trung Trúc này. A96 của chị cô Trung Trúc nha. Có. Có đâu. A96 là cái gì? 7204 nè. Lấy comment cho mã số A86 cho em nha. Cái này size M A86 này. A04 tuyết hàng chốt hàng kèm số cho em ạ. Chốt hàng mã kèm số cho em size M lên cho mã số A86 này 129k. A86129 này. Rồi mã 04 của chị tuyết hàng chốt cho em hai con nha. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa size XL nhá. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa A69 kèm điện thoại luôn cho em nhá. Cho em A69 con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa con này cho em ạ. À. Màu con hoa cực kỳ đẹp luôn cho em, hoa 3D như này nha mọi người nhá, cực kỳ xuất sắc luôn cho em. A69 kèm điện thoại luôn cho em và size XL eo 80 mặc vừa 129.000 mà A69 kèm điện thoại cho em ạ. À. Con nào em cũng báo giá các chị nghe kỹ cho em nha. Rồi con này đỏ dâu cho em này, size M cho em, size S size M mặc vừa. Size S size M mặc vừa, lấy comment cho mã đỏ dâu nha. Size S size M mặc vừa này, cổ đính đá siêu đẹp luôn. Rồi A86 của chị Dung Nguyễn, A86 của chị Dung Nguyễn, A72 của chị Thanh Thanh Thanh. Cho hàng từ hai con trở lên em đi đơn đỏ dâu này, size S size M mặc vừa. Lấy comment cho là mã đỏ dâu cho em nha. Rồi xe luôn các chị này. Với giá 199k, A86 của chị Dung Nguyễn này bây giờ mà có đơn này. Rồi A72 của chị Thanh Thanh Thanh. A86 em hết rồi chị ơi, A86 em hết mất rồi nha. Rồi đỏ dâu 199 chị nào size S size M hộp này. A86 của Dung Nguyễn. A72 của Thanh Thanh Thanh. A69 của Hiền Nguyễn. A69 của Hiền Nguyễn nha. Rồi đỏ dâu xuất hàng kèm số cho em 199k. Không có ai mà bán một con áo dâu miền mới như 100% mà 199 đâu ạ. Nên các chị nhanh tay nha. Thủy Trương xuất hàng lên số cho em nè. Rồi A69 của chị Hiền Nguyễn thấy chưa? Rồi là comment cho mã đỏ dâu chốt hàng kèm số chị Thúy Trương ơi. Trời ơi con này cực kỳ đẹp luôn các chị ơi, nhanh tay hốt liền con này cho em. A size 3 XL này. Eo chị nào 90 mặc vừa size 3 XL cho em A36 này. Lên cho em A36 con này màu cực kỳ sang luôn nha mọi người ơi, lên cho em A36 nhá. Size 3 XL eo chị nào 90 mặc vừa cho em A36 này. 129k A36 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi chốt hàng kèm số đi chị ơi, đỏ dâu này em chốt chị ạ, để coi chị Thúy Trương này không lên số em chốt chị khác nhá. Tuyết hàng rồi em thấy số rồi này. Thúy Trương không lên số em chốt cho chị Hà Hà nhá. Thúy Trương không lên số em sau đây. Thúy Trương không lên số em chốt cho chị Trần Hồng. Hả? Thúy Trương hả? Thúy Trương đúng không? Thấy không? Rồi ok chị Thúy Trương chốt trước rồi nhá. Rồi Thúy Trương chốt trước là dự bị cho chị Trần Hồng bên này nhá. Rồi em lên một con đá này các chị này. A36 của chị Tạ Hải Yến. A36 của chị Tạ Hải Yến nhá. Trời ơi, một con hàng thiết kế siêu đẹp này các chị ơi, size L nhá. 53kg
ký quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em A36 hết rồi của chị Tạ Hải Yến không? Rồi ai là con này comment cho mã thiết kế. Trời ơi con này xuất sắc các chị ơi, thiết kế cho em nhá. Size L 53 ký quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em size L nha mọi người ơi, lên cho mã thiết kế cho em này. 249k mã thiết kế cho em nha, size L 53 ký quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em, mặc con này không đẹp không xịn em không lấy tiền các chị luôn. Rồi size L cho em 53 ký quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em, lấy chút cho mã thiết kế cho em nhá. Rồi 249k mã thiết kế kèm số điện thoại cho em ạ, thiết kế 249 này. Rồi con này size XL, một con cô ba Sài Gòn size XL. Yêu chị nào 80 mặc vừa chốt nhanh cho em A195. Lên cho em A195 kèm điện thoại luôn cho em. Các chị ơi lên cho em A195 này. Con này là size XL, yêu chị nào 80 mặc vừa cho em ạ. Yêu 80 mặc vừa 129k một con 3D và cô ba nhá. Lên cho em ạ. Chốt hàng đúng mã đi chị ơi, chốt hàng đúng mã lên cho mã thiết kế cho em nha. Con này size gì? Size L. Size L. Chốt hàng đúng mã thì cho chị, cho em chị Doanh Hương ơi, nhiều khi em chốt nhầm mã của chị á, nên thiết kế này của chị Loan Nguyễn Nhồn Đơn nha, thiết kế của chị Loan Nguyễn Nhồn Đơn. Rồi cái này size S để lên cho mã theo nhanh tay nha, 149k thôi các chị ơi, size S nhá. Ai lấy cái này comment cho mã theo cho em ạ, thiết kế em hết rồi. Ai lấy cái này comment cho mã theo cho em, size S 48 ký quay đầu eo 70 đổ lại một vừa nhá. Lấy cái này comment cho mã theo cho em ạ, 149k siêu đẹp luôn. Theo ai lấy comment cho em nhá, theo lấy cho chàng mã theo A195 của chị Trang Trần Dồn Đơn, A195 Trang Trần Dồn Đơn. Rồi mã theo size S chị nào lấy comment cho em 149k. Rồi con này size màu 50 ký quay đầu mặc vừa eo 72, 50 ký eo 72 mặc vừa cho em mọi người, chốt cho em A103. Con này là size màu Size M 50 ký L72 đổ lại là mang về cho em A73 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. À lộn, cho em A103. A103 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 129k A103 kèm số cho em nhá. Thiết kế em hết rồi chị ơi. Rồi con này size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em, một con đỏ đá cho em nha, một con đỏ đá duy nhất thôi. Rồi bốn tà cho em ạ và có theo chân ở dưới như thế này. Rồi size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lên cho em mã đỏ đá cho em nha, đẹp chưa, có cả bông chân nữa. À, chị ơi chị chốt không đúng mã thì em không biết đường, em chốt là con đó là mã thiết kế mà em chốt người khác mất rồi nhá. Ai lấy con này comment cho mã đỏ đá cho em, size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Lấy con này comment cho mã đỏ đá cho em này, 239k em có duy nhất của em đỏ đá này thôi. Theo của chị Thoa Kim, theo của chị Thoa Kim. Mọi người ơi chốt hàng từ 2 con trở lên cho em nhá. Rồi ai lấy comment cho mã đỏ đá 239k, đỏ đá size 3XL L90 đổ lại mặc vừa, lấy comment cho mã đỏ đá 239 kèm số cho em nhá. Rồi con này size L L76 mặc vừa cho em con này nhá. Rồi size L L76 mặc vừa A152 kèm điện thoại luôn cho em, A152 là size L nhá. Size L L76 mặc vừa chốt cho em A152 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Một con hoa nhí cực kỳ đẹp luôn cho em, là lên cho em A152 size M nhá. 50 ký L72 đổ lại là mang đẹp cho em ạ. Lên cho em A152 kèm điện thoại luôn cho em, cứ chốt cho em A152 kèm điện thoại luôn cho em ha. Đầm hôm trước ngày hôm qua em gửi riêng cho chị rồi, tại vì cả ngày hôm qua không thấy chị vô chốt ấy, chị Hiền Nguyễn Nha. Đầm hôm trước em gửi mất rồi chị ơi, em gửi mất rồi nha, chờ đâu lâu quá em gửi mất rồi nè. Rồi con này size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Trời ơi, một con thiết kế hoa đen siêu đẹp luôn nhá. Rồi con này size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. À, thoát ra vô lại giúp em chị Trang Nguyễn ơi, đỏ đá 3X của chị Mưa Thuận Giáo Hòa này. Trời ơi, một con màu xanh bo ạ, nó phối với hoa màu đen siêu đẹp cho em, size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em này. Rồi lấy con này comment cho em ạ, đỏ đá 3X em hết rồi nhá. Rồi con này em lên cho mã xanh bo. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nói có duy nhất một con màu đỏ đấy thôi. Rồi xanh bơ này cũng vậy. Ai lấy comment cho mã xanh bơ cho em, size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em, 239k mã xanh bơ. Rồi con này size M cho các chị nha mọi người ha. Size M 50kg L72 đổ lại là mang đẹp cho em con này. 50kg L72 đổ lại là mang đẹp, chốt cho em mắt đỏ và kèm luôn số cho em. Các chị ơi chốt cho em mắt đỏ nhá. Họa tiết là hình hoa sen phong cảnh cho em cực kỳ đẹp luôn nha mọi người này. Rồi con này chốt cho em mắt đỏ này, con này là size M 50kg L72 nhá. L72 này, L72 đổ lại là mang đẹp, size M chốt cho em mắt đỏ và kèm luôn số cho em này, 129.000 nhá. Rồi em lên một con hồng đá có cổ cho em nha các chị ơi, một con hồng đá có cổ, con này size 1XL cho em nhá. L80 đổ lại mặc vừa cho em ạ, size 1XL, chị nào size L, size XL đều mặc được cho em nhá. Rồi L80 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng đá này. Rồi con này em sale các chị với giá 179k.
mã đỏ của chị Thủy Trương dồn đơn rồi hồng đá cho em nhá, 179k mã hồng đá size L size L mặc vừa cho em. Lấy comment cho mã hồng đá kèm số điện thoại cho em ạ. 179k mã hồng đá này, hồng đá 179 cho em nhá. Trời ơi, có cổ siêu đẹp luôn, phối đá này 179k, chị nào size L eo 80 độ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã hồng đá 179 kèm số điện thoại. Rồi một con hoa tím siêu đẹp luôn các chị ơi, con này size M nha. Size M 50kg eo 72 độ lại là mang đẹp cho em các chị này. 50kg quay đầu eo 72 độ lại là mang đẹp chốt trên mã hoa tím này. Mã tím và kèm luôn số cho em, mà con này size M 50kg quay đầu eo 72 độ lại là mang đẹp chốt trên mã tím mọi người nhá. Lên trên mã tím và kèm luôn số cho em, mà size M 50kg eo 72 129k lên trên mã tím này. Mã tím 129k và kèm luôn số cho em, mà chốt trên mã tím này 129k, 129k lên trên mã tím và kèm điện thoại luôn cho em các chị nhá. Rồi chấm lên cho em nha, xanh bơ của chị Vũ Ngọc Mai dồn đợn và xanh bơ của chị Vũ Ngọc Mai này. Đỏ em hết rồi chị ơi, đỏ em hết rồi nha. Rồi, lên cho chị một con size M, con này 50kg quay đầu mặc vừa cho em nha. 50kg eo 72 đổ lại mang đẹp chốt cho em mã A73. 50kg eo 72 mặc vừa lên cho em mã A73 và kèm luôn số cho em mã A73 này. Cho cho em mã A73 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Khi nào nhân viên điện thì các chị báo nhân viên lấy thêm quần cho chị Thoa Kim nha. Và chốt từ hai con đổ lên em gửi hàng nha mọi người nha, tại vì một cái là em không có gửi hàng được mà. Lên cho em mã A73 và kèm luôn số cho em mã size M. 50kg eo 72 mặc vừa lên cho em mã A73 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi em lên một con cách tân size S nè các chị ơi, chị nào size S hút liền cho em con cách tân này nhá. Hàng cách tân này bình thường em bán 189-199 nhá. Nhưng mà bây giờ hết Tết rồi em sale các chị với giá 129k. Cái này size S 48kg quay đầu eo 70 độ lại mặc vừa lên cho mã cách tân này. 129k mã cách tân cho em nha, chị nào size S hút liền cho em nè. Cách tân 129 có kèm luôn váy thôi nha mọi người ơi. Lên cho mã cách tân 129k mã cách tân kèm số cho em này. Size S 48kg quay đầu eo 70 độ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi con này size 2XL eo 75 quay đầu mặc vừa ạ. Size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa cho em ạ. Size 2XL eo 85 mặc vừa A37 kèm điện thoại luôn cho em nhá. Lên cho em mã A37, con này size 2XL eo 85 mặc vừa cho em mã A37 nhá. 129k một con lên cho em mã A37 và kèm điện thoại luôn cho em nè. Rồi em lên một con kim sa này các chị ơi, chấm và tương tác lên cho em nhá. Cảm ơn chị Ngọc Văn Hoa nhiều nhá. Rồi con này size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nè, size XL nhá. Eo 80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Chị chốt mã không được, em không thấy chị chốt luôn á chị ơi. Đỏ hoa sen của ai đó em? Không phải của chị, đỏ hoa sen là như là của chị Thủy Trương, của chị Thủy Trương. Rồi con này size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nha. Kim size xuất sắc chưa? Sale các chị 189k. Lấy comment cho mã kim size cho em size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi lấy cho mã kim size cho em này, 199k mã 189k mã kim size. Size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em. Cách tân của chị Đan Lê, cách tân của chị Đan Lê nha. Rồi kim size size L lên cho mã kim size 189k. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em mà size XL nhá. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa lên cho em mã A11, chốt cho em mã A11 nha mọi người. Lên cho em mã A11 và kèm điện thoại luôn cho em mà con này size XL. Eo chị nào 80 mặc vừa size XL lên cho em mã A11 và kèm điện thoại luôn cho em mà chốt cho em mã A11 nhá. A37 này, A mã kim sa của chị trời, mã kim sa của chị Liên Mai nhá. Kim sa của chị Liên Mai A37 có. A37 của chị Khánh Duy Lê nha. Kim size em hết rồi chị ơi, kim size em hết rồi nhá. Rồi cái tân xanh này các chị này, size 2XL eo 85 độ lại mặc vừa cho em nhá. Size 2XL eo 85 độ lại mặc vừa. Rồi con này em xả các chị 79k, lấy comment cho em mã số 79 nhá. Mã số 79 ạ. Lấy comment cho em ạ, mã số 79 ạ. Cái tân size L hả? Để coi em còn thì em chốt chị nhá. Rồi lên cho mã 79 cho em nha. Size L 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa. Lấy cho mã 79 kèm số điện thoại cho em ạ. Mã 79 nhá. Ai lấy cho mã 79 kèm số này. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa A93 cho em này, chốt cho em mã A93. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa chốt cho em mã A93 kèm điện thoại luôn cho em nhá. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em con này nhá. Size XL eo 80 mặc vừa A93 kèm điện thoại luôn cho em mã A93 này. Rồi cách tên em hết mất rồi nha, cách tên em hết rồi, chốt mã khác cho em A11 của chị Quỳnh Diễm nhá. Rồi mã 79 của chị Văn Trần, mã 79 của chị Văn Trần, A11 của chị, A11 là cái nào? A11 của chị Quỳnh Diễm này. Rồi cách tên 79 của chị Văn Trần nhá. Rồi con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em, lên cho mã theo 149k nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa này, siêu đẹp luôn. Lấy con này comment cho mã theo cho em nhá. Rồi Văn Trần thích cũ không? 179k mã theo. Theo 179 kèm số cho em ạ. À. Em tụi em mặc size S thôi chị ơi, tụi em mặc size S hết nhá.
Lấy comment cho mã theo cho em size 2XL eo 85 đổ lại một vừa lên cho em mã theo 149k. Sau đây các chị 149k mã theo, theo 149. Lấy comment cho mã theo 149 cho em nhá. Rồi size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa chốt cho em mã vàng nhá. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa chốt cho em mã vàng, mã vàng và kèm lưu số cho em mã size 2XL nhá. Size 2XL chốt cho em mã vàng. Em thấy chị Trang Nguyễn nha chị ơi, nhưng không thấy chị chốt gì nhá. Rồi lên một con siêu phẩm size M này các chị nè, chị nào mà có mẹ hoặc là size hoặc là nhỏ con này các chị nè size M nhá. 50kg đổ lại mặc vừa, eo 72 đổ lại mặc vừa cho em ạ, một con siêu phẩm nhá. Ai lấy con này comment cho mã siêu phẩm cho em 189k, siêu phẩm 189 size M. 50kg quay đầu eo 72 đổ lại mặc vừa lên cho mã siêu phẩm này. 189k mã siêu phẩm nhá. Siêu phẩm 189 kèm số, ai lấy chút nhanh tay cho mã siêu phẩm nhá. 189k mã siêu phẩm và kèm số điện thoại giúp em nào. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mã 79 em hết rồi chị Bình Lê ơi, chút mã khác giúp em nha. Rồi một con màu trắng đúng duy nhất một con màu trắng trong này hàng 3D nha mọi người nhá. Nhanh tay hốt cho em này. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em mã A128. Cho em mã A128 kèm điện thoại luôn cho em mã size XL. Eo chị nào 80 mặc vừa cho em mã A128 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Cách tân liền váy bây giờ em ít lắm luôn á. Rồi một con cách tân size L này chị Hoa Huỳnh ơi, nhưng mà không có váy nhá. Lên cho mã tím này. Mã vàng 2XL của chị Trang Nguyễn nhá. Vàng 2XL của chị Trang Nguyễn này. Rồi cái này size XL cho em eo 80 đổ lại mặc vừa. Lên cho mã tím cho em nha. 79k size L. Size XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã tím này 79k. Vàng em hết rồi nhá. Vàng em hết rồi ạ. À, mã size M siêu phẩm của chị Tuyết Hằng dồn đơn, size M siêu phẩm Tuyết Hằng dồn đơn. Lấy comment cho mã tím nha, size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho là mã tím này 79k thôi nha, 79k mã tím ạ. Rồi size M 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp con này cho em nhá. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa lên cho em mã A12, cho chị em mã A12 kèm điện thoại luôn cho em mã size M nha. 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp cho chị em mã A12 kèm điện thoại luôn cho em này. Cho chị em mã A12 chị Văn Trần. Cho chị mà A12 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Tím của chị Văn Trần nhá. Rồi một con cách tân hoa nhí size S nha các chị nè. 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Lên cho mã hoa nhí cho em nha. Con này sale các chị 129k, cách tân em hết rồi nè. 129k chị nào size S thì chốt cho em nhá. Kèm váy luôn size S. 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã hoa nhí này. Rồi mã hoa nhí cho em nha. Lên nhanh tay cho mã hoa nhí 129k mã hoa nhí size S 48kg quay đầu. Rồi 129k lấy comment cho mã hoa nhí kèm số cho em nha. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa size L. Eo 76 mặc vừa size L lên cho em mã A40 nha các chị ơi. Một con màu đỏ chấm đồng cực kỳ đẹp luôn cho em mã size L. Eo 76 mặc vừa. 128 của chị Nguyễn Thủy. Rồi eo 76 quay đầu mặc vừa lên cho em mã A40. A40 kèm điện thoại luôn cho em mọi người. Cho em mã A40 chỉ có 129.000 thôi. Một con màu đỏ chống đồng này cực kỳ hot luôn cho em này. Lên cho em mã A40. A40 kèm điện thoại luôn cho em này. Cho em mã A40 129.000 nha. 129. Siêu phẩm của chị Tuyết Hằng rồi nha. Cái đó là mã hoa nhí nha. Rồi con này size 2XL này các chị này. Size 2XL một con màu hồng sen nha. Hàng 4 tà cho em ạ. Chi phong 4 tà. Size 2XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. À, mã cách tân gì á các chị ơi? Cách tân gì các chị phải chốt đúng mã cho em nhá. Cái đó là mã hoa nhí nhá. Rồi cái này size 2XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng đá cho em này. Đẹp chưa? Hồng đá hồng sen cho em nhá. Size 2XL eo 80 đổ lại mặc vừa. A40 có không? Có. Của chị Ngọc Mai. Ai lấy con này comment cho em ạ. Vàng máy là 129k chị Trang Nguyễn ơi. Lấy comment cho em ạ. A40 của chị Ngọc Mai, chị Dung Nguyễn sao mất rồi. Lấy con này comment cho mã hồng đá cho em 239k size 2XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi mã hồng đá này 239k mã hồng đá kèm số cho em nào. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa cho em một con màu tím này size 2XL. Eo 85 mặc vừa size 2XL nha mọi người. Size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa cho em và cho em mã A59 mọi người này, cho em mã A59 nhá. A59 kèm điện thoại luôn cho em một con màu tím này, một con màu tím nhẹ nha mọi người nhá, cực kỳ nhặn nhặn luôn cho em này. Rồi lên cho em mã A59 kèm điện thoại luôn cho em mã size 2XL. Eo 85 mặc vừa cho em mã A59 kèm số cho em mã 129.000 nhá. Rồi em lên cho các chị một con dáng cách tân ngắn cho em nhá. Hồng đá 2 lớp, dạ đúng rồi, hồng đá 4 tà 2 lớp nhá. Hoa nhí của chị An An, hoa nhí 129 của chị An An, chốt hàng đủ hai con cho em đi đơn nhá.
mã 40 em hết rồi chị ơi. Rồi lên một con cách tân ngắn cho em nha. Con này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa này. Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Con này em trả các chị 50.000. Rồi lấy comment cho mã 50 cho em nha. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Xả các chị 50k. Lấy comment cho mã 50, chị nào size to hút liền cho em nha. Rồi mã 50 kèm số cho em ạ. Mặc đi chùa đi chơi gì cũng được cho em nhá. Rồi mã 50 size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. A59 của chị Bình Lê. A59 của chị Bình Lê, hồng đá cho chị Thanh Thanh Thanh. Rồi con này, một con siêu đẹp luôn. Con này size 2XL, nó ghi trên áo là size XL nhưng mà mặc lên mới biết là size 2XL nha mọi người nhá. Rồi con này size 2XL E85 mặc vừa cho chị em A85. Size 2XL E85 mặc vừa A85 kèm điện thoại luôn cho em ạ, cổ cao 4 phân cho em này. Lên cho em A85 mọi người, cho chị em A85. 129k một con cho chị em A85 kèm điện thoại luôn cho em này. Mã 59 của chị Bình Lê rồi ạ. Rồi con này chị em nha, con này size S nữa nè, các chị này size S cho em nha. 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nè. Còn mấy con cách đây lên xả lỗ cho các chị luôn á. Thì tình con này mặc em không lỗ 20 ngày, em làm em không biết làm gì luôn. Nói chung là em xả lỗ rất là nhiều lên, các chị cố gắng chốt chắc giúp em một cái nhá. Rồi mã A có 05 cho em, A05 size S cho em nha, 129k. Lên cho mã A05 này kèm váy cho em như thế này nhá. A05 129, ai lấy comment cho mã A05 giúp em nha. A05 kèm số A85 của chị Huyền Nguyễn này. A85 Huyền Nguyễn có đơn chưa? Rồi A85 con này size 2XL. Con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em mà size XL. Eo 80 mặc vừa, một con hoa đỏ cực kỳ đẹp luôn cho em mà, chốt cho em mã hoa. Mã hoa kiếm luôn số cho em mà, lên cho em mã hoa mọi người. Con này size XL. Eo chị nào 80 mặc vừa cho em mã hoa và kiếm luôn số cho em mà, chỉ có 129k mã hoa. Hoa 129 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên nốt cho các chị một con kim sa nha. Con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Một con kim sa như thế này em bán các chị A85 em dồn cho chị Ngọc và chị Hiền Nguyễn rồi nhá. Ai lấy con này có bây giờ mã tím kim sa cho em nha. Con này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Kim sa lấp lánh như thế này. Sale các chị 189k, lên cho mã tím kim sa. 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã tím kim sa cho em nhá. 189k, 189k Ngọc Lan này. A85 em hết rồi chị Ngọc Lan Thanh ơi, chúc bà khác cho em nhá. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa, một con hoa nhí cam mọi người này. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho chị mã A60. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa A60 kèm điện thoại cho em mã 129.000 nhá. Lên cho em mã A60 và kèm điện thoại luôn cho em mã A60 này. Rồi chị nào mà mặc đá size L hút liền con này cho em nhá, một con size L này. Size M, size L mặc vừa cho em nha. Nó có độ co giãn nên size M, size L mặc được cho em này. Mã hoa của chị Thanh Thanh, Giang Thanh dồn đơn nhá. Rồi chị nào mặc size L hút liền. Trời ơi đẹp quá chị ơi. A05 của chị An An dồn đơn này. Ai lấy con này comment cho em ạ. Size L cho em nhá. 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa. Lấy con này comment cho mã số 48 cho em. A48 nhá. Hàng 48 chị ơi. A48, ai lấy comment cho mã số A48 cho em, chỉ có giá là 239k. 239k. Ai lấy comment cho em mã hoa là cái kia mã 60 hả? A05 thì cái kia thì bé. Đó ngay tay tay mày đó. Hả? Rồi lấy comment cho mã số A48 cho em nhá. 239k chị nào mặc size L, size M hút liền cho em ạ. Hàng đá size nhỏ rất là ít luôn nên tranh thủ cho em nhá. Dạ cái này đẹp lắm luôn á, chị nào nhanh tay thì chốt này. Rồi lên cho em ạ, size L cho chị Doanh Dương đi. Rồi con này size 2XL, trời ơi cực kỳ đẹp luôn cho em ạ. Size 2XL lên cho em mã vàng mọi người, con này là hoa nhí vàng cho em nha. Rồi size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa chốt cho em mã vàng này. Mã vàng và kèm lưu số cho em các chị gái này, chốt cho em mã vàng size 2XL nha. Size 2XL chốt cho em mã vàng và kèm điện thoại luôn cho em mã size 2XL. Eo 85 quay đầu là mặc vừa cho em mọi người này, lên cho em mã vàng nhá. Vàng kèm điện thoại luôn cho em mã size 2XL nha. Dạ, size L nhá. Đây ạ, như con này đây ạ, chị Ngọc Lan, Ngọc Lan Thạch A48 là của chị Danh Dương rồi nhá. A48 em hết rồi nhá. Đây ạ, chị Ngọc Lan Thạch ơi, cái này cũng là size L cho em nha, nhưng đính kết của nó khác đi nhá. Con này nó đã đính ở cả phần đuôi như thế này, nói chung chất vải và nói chung là nó giống y nhau hết, nhưng mà nó chỉ đính kết khác nhau thôi. Chị lấy cái này thì ok cho em này, không còn con nào nữa đâu. Lấy cái này thì ok cho em nha, chị Ngọc Lan Thạch nhá. Lấy thì ok này. Mã vàng của chị Trang Trần, vàng của chị Trang Trần nhá. Rồi cái này cũng là size M, size L mặc vừa luôn, ai lấy comment cho em ạ. Rồi cái này là chị Ngọc Lan Thạch lấy thì ok cho em, không thì em đọc size, em đọc mãi các chị nhá. Coi 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 con màu này size L nữa. Nhớ hết rồi, đúng không? Cái này hết. Hết ít lắm các chị ạ, ít lắm luôn. Coi ở dưới coi coi con nào. Một con duy nhất thôi. Chị nào lấy xanh này. Chị Ngọc Lan Thạch có lấy thì ok cho em nào. Đây nhá, em đọc mã khác nhá. Nói em sẽ lên vài con kiểu này. Rồi lên cho mã số 208.
cái mã số 48 đó là chị ta chị Doanh Dương lấy rồi. Rồi mã số 208 cho em, ai lấy comment cho mã số A208 nha. Size M, size L mặc vừa con nào cũng rất là đẹp luôn. Cái màu xanh dương này cực kỳ trắng da. Rồi mã số A208, ai lấy comment cho mã số A08. Tím kim sa dồn đơn chị Đan Lê, tím kim sa dồn đơn chị Đan Lê nha. Rồi mã A08 này. Rồi Ngọc Lan Thạch này, rồi em mua tiên chị con này nha. Ngọc Lan Thạch. Rồi con này size M nha mọi người, 50kg eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em ạ. 50kg eo 72 mặc vừa cho trên mã A12. Lên trên mã A12 kèm điện thoại luôn trên mã A12 con này size M. 50kg eo 72 mặc vừa trên mã A12 kèm điện thoại luôn trên mã size M nhá. 129k mã A12 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi em lên một con hàng theo nha. Rồi ok ok chị ạ, ok chị nhá. Gà mã đá là size L có luôn nha chị ơi. Rồi ok em thấy rồi ạ. Rồi cái này size XL cho em ạ, lên cho mã theo cho em nha. Size XL eo 80 đổ lại mặc vườn ạ nhá. Rồi lấy con này comment cho mã theo. Mã theo kèm số cho em 149k thôi nha các chị ơi. Theo vi tính siêu đẹp luôn cho em nhá. Theo 149 size XL eo 80 đổ lại mặc vườn, lên cho mã theo 149k mã theo, theo 149 nhá. Nhanh tay các chị ơi, siêu đẹp luôn nhá. Theo 149k, chị nào lấy chút cho mã theo 149k size 1XL eo 80 đổ lại mặc vườn cho em nhá. Rồi một con vàng hoa sen là mọi người, size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho trên mã sen. Yêu chị nào 80 mặc vừa lên trên mã sen và kèm lưu số trên và các chị này cho trên mã sen nha. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa, size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho trên mã sen chỉ có 129k. 129k lên trên mã sen và kèm điện thoại luôn đẹp trên này. Quá đẹp luôn các chị ơi, thấy chị Vasi Trần nhá. Rồi chị nào size L húp liền cho em nhá. Rồi toàn bộ của nó là đính ngọc ven hết như thế này các chị thấy không ạ? Hôm nay em nhập vào đã là 170 rồi. Rồi em giá các chị 159k lên cho mã ngọc. Mã ngọc nha, size L 53kg, quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Theo size M không biết còn không, để em coi nha. Tại vì bây giờ nó còn lẻ size, em xả hết các chị này. Rồi cái này lên cho mã ngọc cho em nha. Đính một cái hoa chi phòng thôi, hoa ribbon siêu đẹp luôn. Rồi size L 53kg, quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em. Lên cho mã ngọc cho em nha. Mọc viền hết toàn bộ cái này lên như thế này. Lên cho mã ngọc 159k, em còn sót đúng một con thôi. Chị nào nhanh tay thì được này. Mã A12 của chị Nguyễn Thị Phượng này. Chúc cho em từ 2 con trở lên nha. Cái đó không phải mã sen đâu, A12 rồi của chị Nguyễn Thị Phượng. Rồi lên cho mã ngọc, ngọc cho em nha, ngọc 129 này. Tối nay chị Lan Sườn Xám nha con chú heo ơi. Rồi cái này size M này mọi người, size M 50kg eo 72 đổ lại là bạc đẹp trên mà size M nha. Trời ơi. Ngọc lờ ngọc của chị Doanh Dương này, Nhân Nguyễn chưa có đơn mà đúng không? Chị Nhân này đơn chốt hàng kèm số giúp em thì mời con. Cái này các chị không chốt là tiếc lắm luôn nè mọi người ơi. Con này size M nha, 50kg mặc vừa. 50kg coi là mặc vừa. 50kg quay mặc vừa cho trên mã tím kèm điện thoại luôn, trên và size M nha mọi người ơi. Cho trên mã tím chỉ có 129k, lên trên mã tím và kèm điện thoại luôn, trên và size M. 50kg eo 72 mặc vừa cho trên mã tím ạ. Cái này hàng shop họ bán 620.000 này các chị nè. Ngọc của chị Doanh Dương rồi nhá, ngọc hồng của chị Doanh Dương rồi. Rồi con này size 1XL cho em nha. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Hàng shop bán là 620.000 này. Mã tím của chị Phương Nguyên dồn đơn. Mặc vừa tím, bây giờ Phương Nguyên mà có đơn đúng không? Ngọc em hết rồi chị ơi, ngọc em hết rồi nhá. Tím Phương Nguyên. Rồi cho em từ 2 con này các chị ơi. Con này quá sức đẹp luôn các chị ạ, quá sức đẹp luôn nhá. Con này size 1XL, eo 80 đổ lại mặc vừa cho em, hàng 4 tài cho em nhá. 239k. Hàng sắp bán 620, em bán chưa bằng một nửa so với họ luôn. Ai lấy comment cho là mã tím đá 239k, em nói đảm bảo các chị không đi đâu mua được cái giá này luôn. Rồi tím đá 239, ai lấy comment cho là mã tím đá cho em nhá. 50 vừa không. Cái đá size gì ạ? Nguyễn Thị Phượng chứ phải Phượng Nguyễn đâu. A12 hả? Ừ. Nguyễn Thị Phượng. Vừa nha chị ơi. Rồi tím đá nhanh tay chút cho mã tím đá cho em. Sai 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi ai lấy comment cho mã tím đá này xuất sắc luôn. Lấy chút nhanh tay cho em. Tím đá sai 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em 239k nha. Tím đá 239, ai lấy comment cho em. Rồi size L nha mọi người, eo 76 mặc vừa cho em là size L. Eo 76 mặc vừa cho trên mã A76 này. Hoa tiết là những cánh hoa và những con bướm nha mọi người này. Lên trên mã A76 kèm điện thoại luôn cho em là size L. Eo 76 mặc vừa cho em nha. Size L eo 76 mặc vừa. Eo 76 mặc vừa cho em mã A, cho trên mã A76 này. Lên trên mã A76 kèm điện thoại luôn cho em nha. Eo 76 mặc vừa cho trên mã A76 kèm điện thoại luôn cho em này. Tím đá này chút hàng mã kèm số điện thoại cho em nha. Em cảm ơn chị Vân Trần ạ. À, không phải của chị Qua Lê Thanh, tin đá của chị Qua Lê Thanh, chị Nguyễn Huệ sau mất rồi. A76 của chị Tạ Hải Yến nhá. Rồi con này size L này các chị nè, con này size L nhá. Dạ cố gắng chút đi chị ơi. Tin đá của chị Qua Lê Thanh rồi ạ.
Nói chung là các chị đã mua hàng bên em rồi thì biết em chỉ có ăn theo số lượng thôi. Còn như người ta có thể là lời 5-70, em chỉ cần lời 10.000, 20.000 là nói chung là số lượng mà nhiều thì cũng được rồi. Nên không cần phải lời nhiều của các chị đâu. Rồi cái này size L cho em nha, size L này. Trời ơi, còn sót lại đúng một em size L siêu đẹp nhá. Rồi 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Còn sót lại đúng một em này thôi. Chị nào size L thì hút liền cho em lên cho mã A114 này. Size L nhá, lên cho mã số A114 cho em nha. Size M, size L mặc đẹp cho em, lên cho mã số A114 nha, hàng 4 tà cho em này. Rồi 239k, ai lấy comment cho mã A114 nha các chị ơi, A114 này. Mã xanh nào. Giờ con này chị nào size XL. Nhân Nguyễn chốt hàng kèm số cho em nha chị Nhân Nguyễn ơi. Eo chị nào 80 mặc vừa, size XL eo 80 mặc vừa. Chốt cho em mã A125. A114 của chị Lena, mọi người chốt hàng đúng mã giúp em nha. Lên trên mã A125 mọi người, size XL eo 80 mặc vừa, trên mã size XL eo 80 mặc vừa, chốt trên mã A125 và kèm điện thoại luôn trên mã size XL eo 80 mặc vừa. A125 kèm điện thoại luôn trên này. Rồi mã xanh này của chị Lena rồi chị ơi, A114 của chị Lena, mọi người chốt hàng đúng mã giúp em nha, tại vì xanh đá nó nhiều á. Rồi size L, size 1XL mặc vừa cho em ạ, hàng sắp bán 620.000 cho em nhá. Có bông chân ở dưới như thế này. Và hàng 4 tà cho em ạ, A114 của chị Lena rồi ạ. Rồi cái này size L hoặc là XL mặc vừa cho em nhá. Eo tầm 77, 78 đổ lại mặc vừa này. Rồi cái này lên cho mã vàng đá cho em nhá. Không đẹp em không lấy tiền các chị luôn. 239k, chị nào lấy chút nhanh tay cho mã vàng đá 239 cho em size L. Size XL mặc vừa cho em nhá, eo 78 đổ lại mặc đẹp này. Trời ơi đẹp lắm không các chị ơi. Như em mặc size S mà em cũng mặc không có rộng lắm đâu. Nên chị nào tầm size L hoặc là size XL đều mặc được con này cho em, nó có độ co giãn nhẹ nhá. Rồi hàng 4 tà lên cho mã vàng đá. Nhanh tay em có duy nhất một con màu vàng đá này thôi. Ai lấy comment cho mã vàng đá cho em 239k. Lấy chút cho mã vàng đá 239 kèm số cho em nhá. Rồi một con đỏ cổ K 2 phân cho em là mọi người size 2XL nhá. Em chị nào 85 quay đầu là mặc vừa size 2XL. Em chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho trên mặt đỏ và kèm điện thoại luôn trên mặt size 2XL nhá. Size 2XL em chị nào 85 quay đầu là mặc vừa cho trên mặt đỏ này, mặt đỏ và kèm luôn số trên cổ cao 2 phân cực kỳ đẹp luôn trên cái chị nhìn này. Lên trên mặt đỏ nhá, size 2XL lên trên mặt đỏ và kèm điện thoại luôn trên này. A114 em hết rồi nha. Em còn mã vàng đá cũng là size L hoặc là XL, chị nào lấy thì comment cho em nhá. Rồi vàng đá của chị Ngọc Lan Thạch này, vàng đá của chị Ngọc Lan Thạch nhá. Vàng đá em hết bắt đầu chị Văn Trần ơi, chốt mã khác cho em nha. Em vừa coi con vàng đá kia là size gì này. Rồi con này size 3XL cho em, vàng đá dưới chân đó. Rồi con này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em này. Rồi vàng đá này em chốt luôn cho chị gì ạ? Vân Trần nhá. Vàng đá của chị Vân Trần luôn nhá. Hai con giống nhau nhá. Rồi con này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Con này có cổ ngắn như thế này nhá. Cái dáng của nó là dáng lửng lửng như thế này, dáng như kiểu cách tân. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em. Con này em xả các chị 69k. Đỏ 2X này của chị Mai Ngọc dồn đơn này. Mai Ngọc hả? Ngọc Mai khác mà Mai Ngọc khác. Mai Ngọc có rồi kìa. Đây kìa, có số 43. 643. Rồi ok chị Mai Ngọc. Lấy comment con này lên cho mã 69 cho em, size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã 69 nhá. Sale các chị 69k. Rồi mã 69 kèm số điện thoại, lấy chút cho mã 69 cho em nhá. Rồi size 2XL eo 85 mặc vừa con này cho em này. Size 2XL eo 85 mặc vừa cho trên mã A00. A00 kèm điện thoại luôn trên mã A00 này, con này size 2XL nhá. Size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa, eo 85 mặc vừa lên trên mã A00 kèm điện thoại luôn trên các chị gái cho trên mã A00 này. Rồi vàng đá chứ chị Văn Trần một con, chị Ngọc Lan Thạch một con rồi nhá. Rồi lên một con thêu là các chị này, một con xanh cô ban thêu cực kỳ trắng da cho em nhá. Rồi cái này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Size 2XL nhá, eo 85 đổ lại mặc vừa, nhanh tay chút cho mã thêu cho em này. 149k mã thêu nha, thêu màu sắc cực kỳ đẹp cho em nhá. Rồi size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã thêu 149k. Thêu 149 này mọi người còn thấy em không các chị ơi? Không có size màu hả? Có này. Mã 00 hả? A00 của chị Trang Trần, A00 của chị Trang Trần. Rồi mã thêu, ai lấy comment cho mã thêu nhá. Rồi 69k của chị Ngọc Lan Thạch. Rồi em thấy chị Trang Trần rồi nhá. Rồi mã 69k của chị Ngọc Lan Thạch này. Trang Trần lúc nãy có một cái rồi đó. Rồi con này một con màu cam siêu đẹp luôn các chị này, một con màu cam họa tiết là hình hoa và cánh quạt thêm mọi người này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Rồi lên trên mã cam con này size 2XL nhá. Size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho trên mã cam 129k. Lên trên mã cam quạt nhá. 129 kèm điện thoại luôn trên mọi người này. Màu này cực kỳ đẹp, cực kỳ nổ luôn trên, như kiểu là màu cà rốt đậm luôn nha mọi người. Lên trên mã cam và kèm luôn số trên mã size 2XL nhá.
Rồi con này dành cho các chị size 4XL eo 100 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 4XL eo 100 đổ lại mặc vừa cho em. Có cách tân này chị nào size to thì hốt liền cho em nhá. Màu xanh cổ vịt này. Đây con này comment cho mã cách tân cho em nhá. Sale con này các chị 79k. Rồi mã cách tân theo này của chị Liên Khanh, theo của chị Liên Khanh mọi người chốt hàng từ 2 con trở lên em đi đơn nhá. Hoàng 7 sau mất rồi ạ. À. Ai lấy con này comment nhanh tay cho em nhá. Rồi mã 69 kèm số điện mã 6, mã 79 cho em nhá. Mã 79 này cách tân 79 cho em, size 3X 4X mặc vừa cho em nhá. Rồi lên cho mã 79 nhá. Mã 79 ạ, lấy comment cho em ạ. Theo em ít lắm, em còn vài con thôi chị ạ. Rồi lên cho chị một con cô ba Sài Gòn. Con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa A205. Cho chị em A205 kèm luôn số cho em ạ. Con này size XL nha. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa A205 kèm điện thoại luôn cho em mọi người. Con này size XL nhá, 219k. 129k. Rồi con này size 2XL cho em nha. Mã cam của chị Nhân Nguyên này. Mã cam Nhân Nguyên bây giờ bắt đầu mới có đơn nha. Đó chị cứ chốt như vậy là em chốt cho chị thôi, chứ không khó khăn gì hết ạ. Chốt hàng đúng mã và kèm số là em chốt đơn nha. Rồi cam đá cho em size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em này, đẹp chưa. Size 2XL theo 2XL. Theo 2XL đúng rồi, theo cái đó là đúng rồi. Rồi em chốt rồi nha. Rồi cam size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam đá giúp em nha. Hàng chi phong 4 tà sale các chị vừa giá 239k. Ai lấy comment cho mã cam đá. Cam đá 239 kèm số cho em nha. Size 2XL cho em ạ. Đổi size nhé còn cái. Dạ không có. Cái này nó không phải là nó theo một ri đâu chị Trang Trần ơi. Cái này là hàng lẻ size. Em đã xả các chị hàng lẻ size nên không có thể đổi như vậy được nha. Chị lấy thì lấy, còn không thì bảo em xả giúp em nha. Rồi cam đá cho em size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Lên cho mã cam đá này. Còn áo trơn luôn ạ. Rồi cam đá cho em nha. 239k mã cam đá nha. Rồi dịp lên cho chị một con size 3X này. Chị hãy luôn mỉm cười hả? Dịp lên mới được một con thôi. Cái này size 3XL cho em eo chị nào 90 mặc vừa chốt cho em A23. Eo chị nào 90 mặc vừa lên cho em A23 kèm điện thoại luôn cho em A23 này. Eo chị nào 90 mặc vừa chốt cho em A23 kèm điện thoại luôn cho em. Các chị này 129. Cam đá của chị Nhân Nguyên dồn đơn. Cam đá của chị Nhân Nguyên dồn đơn. Chị Thanh Thanh thay em coi cam đá. Con là size 2X hả? Size 2X em coi còn cam đá. Đây này vẫn còn mấy con này con đủ sao? Rồi ok nha, cam đá này, cam đá chị Dung Ngô chút cam đá đúng không? Ở phía trên có này. Rồi cái này một con hàng 4 tà cho em nha. Rồi cam đá size A23 của chị Trang Trần nha. Chút hàng chắc chắn giúp em nha chị Trang Trần ơi. Rồi cam đá của chị Thanh một con. Chị Trang Trần chút hàng chắc chắn giúp em nha. Rồi cam đá của chị Thanh một con này. Cam đá của chị Dung Ngô một con nha. Cam đá chị Dung Ngô lấy cam đá đúng không? 2X là được. Rồi cam đá của chị Dung Ngô một con. Rồi em còn đi. Rồi lấy comment cho em nha. Chị lấy nha. Rồi ok chị nha. Rồi cái này 4 tà này. Dung Ngô nha. Chị Dung Ngô ơi. Rồi cam đá của chị Dung Ngô một con size 2XL cho em này. Đẹp lắm luôn nha. Rồi cái này 4 tà cho em. Cái này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3XL eo 90 không có màu đen đâu chị ạ. A23 dồn đơn nha. Màu A23 dồn đơn chị Đan Lê có. Của Trang Trần chốt rồi. Rồi con này lên cho mã 4 tà cho em nha. Con này xả các chị 99k. Một con 4 tà siêu đẹp như thế này. Dành cho các chị size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã 4 tà cho em nha. Mã 4 tà xả các chị 99k hả? Hả? Còn 2X cho chị 2X. Thì lưu là cái chị chốt cái gì chị ơi? Cái đó nó có độ cao giãn nên các chị không phải lo đâu nha. Chị chốt cái gì ạ? 4 tà 99 cho em nha. 4 tà 99 này chị Thủy Lưu chốt màu gì? Rồi con này size M mọi người ơi. Con này size M 50kg eo 72 này. 50kg eo 72 chốt cho em A94 các chị nhá. Rồi con này size M 50kg eo 72 đổ lại là mặc đẹp. Cho cho em A94 này. Cho cho em A94 kèm luôn số cho em size M 129.000 A94 nhá. Rồi xem lại đơn giúp chị với được không nè. Xem lại đơn là sao chị ơi? Chị coi bao nhiêu cái hả? Rồi cái này size S này, một con hình cô gái siêu đẹp luôn nha. Size S nha, 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Thái đá hai ba đi. Chị Thanh ơi, chị được 4 tà của chị toàn vui SC này. Rồi chị có hai đá 2 3D nha chị Thanh ơi, chị có 4 cái rồi nhá. Trong đó có hai cái đá hai cái 3D. Chị chốt hai con rồi nhưng một con sẽ XL chị sợ chật. Có thể có đơn của con Thúy luôn. Rồi ok, lấy con này có bên trái mã cô gái cho em nhá. 129k em nói quá rẻ luôn, sản xuất ra 1.000 con không có giảm này luôn, cả lỗi các chị nhá. Rồi lên cho mã cô gái size S 129k, mã cô gái 129 này. Ai lấy comment cho em chị nào size S hút liền cho em nha. Rồi mã cô gái 129k, ai lấy comment cho mã cô gái 129 nhá. Chị gì á, chị Thúy Như.
Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Con này còn đúng một size này thôi. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa mã A20, chốt cho em mã A20 này. A20 kèm điện thoại luôn cho em mã A20. Con này size XL eo 80 mặc vừa cho em này. Eo chị nào 80 mặc vừa. Eo chị nào 80 mặc vừa lên cho em mã A20 kèm điện thoại luôn cho em mã size XL. Các chị ơi lên cho em mã A20 nha. A20 chỉ có 129.000 lên cho em mã A120 này. Chị Thùy Lưu của chị dạ đúng rồi. Đúng rồi chị Thùy Lưu của chị là hai con kim sa và hiện tại hàng kim sa của em hết sạch rồi nhá. Chị lấy thì chị ok cho em ạ. Hiện tại là hàng kim sa của em là hết sạch rồi, không còn con nào luôn ấy. Trời ơi lên một con hàng thiết kế siêu đẹp cho em nhá. Rồi con này cho em ạ, siêu đẹp cho em nhá. À, dạ rồi ok chị Toàn Vui, ok chị nhá. Trời ơi chị nào bằng size M, size L hút liền con này cho em, quá đẹp luôn. Size M, size L hút liền cho em con này nha. Đẹp quá các chị ơi. Rồi con này đơn giản nhưng mà cực kỳ đẹp luôn cho em nhá. Cái gì vậy? Rồi ok. Rồi size M, size L mặc vừa cho em lên cho em mã đỏ cho em nha. Con này sẽ có chị xã các chị với giá 210.000 thôi. 210.000 nhanh tay chút cho mã đỏ 210k. Trời ơi không chút con này quá phí này. Size M, size L mặc đẹp nha. Lên cho em mã đỏ 210. Đỏ 210 cho em ạ, một con hàng thiết kế siêu đẹp luôn nha, nó đính kết rất là xinh luôn. Rồi đỏ 210 này, đỏ 210 chút đúng mã cho em, đỏ 210 cho em nha. Rồi size 2 thì là eo 85 mặc vừa. Đỏ 210 các chị ơi. Rồi con này size 2 thì là eo 85 mặc vừa, chốt cho em A38. Chốt cho em A38 mọi người, size 2. Đỏ 210 của chị Nguyễn Thị Phượng. Rồi lên cho em A38 này, A38 kèm điện thoại cho em A38 đấy. Rồi lên một con theo ạ, chút hàng đúng mã cho em là có đơn nhá các chị ơi. 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa này, nhanh tay chút hàng mã theo cho em nhá. Sale các chị 149k. Còn sót lại vài con theo thôi, còn kim sa hình như là hết hàng luôn rồi. Rồi cái này lên cho mã theo cho em nha. Dành các chị size 3XL L90 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã theo 149k. Theo 149 kèm số cho em nhá. Ai lấy comment cho em nhá. À, rồi rồi ok à, thêm 149 ạ. Đỏ em hết rồi chị ơi. Chứ hàng đúng mã thì em mới biết được, chứ còn đỏ thì nó nhiều đỏ em không biết được mã gì á. Mã rồi, theo Size XL eo chị nào. Cái đó là có độ co giãn chị Thủy Lưu ơi. Theo của chị Thanh Thanh Thanh. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa A206 ạ. Chốt cho em A206 và kiếm lô số cho em ạ. Chốt cho em A206 này. Rồi lên cho em A206 dành cho chị nào mặc size XL eo 80 mặc vừa A206 kiếm số cho em ạ. Rồi em lên một con cam đá, con này size 1XL cho em nha. Size 1L XL ship bao nhiêu, tầm 20-30 nghìn thôi chị ơi, cực kỳ rẻ luôn nhá. Rồi size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Các chị nhìn cái tà bên em đang còn là tà dài và tà đủ như thế này nha, tà to cho em nhá. Rồi size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam đá cho em nha. 239k. Cam đá 239 size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lên cho mã cam đá giúp em nha. 239k mã cam đá kèm số điện thoại cho em ạ. 50kg chị mặc size M, nếu mà chị cao 1m6 còn dưới 1m6 chị mặc size L giúp em nhá. Rồi ai lấy comment cho mã cam đá cho em. 239k size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Cam đá 239 nhá. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa mặc A54. Lên trên mặc A54 kèm điện thoại luôn trên mặc A54 này. Con này size XL nha. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Eo chị nào 80 mặc vừa, màu này là màu cam đậm cho em. Các chị này lên trên mặc A54 kèm điện thoại luôn trên này. Rồi em lên một con theo nha. Em lên một con theo xanh ngọc này. Các chị này một con xanh ngọc theo. Con này là size L cho em nhá. Rồi chị nào thích hàng theo này size L thì hút liền cho em nha. Theo hình cánh quạt siêu đẹp luôn. Rồi size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nha. Rồi ok ok đổi cái con cam đá qua cái con 1X cho chị Thùy Lưu. Rồi ok chị Thùy Lưu nha. Rồi cái này size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em. Size 1XL rồi hả? Ờ đổi cái kim sa 1X tiếp. Đã mặc cam 2X coi còn cam 2X không đổi cho chị. Rồi ok chị Thùy Lưu nè. Chiều chị hết mức luôn nha. Rồi bắt con siêu phẩm ra đây. Mới quá rồi, con này lên cho mã xanh theo nha. Con này size L này, các chị này theo quạt nha. Rồi 149k mã xanh theo. Xanh theo 149 cho em size L nha. Ai lấy chút nhanh tay cho em xanh theo 149 nè. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em ạ. Eo chị nào 80 mặc vừa lên cho em A210 này. Chỉ có 129k lên cho em A210. Con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Dạ có, chị Toàn Vui ơi, có nha. Rồi tìm cho chị thích màu gì để lên. 3X nhiều lắm, thật sự 3X rất là nhiều luôn nên chị Toàn Vui. Rồi đợi em nha, chị thích màu gì lên màu hồng hồng cho các chị nha. Rồi con này size 1XL này.
eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha, tìm con bảy size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã siêu phẩm cho em nha. 189k size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã siêu phẩm này, 189k nhá. Mã siêu phẩm 189 a lấy cho chị mã siêu phẩm 189 giúp em nhá. Rồi lên cho chị một con cô ba Sài Gòn là màu đậm cho em này, size XL eo 80 mặc theo vừa của chị Minh Hà. Minh Hà chứ em đủ đơn cho em từ hai con nha chị Minh Hà ơi. Eo 80 mặc vừa size XL eo 80 mặc vừa cho chị mã A22 siêu phẩm của chị Lê Hảo. 220 tiền điện thoại luôn cho em mặc size XL. Eo 80 mặc vừa cho chị em mặc A220 tiền điện thoại luôn cho em mặc 129.000 nha. Rồi đây 3XL đây là chị Toàn Vui ơi. Màu hồng này hợp với tất cả các màu da nha. Hồng này là hồng nhẹ nhẹ, hồng nào cho em ạ, rất là dễ mặc nhá. Rồi hàng 4 tà cho em thấy chị Trang Nguyễn này chị này. Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Hàng đá bên em size nhỏ thì ít chứ size lớn cực kỳ nhiều, nó tới 4X, 5X cũng có luôn nhá. Rồi cái này đây là mã hồng cho em, hồng đá nha. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em này. Chị nào size 3XL thì hút liền cho em nha. Màu hồng nào cực kỳ dễ mặc luôn. Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lấy comment mã hồng đá cho em nha. 239k hồng đá em thấy chị Diệp Lê, chị Diệp Lê hình như có một cái rồi phải không? Cố gắng trước hè từ hai con trở lên để em đi đơn nha mọi người ơi. Mã siêu phẩm em hết rồi chị Rộ An ơi, siêu phẩm em hết rồi nhá. Rồi hồng đá size 3X lên cho mã hồng đá 239k, hồng đá 239 này của chị Toàn Vui nhá. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa cho em mọi người. Con này size L eo 76 mặc vừa, cổ là có đính ngọc cho em, họa tiết là hình nói chung là họa tiết là hình hồ gươm cho em mọi người này. Và hoa sen cực kỳ đẹp luôn nhá. Lên cho em mã A70 kèm điện thoại luôn cho em mã size L nhá. Size L eo 76 mặc vừa. Lên cho em mã A70 kèm điện thoại luôn cho em mã A70. Chỉ có 129k lên cho em mã A70 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Đã lên một con xanh đá cho em nha. Con này cũng là size 3XL cho em ạ. Màu xanh bơ cho em nha. Hàng chi phong 4 tà luôn cho em này. Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lấy comment cho mã xanh bơ giúp em nha. Chị nào mặc size 3XL eo 90 thì hốt liền cho em con này ạ. Lên cho mã xanh bơ. Xanh bơ kèm số điện thoại cho em size 3XL cho em nha. Eo 90 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho mã xanh bơ kèm số điện thoại cho em ạ. Bao chất cho mọi người luôn nhá. Rồi xanh bơ 239k eo 90 là chị mặc size 3X là được cho em nhá. Ai là comment cho mã xanh bơ 239 kèm số điện thoại cho em nha. Xanh bơ 239 ạ. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 quay đầu mặc vừa cho em mà size 2XL nhá. Size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa lên cho em mã trắng và kèm luôn số cho em ạ. Cho chị mã trắng con này size 2XL eo 85 mặc vừa lên cho em mã trắng kèm điện thoại luôn cho em 129.000 nhá. Lên size S là dạ rồi, A70 này có A70 của chị Tư Bé nhá. A70 của chị Tư Bé này. Rồi lên cho các chị một con size L siêu đẹp nhá. 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em size L nhá. 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em. Con này em trả các chị 69k, nó có quá rẻ không các chị ơi. Rồi lên cho mã 69 cho em nhá. Chị nào mặc size L hút tiền cho em ạ. Chất lụa về vải là chất lụa luôn cho em nhá. Size L 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa lên cho là mã số 69 này. Mã số 69 kèm số điện thoại cho em nhá. Máy quay mic không coi được ạ. Dạ cái mạng không biết đợt này nó bị sao, buôn bán không nổi luôn các chị ạ. Rồi lên cho mã 69 cho em. Chị nào nhanh tay chút cho mã 69 nha. Mã 69 kèm số này. Rồi con này size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa cho em này. Size 2XL eo 85 mặc vừa lên cho em mã hoa kèm điện thoại luôn cho em mã con hoa nhí đỏ nha. 129k lên cho em mã hoa con này size 2XL eo 85 mặc vừa size 2XL cho chị mã hoa. Hoa kèm điện thoại luôn cho em mọi người, cho chị mã hoa kèm số điện thoại. Mã 69 của chị Nga Nga dồn đơn. Mã 69 của chị Nga Nga dồn đơn nha. Nga Nga hình như có đơn rồi ạ. Ủa Nga Nga có đơn rồi. Ha ha. Coi thử coi. Chị Nga Nga ơi, chị có đơn chưa chị ơi? Phát ra vô lại cho em coi là có đỡ ấm hồ không chị. Nga Nga hình như đầu like cũng trước một con 69 rồi. Con này size 2XL cho em một con màu hồng phấn nhá. Hàng chi phong 4 tà này. Chị Nga Nga ơi, chị có đơn chưa chị bảo em với nhá, để em gộp nhá. Rồi size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em này. Một con màu hồng phấn chưa em. Rồi bây giờ mới có đơn. Rồi trước cho em thêm một con để đủ đơn nha. Rồi con này quá đẹp luôn, một con dáng thiết kế cho em nhá. Rồi con này size L, size XL eo 80, size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi ai lấy comment cho em nhá. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ. Rồi lên cho em nha. Rồi mã hồng phấn kèm số điện thoại cho em nha. Hồng phấn kèm số điện thoại này. Cùi bắp chị là nữ hay là nam vậy chị? Chị là nữ hay là nam vậy ạ? Nữ.
Chị chưa có uống lưỡi trước khi nói không chị ơi? Rồi lại comment cho em nha. Rồi mã hồng đá cho em nha các chị ơi. Mã hồng đá size 11XL L80 đổ lại mặc vừa cho em lên cho mã hồng đá nhá. Ba size vậy một đình đá size L luôn nha em. Chị mặc size 3D size 2X vậy áo đình đá mặc size 2XL luôn hả em? Dạ mặc cùng một size luôn cho em nhá. Mặc cùng một size cho em nhá. Hình đại diện chị còn không dám bỏ thì chị còn chê ai chị. Rồi hồng phấn của chị Quỳnh Mai nữa, chị đẹp thì hình đại diện của chị đã lung linh rồi. Đúng rồi, 239k. Rồi con này size XL chị nào 90 mặc vừa. Size XL chị nào 90 mặc vừa cho chị mã A06 này. Lên chị mã A06 con này cho chị ha. Size XL chị nào 8 chị nào 80 quay đầu mặc vừa. Lên chị mã A06 cho chị mã A06 kèm điện thoại. Em thấy chị Phương Trang Nguyên nha. Nhưng mà chị chốt sao mất rồi chị ơi. Coi đơn của chị Nhân Nguyễn, hình như chị Nhân Nguyễn không phải chốt một size 1XL đâu, chị chốt size L, size tùm lum hết á. Coi lại thử coi. Rồi cái này size 1XL chị em nhá. Màu vàng size L cho chị đủ đơn ạ. Rồi ok chị này. Rồi cái này size L lại size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 1XL này L80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Nó theo là ruy băng như thế này nhá. Size 1XL. Rồi đúng rồi chị ơi, đúng rồi chị Nhân Nguyễn, chị chốt hai con size 2XL cho em nhá. Rồi ai lấy cái này comment cho em ạ. Rồi cái này nhá. Rồi cái này em xem các chị 89k luôn ạ. Đây theo ruy băng rất là đẹp luôn. Chị nào size 1XL L80 đổ lại thì hút liền con này cho em nhá. 89k. Lấy comment cho mã 89 cho em nhá. Con này quá đẹp luôn đó các chị ơi. Lên cho mã 89 này. Mã 89 kèm số điện thoại cho em nhá. Size 1XL cho em nhá. Cổ cao 2 phân. Lấy cho chàng mã 89 này. Mã 89 kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi cái này size 4XL nha mọi người, size 4XL L100 mặc vừa cho em nhá. Size 4XL L100 mặc vừa cho chị em đỏ nha mọi người. Lên chị em đỏ 129k cho chị em đỏ này. Đỏ 129 kèm lô số cho em, và con này size tới 4XL L100 mặc vừa. Lên chị em đỏ này, đỏ và kèm lô số cho em nhá. Rồi con này em còn mấy con em xả nốt cho các chị 69k nha. Rồi chị Phương Trang Nguyễn này, ok chị này Phương Trang Nguyễn nhẹ. Phương Trang Nguyên lúc nãy chị chốt cái con 69 size L, em chốt cho chị nhá, chốt mã khác cho em thêm nhá. Rồi Phương Trang Nguyên một con 69k này. Rồi em lên cho các chị một con size 1XL cho em nhá. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Các chị ơi nhanh tay đi, mấy cái hàng mấy chục ngàn này không có đâu. Cái này là em còn ít em sale các chị thôi, chứ đâu ra mà còn cái giá này nhá. Chị nào thích trơn thì hốt liền cho em nhá. Rồi size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Con này em cũng xả các chị 69k. Chị nào mặc size 1XL thì hốt liền cho em con này nhá. Phương Trang Nguyên chị có đơn rồi nhá. Chúc cho em thêm một con để đi đơn này. Rồi mã số 209 cho em nha. Mã số A209 này, size 1XL L80 đổ lại mặc vừa lên cho mã số A209. Rồi size L L76 mặc vừa. A120 kèm điện thoại luôn cho em A120 nha các chị ơi. Con này size L quần ống rộng hả chị ơi? Có gì ngày mai nha. Ngày mai em mới cui được kiện mới ạ. Rồi con này size L L76 mặc vừa. Size L L76 mặc vừa cho em lên cho em A120 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 129.000 nha. 129k lên cho em A120 kèm điện thoại luôn cho em size L nha. A120 kèm điện thoại luôn cho em này. Rồi con này đẹp này các chị nè, từ nãy giờ như là chưa lên màu này luôn đó các chị nè. A209 này của chị Chim Mai. A209 của chị Chim Mai hình như cách cũ đúng không? Chúc cho em thêm một con để đi đơn nha các chị ơi. Rồi con này size 2XL cho em này. Con này quá đẹp các chị này. Size 2XL cho em nha. L80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Hàng 4 tà nhá. Size 2XL ok ok, chị đợi em một tí nhá. Size 2XL L80 đổ lại mặc vừa cho em. Trời ơi các chị nhìn này, đính kết của nó này siêu đẹp luôn nhá. Size 2XL quần ống rộng em tùy theo kiện chị ạ. Rồi để tìm lại, nói chung là hình như được chứ em bán 49 hay 59 thì đó. Lấy con này comment cho mã số A45 cho em nha. Rất là đẹp luôn, 239k. A45 size 2XL L85 đổ lại một vừa cho em. Chị nào mặc size 2XL không chốt con này thì phí nha. Rất là đẹp này. Rồi lên cho mã số A45 cho em nha. 239k mã 245. Rồi con này size 2XL cho em mã L85 mặc vừa. Size 2XL L85 mặc vừa cho trên mã A61 này. Lên trên mã A61 và kìm điện thoại luôn trên mã A61 mọi người ơi, lên trên mã A61 nha. Size 2XL chị nào 85 mặc vừa cho trên mã A61 kìm điện thoại luôn trên con này nha. Chấm tương tác lên cho em nha các chị ơi. Chấm tương tác lên cho em nha. Rồi A45 của chị Nhân Nguyên dồn đơn nha. Cái đó size 2X các chị ạ. Có cách tân không váy ạ. Dạ sợ nó không còn đấy, cái đó nó ít đấy. Rồi cái này size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 1XL này không có chọn trơn đó đỏ hả em? Dạ không có. A45 em coi cái xanh đó nó còn size 2XL, nó xanh nhạt ngọc quá. Rồi cái này size 1XL L80 đổ lại mặc vừa lên cho là mã thêu.
Rồi mã thêu cho em nha, coi ở trên giường còn kìa. Rồi mã thêu 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Một bộ hai áo nhé chị Lưu Nguyên. Dạ rồi ok chị nha. Rồi mã thêu ở cái sau đi thêm đó, ở cái xanh ở phía sau đó, đó. Có con có hãy không? Rồi mã thêu 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa, lấy comment cho mã thêu cho em nha. Thêu, thêu kèm số cho em ạ, 139k, 149k. Rồi thêu 149 nha, phát xuống đây cho chị luôn. Cái đó hết rồi nha chị ơi, các chị chốt mã khác cho em nha. Theo 149 kèm số cho em ạ. Chị nào mặc size L này, chị nào size L thì hút con này cho em nha. Chị nào mặc size L thì hút liền con này nha. Lên lấy cho chị mấy cái con màu nâu nâu á, màu hút hút nâu nâu kìa. Rồi size L 53kg quay đầu eo 76 đổ lại mặc vừa cho em nè, đẹp chưa. Rồi size L nha mọi người ơi, một con hàng đá size L, hàng đá size L cực kỳ hiếm cho em nhá. Size M size L mặc vừa kim sa tím kìa, bắt hết xuống đây này. Lấy comment cho em ạ, lên cho là mã gì đạm. Rồi size L cho em nha, 239 lk, lên cho là mã số A133, chị nào mặc size L hút liền cho em con này này. Rồi tím hoa cà đi ạ, tím hoa cà ít lắm. Rồi ai lên comment cho em nha, size L này các chị này, lên cho mã số A133 nha, 239k, A133239 size L, chị nào lấy comment cho em nha. Rồi em lên cho các chị một con màu rút nha, cái màu này cực kỳ sang này các chị này. Rồi size 1XL cho em nha, L xanh ngọc của chị Doanh Dương này, rồi ok chị nha. Rồi cái này là size XL, size 1XL, eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Một con màu rút này chị nào, nói chung là cái màu này nó nhìn nó cảm giác nó rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi cái này size 1XL, eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Hàng 4 tà này, A133 em hết rồi nha. A133 cái size L, coi size L cái kia là size gì em? Cái này là cái size 7. Coi con là size L cho chị ăn nó cùng một con. Dưới nè. Dưới chân. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Màu này rất là lạ luôn. 133 em hết rồi ạ. Rồi con này lên cho em nha. 1XL này các chị này. Size L 1XL mặc vừa cho em con này nha. 133 em hết rồi chị ơi. Lên cho mã số A44 cho em nha. Mã số A44 các chị này. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa, lên cho mã số A44 nha. 239k mã số A44 này. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em mã tím. Con này là cổ cao, kiểu dạng là cái phần cổ này nó cao nha mọi người nha, nên là mặc thấy được form ha. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em mã tím này. Lên cho em mã tím và kèm điện thoại luôn cho em các chỗ 129k. 129k lên cho em mã tím, tím 129 kèm điện thoại luôn cho em này. Rồi em lên một con theo nha, A44 của chị Nguyễn Thị Khánh Vân này. A44 Nguyễn Thị Khánh Vân 239 nhá. Rồi cái này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Rồi lên cho mã vàng theo này chỉ có giá 149k. Rồi vàng theo 149 size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi lên cho mã vàng theo là các chị nè, 149k mã vàng theo size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa, lên cho mã vàng theo 149k mã vàng theo và kèm số cho em nhá. Rồi cái này size 2XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em nhá. Size 2 là size 1XL thôi, cái này size 1XL. Size XL eo 80 mặc vừa cho em mã 200 A200 vàng theo của Thanh Thanh Thanh. Rồi size XL eo 80 mặc vừa mã A200 kèm điện thoại luôn cho em mã A200 này. Rồi coi em coi mã rút con là size 1XL hả? Chị Đào Xuân chốt 1XL phải không? Cái rút đó, cái rút đó đúng không ạ? 1X2X này cũng được nha, tại vì nó có độ co giãn rất là ít thôi nha. Rồi ok này em chốt cho chị Đào Xuân này. Em coi còn nhiều trong trên á. Rồi con này cho em nha, size 2XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Rồi ok này, ok cái này em chốt cho chị Đào Xuân nha chị ơi. Đào Xuân nha. Rồi cái này của chị Đào Xuân 239 này. À, tím này, tím là cái nào? Tím là của chị Quần Diễm. Rồi lên cho mã kim sa cho em, size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Lên cho mã kim sa. Mã kim sa cho em nha, lúc hồi nãy ạ. À. Mã kim sa A200 em hết rồi chị Nga Nga ơi. Lên cho em ạ, à, mã ru em còn màu nâu nữa kìa, để tí nữa em sẽ lên cho chị. A200 có số L không? Không có. Dạ không có trơn chị ơi, kim sa cho em nha, size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa, lên cho mã kim sa. Rồi xả các chị 189k, kim sa 189, ai lấy comment cho mã kim sa cho em 189. Rồi con này size L đây, con này size L eo 76 mặc vừa cho em nha. Rồi size L eo 76 mặc vừa cho em một con siêu đẹp luôn này. Lên cho em mã xanh mọi người, cho em mã xanh, con này là màu xanh của ban động cho em nha. Lên cho em mã xanh, con này size L eo 76 mặc vừa cho em này. Eo 76 mặc vừa lên cho em mã xanh này, mã xanh kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi ok chị này, em lên cho các chị một con màu nâu nha. Rồi mã kim sa của chị Hana Cù này, kim sa của chị Hana Cù nha. Rồi chút hàng đủ đơn cho em là được nha. Rồi chị Hana Cù này giống kiểu ở nước ngoài không ta. Rồi cái này ạ, size 1XL cho em nha. Eo 80 đổ lại mặc vừa cho em là size L. Chị ơi, các chị ơi size L nha.
Size L 53kg quay đầu cho em, chị nào size L hốt liền cho em nha. Trời ơi, cái phần cổ nó đính đá rất là đẹp luôn, màu nâu nha. Rồi chị nào mặc size L này, có thể là các chị mặc cái màu này thì cảm giác nó hơi buồn, các chị mặc đi chùa nha. Chị mặc đi chùa hoặc là nói chung là mặc đi đám cưới thì cái màu này buồn lắm. Chị mà các chị có thể mặc đi chùa các thứ thôi. Rồi cái này nha, size L, chị nào nhanh tay chốt con này là size L cho em nha. 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa. Size L lên cho mã số A47 nhá. Size L nha mọi người ơi. Lên cho mã số A47 cho em ạ. Hàng chi phong 4 tà có bông này, sale các chị 239 nhá. Rồi chị nào lấy comment cho mã số A47, lấy comment cho mã số A47 giúp em nha. Rồi con này size 2XL chị nào 85 mặc vừa cho em nhá. Size 2XL 85 mặc vừa mã A113. A113 kèm điện thoại lưu cho em ạ, size 2XL nhá. L85 quay để mặc vừa cho em ạ. A113 kèm điện thoại lưu cho em 129.000 nhá. Rồi xác lại một con màu đỏ tươi rói nhé các chị ơi, một con màu đỏ tươi rói nhá. Mã xanh của chị Dung, xanh là cái nào? Cái xanh là cái xanh cô ba mã xanh của chị Dung Nguyên, mã xanh của chị Dung Nguyên nha, xanh của chị Dung Nguyên này. Rồi chị được mấy cái rồi chị, hình như hay là cô mới được một cái mà phải không? Mới được một cái thôi chị ơi, mới được một cái thôi nha chị Hana cô ơi. Chấm lên giúp em nhá. Rồi lên một con màu đỏ đá duy nhất là các chị này không có nhiều đâu. Rồi đỏ đá cho em nha, con này size 2XL 85 độ lại mặc vừa cho em nha. Em nói không, con nào mà đẹp bằng luôn các chị này. Rồi size 2XL 85 độ lại mặc vừa cho em nha. Lên cho mã số A134 này. Chị nào mà vừa cái này mà không chốt thì em nói quá là phí luôn nha. Size 2XL 85 độ lại mặc vừa cho em nha. Lấy con này comment cho là mã số 2X3X mặc vừa cho em nha. L8590 mặc vừa này. Lấy comment cho mã số A134 cho em nha. L8590 mặc vừa có rộng một tí các chị nói lại cũng không sao đâu. Các chị bóp lại một tí phía sau cũng chả sao đâu. Rồi size 2X3X mặc vừa cho em A147 của chị Hoàng 7 này. A147 của chị Hoàng, A47 của chị Hoàng 7 nhá. A134 ai lấy comment cho em ạ, của chị Đỗ An nha. Đẹp lắm, thiệt tình con này quá đẹp luôn chị Đỗ An ơi. Rồi con này size 4XL chị nào 100 mặc vừa cho em, chốt cho em mã tím nha mọi người. Lên cho em mã tím kèm điện thoại luôn cho em, họa tiết là hình cánh bướm cho em các chị này. Lên cho em mã tím con này size tờ 4XL cho em nha. L100 đổ lại là mặc vừa cho em mã tím kèm điện thoại luôn cho em 129.000 nha. 129k chốt cho em mã tím kèm điện thoại luôn cho em này. Rồi lên một con màu vàng đồng siêu sang nha. A134 này của chị Đỗ An mất rồi chị ơi. Rồi các chị chốt mã khác cho em nha. Rồi con này size 2XL cho em này. Size 2XL cho em ạ, một con màu vàng đồng siêu đẹp luôn. L83-85 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Rồi có bông chân luôn nha mọi người ơi. Rồi con này lên cho em ạ, mã số A198 cho em nha. Mã số A198 này. Đó, tìm chị một cái size L nhé, đỏ hả? Không có, đỏ hình như là hết rồi hay sao á. Em kéo cái con màu tím tím và cái tay nhiều đá chị ạ. Tay siêu phẩm và xanh đen để cái đó tìm kiếm tay đá đó vừa bóc lên. Rồi cái này lên cho em mã A198 cho em nha. 239k A198 size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. 134 em hết rồi chị ơi. Lên cho là mã A198 cho em. Lấy comment cho mã số A198 nhá. Màu vàng đồng rất là sang luôn. Rồi lên cho mã số A198 này. Rồi em lên cho các chị một con siêu phẩm nhá. Em lên các chị một con siêu phẩm. Em nói là cái áo này nó nặng tay luôn, nó cực kỳ nặng tay cho em nha. Chị nào size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Cách tân em hết rồi đó chị ơi. Tìm chị cái vàng size L đi. Cái vàng size L hả chị? Vàng đá hay là vàng gì? Trời ơi size XL này. Size L thôi chị ơi. Các chị ơi chị nào size L này. A198 size 1XL hả? Thử coi cái đó size gì. Thử coi cái vàng đồng size 1X có. Rồi ạ. Cái đó size 2X được con chị Hàng Thái ơi. Chị Hàng Thái ơi, cái đó size 2X á, L85 độ lại á. Rồi lên cho là mã siêu phẩm cho em nha. Size L cho em này. Size L cho em nha. 53kg quay đầu L76 độ lại mặc vừa. Nó ghi là size 1XL nhưng mà size L thôi nha. Như em mặc size S này em mặc cũng gần vừa rồi. Size L. Chị nào lấy comment cho mã siêu phẩm cho em nha. 279k. Cái này đúng siêu phẩm nha các chị ơi. Tất cả là đính đá như thế này. Vậy A33 dạ đúng rồi, A133 của người khác rồi đó chị ơi, chị mới được một con thôi, chúc cho em nha. Rồi lại comment cho mã siêu phẩm này, chị nào mặc size L hút liền cho em nha. Rồi siêu phẩm con này size L thôi nha chị ơi, chốt hàng nghe kỹ size rồi hẳn chốt cho em nha. Size L 53kg quay đầu L76 độ lại mặc vừa cho em, size L, siêu phẩm size L, chị nào lại comment cho mã siêu phẩm cho em nha. 279k, quá đẹp luôn. Nói chung là nhận cái hàng là các chị nặng tay luôn cho em nha. Chị nào mặc size L thì hốt nha. Chứ coi các chị mặc size to hơn đừng có chốt, tại mất công chật á, chật không sửa được đâu. Các chị có thể là
rộng một tí thì các chị có thể sửa được, chứ mà chật thì không bao giờ sửa được đâu, nên các chị cố gắng chốt cho em nha. Có thể là vừa hoặc là rộng hơn một tí cho em nhá. Vàng A198 của chị Kim Thảo, vàng A198 của chị Kim Thảo ạ. Chị Hằng Thả ơi, mã siêu phẩm của chị Văn Trần nhá, siêu phẩm của chị Văn Trần. Của ai? Nhân Trần chứ. Văn Trần. Chị Nhân Trần là Nhân Nguyễn, là chị mặc size 2X lận nên không chốt được đâu, em sẽ chốt theo size của các chị nha. Rồi cái này size 1XL cho em nha, size cô ba này size 1XL. Eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. 2XL 4 tà nhiều lắm chị ơi, nãy giờ nhiều mà. Vậy hả? Chị cho em chị siêu phẩm Nhân Nguyễn. Rồi cứ ghi ghi dự bị vào đó. Rồi cái này ạ, lên cho mã cô ban cho em nha. Mã cô ban size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi lên cho mã cô ban. Rồi con này em xả các chị luôn hàng lớn nè các chị này. Con này em xả các chị 210k. Rồi ok chị. Rồi mã cô ban cho em 210k cho em nha. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Lên mã cô ban cho em nha. Cái đó không có 1XL hả? Rồi cô ban 210. Rồi con này một con size tới 4XL chốt cho em mã hoa. 129k lên cho em mã hoa. Rồi con này size 4XL eo 100 mặc vừa lên cho em mã hoa mọi người. Chốt cho em mã hoa, hoa kèm điện thoại luôn cho em mã, chốt cho em mã hoa nha. Size 4XL lên cho em mã hoa này. Rồi con cho chị Hằng Thái đi. Cô ban của chị Minh Anh nha. Cô ban 210 của chị Minh Anh này. Rồi em có một con đỏ đô đá nha các chị ơi, em có một con đỏ đô đá nhá. Rồi mã siêu phẩm em hết rồi chị ơi. Dạ rồi được nha. Rồi mã cô ban của chị Minh Anh ạ, tại vì em sợ các chị chốt nhầm size á, rồi mất công rồi xả tới xả lui á. Rồi cái này size 3XL cho em nha. Eo 90 đổ lại mặc vừa cho em. Trời ơi đỏ đô đẹp chưa? Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Lấy con này comment cho em nha. Rồi mã đỏ đô kèm số điện thoại cho em, size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Hàng 4 tàn. Rồi lên cho mã đỏ đô cho em, xả các chị 239k. 239k lấy cho mã đỏ đô 239 cho em nha. Dạ được chị ơi. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa, size XL eo chị nào 80 mặc vừa, A218 chốt cho em A218 nhá. A218 kèm điện thoại. Đỏ đô của chị Minh Anh 129k lên cho em A218 mọi người. A218 kèm điện thoại cho em và size. Lấy đỏ đô của chị Đan Lê một cái nhá. Eo 80 mặc vừa. Đỏ đô của chị Đan Lê luôn. A218 kèm điện thoại luôn cho em này. Rồi ok ok chị Đan Lê, em có hai con chốt cho hai chị nhá. Trời ơi một con hồng dâu quá đẹp nhá các chị ơi, một con siêu phẩm hồng dâu nhá. Rồi con này ạ. Rồi con này là đuôi hơi lết cho em nha. Rồi đến gần cho mọi người xem nè. Trời ơi đính đá xuất sắc luôn. Rồi con này ạ, dành cho các chị size S size M mặc vừa cho em nha. Rồi size S size M mặc vừa siêu phẩm là 279 chị ơi. A218 của chị Minh Anh. A218 của chị Minh Anh có nói sale các chị 129k. Hôm nay là cái giá sale rồi nha các chị ơi. Cái giá sale gọi là sale không còn gì để sale nữa rồi. Rồi con này lên cho em nha. Rồi con này lên cho mã hồng dâu cho em, size S size M mặc vừa lên cho mã hồng dâu. Rồi cái này em xả luôn cho các chị 239k luôn. Hồng dâu 239 nhá. Ai lấy cho em tay cho mã hồng dâu giúp em 239k mã hồng dâu. Chị nào lấy cho em mã hồng dâu 239 này. Rồi size XL eo 80 mặc vừa. Size XL eo 80 mặc vừa chốt cho em mã A123 lên cho em mã A123 kèm điện thoại luôn cho em mã size XL. Eo 80 mặc vừa 129k. A123 kèm điện thoại luôn cho em này. Rồi size 3XL các chị ơi, size 3XL một con đỏ đô lưới cho em, đính đá siêu đẹp nhá. Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Hàng lớn hay bao giờ nó cũng mắc hơn hàng chi phong nhá. Nhưng hôm nay em xả luôn cho các chị này, hồng dâu này của chị Đào Xuân dồn đơn. Hồng dâu của chị Đào Xuân dồn đơn nhá. Rồi ai lấy cái này comment nhanh tay cho em là mã đỏ lưới cho em 239k size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Ai lấy comment cho em ạ, hồng dâu em hết rồi chị ơi, hồng dâu. Chị Đào Xuân chị chốt hồng gì? Rồi ai lấy comment cho mã đỏ lưới cho em nha các chị ơi, 239k size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã đỏ lưới này, đỏ lưới và kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Đào Xuân chị có phải chốt hồng dâu không? Đúng thì ok cho em nhá. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Size XL eo 80 mặc vừa chốt cho em mã A115. A115 kèm điện thoại luôn cho em mã size XL. Eo chị nào đỏ lưới của chị Minh Anh. Eo 80 mặc vừa lên cho em mã A115 kèm số điện thoại luôn cho em. Chị nào chưa đủ đơn cố gắng chốt đủ đơn giúp em nha. Rồi một con vàng lưới siêu đẹp nhá. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Size 3XL nhá. Eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã vàng lưới cho em này. Xem luôn các chị 239k.
vàng lưới 239 size 3XL eo 90 đổ lại một vừa. Lấy comment cho mã vàng lưới giúp em nha. 239k mã vàng lưới kèm số điện thoại cho em ạ. Đào Xuân ơi, chị có phải chốt hồng dâu không? Đúng thì ok cho em với nhá, tại vì em sợ chốt nhầm cho chị này. Rồi lên cho mã vàng lưới size 3XL eo 90 đổ lại một vừa. Lên cho mã vàng lưới 239 mã vàng lưới kèm số giúp em. Rồi size 2XL eo 85 mặc vừa chốt cho em ạ. A131 A131 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Con này size 2XL eo 85 mặc vừa cho em ạ. A131 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. 129k lên cho em ạ. A1231 để kèm điện thoại luôn cho em ạ. 131 kèm điện thoại luôn cho em nhá. Vàng size L. Vàng size L là vàng 3D hay là vàng đá? Chị ơi, vàng 3D hay là vàng đá? Rồi con này size 2XL cho em ạ. Vàng lưới của chị Nguyễn Thị Nữ nhá. Vàng lưới của chị Nguyễn Thị Nữ này. Rồi em lên các chị một con màu rút cho em nhá. Rồi size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em ạ. 4 tà và bông chân. Lấy con này comment trả mã rút cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại một vừa cho em nhá. Ai lấy cái này comment cho em ạ. Dạ đúng rồi, ai lấy comment cho mã rút nhá. Mã rút kèm số cho em size 2XL eo 85 đổ lại một vừa lên cho mã rút. Mã rút và kèm số điện thoại cho em nhá. 239k. Rồi con này size S cho em 40-48kg mặc vừa lên cho em ạ. Size S thì nào size S nhanh tay nha. A117 tại vì size S này rất chi là ít luôn nha mọi người nhá. Tại vì cái hàng này là hàng cuối để em sale nha, nên là rất là ít hàng size S. Nên là chị nào mà mặc size S thì nhanh tay hốt liền nha. Rồi con này lên cho em ạ. Dạ rồi ok chị ạ. A117 mã rút của chị Dung Ngô. Lên cho em A117 kèm điện thoại luôn cho em A117 nha mọi người nhá. Rồi con này size S 40-48kg mắc vừa 129k A117 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A117 cho chị Minh Anh này. Rồi lên cho chị một con màu đỏ size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho em ạ. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa chốt cho em ạ. Hoa size XL eo chị nào 80 mặc vừa chốt cho em ạ. Hoa kèm điện thoại luôn cho em này. Size XL eo 80 mặc vừa chốt cho em ạ. Hoa hoa kèm luôn số cho em ạ. Chốt cho em ạ. Hoa kèm điện thoại luôn cho em mọi người, chốt cho em ạ. Hoa nhá. Rồi ok ok. Siêu phẩm của chị Văn Trần nhá. Rồi con này size to cho em ạ. Có mà. Bộ cuối cùng là sao? Mã hoa của chị Hiền Nguyễn này, khẽ mớ này. Là rồi. siêu phẩm này. Em xả ra tí nữa em slide lại này. Sao mất công quá à? Các chị thật tình luôn. Cái con nào đẹp nó cũng vô duyên với các chị hết là sao. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa cho chị em A214 lên cho em A214 này. Cho chị em A214 129k A214 này. Slide lại nha các chị, chốt chắc cho em cái nha. Rồi. Để em một tí em tìm size cho. Đây vàng size L này của chị nào này, hãy cho họ này. Rồi. Hoa Hiền Nguyễn này. Rồi con này size XL 279k mọi người. Rồi con này size L eo 76 chốt lại cho em này 279k. A279 mọi người chốt cho em ạ. A279 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A279 kèm điện thoại luôn cho em mọi người. Con này là size L nha mọi người nhá. Size L siêu phẩm, size L eo 76 mắc vừa. A279 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 279k. 279k A279 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A279 kèm số này. Chị ơi, size này chung là đúng size đúng không? Đây size L đây chị này, màu vàng size L này, chị nào hỏi cái màu vàng size L này. Đây size L eo 76 mặc vừa. Size L eo 76 mặc vừa cho chị em mã vàng con này. Lên cho em mã vàng nha, size L. Eo 76 mặc vừa cho em ạ, size L. Eo 76 mặc vừa size L cho chị em mã vàng 129k. Ủa, 129k lên cho em mã vàng. Vàng 129 kèm điện thoại luôn cho em mã vã vàng nhá. Mã vàng 129 kèm điện thoại luôn cho em mã size L nhá. Size L lên trên mã vàng 129k lên trên mã vàng. Rồi lên cho các chị một con size S này, con này là B trên này. B size S nha mọi người, lên trên mã B. Chốt trên mã B con này size S 40-48kg mắc vừa. 40-48kg mắc vừa size S này, lên trên mã B nha. B và kèm điện thoại luôn trên và lên trên mã B size S này 40-48kg mắc vừa trên nha. Siêu phẩm 279 của chị Mưa Thuận Gió Hòa. Rồi con này lên cho em mã B, các chị ơi lên cho em mã B này, mã B và kèm điện thoại luôn cho em mã size S nha. 40-48kg mắc vừa lên cho em mã B này, B kèm điện thoại luôn cho em mã 129k mã B. B 129 kèm điện thoại luôn cho em mã B này. Vàng đấy hả? Ừ, vàng của chị Đỗ An. B của chị Minh Anh. Rồi lên cho chị một con siêu phẩm màu trắng này. Trời ơi, con này các chị em thiệt tình luôn, các chị không chốt là không biết là chốt con nào nữa. Đây các chị này size L nha. Rồi size L eo 76 mặc vừa cho em này. Trời ơi.
L76 mặc vừa cho em mặt size L nhá. Lên cho em mã trắng này, chốt cho em mã trắng này. Chỉ có 129k lên cho em mã trắng và kèm điện thoại luôn cho em mặt size L. L76 mặc vừa lên cho em mã trắng này, mã trắng kèm luôn số cho em nhá. Rồi đá này size L, size M mặc vừa cho em nha. Size M, size L mặc vừa lên cho em mã xanh đen này. Size M nói chung hàng đá mà size nhỏ ít nhá. Rồi chị nào mà size M, size L này. Rồi size M 3D rồi từ từ em lên nha. Trắng của chị Minh Anh luôn. Lấy con này comment cho mã xanh đen cho em size M, size L mặc vừa xanh đen nha. Rồi em xem luôn các chị 239k nhanh tay. Chị nào mặc size L, size M và size L hút liền cho em nha. Rồi xanh đen 239 này trắng em hết rồi nhá. Xanh đen 239 kèm số điện thoại cho em nè. Rồi mua lên một con xanh đen của chị Minh Anh luôn nha. Rồi lên một con cách tân size S nha các chị ơi, một con cách tân size S các chị tranh thủ đi ạ. Đến lúc em nghỉ bán là các chị không có áo dài đẹp và rẻ để mặc nữa đâu. Rồi cái này size S cho em lên cho mã cách tân cho em 79k. Rồi đẹp chưa? Size S nhá. 18kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã cách tân 79k cho em nhá. 79k mã cách tân, xanh đen em hết rồi chốt mã khác cho em nhá. Rồi cách tân 79k kèm số điện thoại. Ai là comment nhanh tay cho mã cách tân cho em nhá. 79k mã cách tân kèm số cho em size S nhá. Chị nào nãy giờ mà hỏi size S nhiều đây, em hút nặng bồng dòng size S đây nhá. Rồi size S cho em 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Con này là dáng cổ thuyền cho em này. Rồi con này lên cho em mã tím cho em nha. Con này em sẵn các chị 99k luôn. Cách tân 79 của chị Đan Lê, cách tân 79 của chị Đan Lê nha. Rồi tím 99 cho em size S nha. Tím 99 size S, ai lấy comment cho mã tím cho em nha. 99k size S này. Xanh đen em hết rồi, chút cho em mã khác cho em nha. Tím 99k, trời ơi. Lên cho các chị một con xanh cổ Việt cho em nha. Chị nào mặc size L hoặc là size XL chốt liền cho em nha. Tím của chị Minh Anh 99k. Rồi con này lên cho em mã cổ Việt cho em nha. Size L hoặc XL mặc vừa. Trời ơi, con này không phải siêu phẩm thì là con nào siêu phẩm đây. Rồi mã cổ Việt cho em nha. Rồi size XL, size L mặc vừa cho em mã cổ Việt 239 cho em. Mã cổ Việt 239, ai lấy chút cho mã cổ rồi, Việt. Rồi con này size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho chị em mã cam. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho chị em mã cam. Kèm điện thoại đuôi cho em mã size 3XL nha. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa chốt trên mã cam kèm điện thoại luôn trên mã 129k. 129k lên trên mã cam. Cam 129 kèm điện thoại luôn trên mã con này size 2. Size 2XL 3XL eo chị nào 90 mặc vừa chốt trên mã cam kèm điện thoại luôn trên này. Rồi đây cho chị một con câu 3 Sài Gòn con này size 2XL cho em này. Size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa trên mã. Size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa để chốt trên mã hoa. Eo chị nào 85 mặc vừa lên trên mã hoa kèm điện thoại luôn trên mã hoa. Hoa kèm điện thoại luôn trên này. Rồi mã xanh đen này em chốt cho chị Tạ Hải Yến một con nha. Xanh đen này hình như loại chị Tạ Hải Yến chốt đúng không? Rồi xanh đen em chốt cho chị Tạ Hải Yến một con này. Xanh cổ vịt của chị Ngọc Lan Thạch nha. Xanh đen của chị Tạ Hải Yến một con em mới tìm ra đấy. Rồi con này size 3XL cho em nha. Nguyễn Thủy có đơn chưa? Tạ một con mã 69 hả? Tím em hết rồi chị ơi, tím 99 em hết rồi nha. Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em xanh đen cả đó của chị Tạ Hải Yến. Rồi con này lên cho em nha. Rồi mã xanh ngọc cho em là các chị này. Xanh ngọc cho em 239k size 3XL. Eo 90 đổ lại mặc vừa cho em lên cho mã xanh ngọc cho em nha. 239k mã xanh ngọc này. Hàng 4 tà bông chân cho em 239. Ai lấy comment cho mã xanh ngọc cho em nha. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Xả ra thì phải chốt cho đủ đơn nha chị ơi. Eo chị nào 90 mặc vừa A135. Rồi size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa. Chốt cho em A135, A135 kèm điện thoại cho em A135 này. Rồi em lên cho các chị một con dâu đỏ siêu đẹp nhá. Lên một con dâu đỏ đuôi hơi lê nha mọi người ơi, đuôi hơi lê nhá. Rồi cái này ạ, xanh ngọc của chị Minh Anh, sao ngọc của chị Minh Anh nha. Rồi cái này lên cho mã đỏ dâu cho em nha các chị ơi, size S size M mặc vừa cho em đỏ dâu. Rồi cái này em xem các chị ạ, đuôi hơi lê nha mọi người ơi. Đây ạ, size S size M mặc vừa cho em. Lấy comment cho mã đỏ dâu em xem con này các chị 189k luôn. Rồi đỏ dâu cho em nha, 4 tà nha các chị ơi, đỏ dâu 4 tà. Xanh đen em hết rồi chị ơi, xanh đen em hết để em coi còn cái nào không? Ai lấy comment cho em nha. Rồi mã đỏ dâu 189 này, đỏ dâu 189 của chị Minh Anh nha. Hôm nay em sale để em nghỉ nên các chị cố gắng chút chắc chắn cho em với nha. Rồi xanh đen của đỏ 189 của chị Minh Anh nha. Cái đó là xanh cổ Việt. Rồi cái này size 2XL cho em này, một con màu rêu cho em nha. Cái này size 2XL. Eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ, size 2XL nha. Eo 85 đổ lại mặc vừa. Lấy con này comment cho em ạ, mã rêu cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã rêu. Rồi cảm ơn chào chị Lan Tô nha. Rồi mã rêu cho em nha, 239k xuất sắc luôn. Hàng 4 tài cho em này, rêu đá cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã rêu, 239k mã rêu. Rêu 239 kèm số điện thoại cho em nha. Rêu 239 này.
Rồi con này size L eo đảo 76 mặc vừa chị ơi. Một con của K2 Fan, con này size L eo 76 mặc vừa cho em nhá. Size L eo 76 mặc vừa cho em là lên cho em A208 này. Cho cho em A208 kèm điện thoại luôn cho em A208 này các chị này. Con này size L cho em nhá. Nhanh tay hút liền lên cho em A208. Mã rêu của chị Đỗ An. Mã rêu của chị Đỗ An nhá. Rồi em lên một con 4 tà trẻ trung nhá các chị ơi. Lên một con 4 tà size nhỏ và trẻ trung cho em nhá. Rồi chị nào size S mặc vừa cho em nào. Rồi size S mặc đẹp cho em nhá. 4 tà A28 của chị Vansi Trần. A208 hay A208 của chị Vansi Trần. Chút hàng đủ đơn cho em nhá. Rồi size S mặc đẹp cho em ạ. Minh Anh sau rồi nhá. Rồi lên cho mã hồng đá cho em nhá. Cổ cao 2 phân này size S mặc đẹp. Ai lên cái này có bên cho mã hồng đá cho em nhá. Hàng 4 tay em xã các chị 199k. Mã hồng đá 199. Ai lên comment cho mã hồng đá cho em nhá. 208 em hết rồi nhá. Lên cho mã hồng đá này 199k mã hồng đá. Chị nào size S thì hốt cho em nhá. Rồi con này size 4XL, eo chị nào 100 mặc vừa. Eo chị nào 100 mặc vừa lên trên mặt cam. Eo 100 mặc vừa lên trên mặt cam kèm điện thoại luôn trên mặt con này size tới 4XL nha. Eo 100 đổ lại là mặc vừa cho trên mặt cam. Cam kèm điện thoại luôn trên này. Hồng đá của chị Minh Anh nha. Hồng đá của chị Minh Anh nha. Rồi con này một con màu hồng, màu giống kiểu là màu gì ta? Màu cam đất ạ, nó giống kiểu màu cam đất đó các chị ạ. Hiền Nguyễn trước mãi gì? Cam hả? Mã cam của chị Hiền Nguyễn này, mã cam của chị Hiền Hồng Hiền Nguyễn nhá. Rồi lên em hết, tí nữa em lên mã khác cho các chị nhá. Size 1XL, size 1XL mặc vừa cho em nhá. Eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Lên cho mã cam đất cho em nhá. Xuất sắc chưa? Rồi size 1XL mặc vừa cho em, eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. 4 tà. Lấy cái bên trả mã cam đất cho em nhá. Mã cam đất rồi cam đó của chị Hiền Nguyễn rồi nhá. Rồi em thấy chị Phương Trang Nguyễn nha. A28 thì chốt rất là sau luôn, chốt mã khác cho em nha. Rồi lên cho là mã cam đất cho em, hồng đá em hết rồi. Cam đất cho em nha, 239k siêu đẹp luôn, size 2XL. Eo 85 đổ lại một vừa cho em, cam đất của chị Dung Ngô. Cam đất của chị Dung Ngô nha. Cho size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa, chốt cho em A139 ạ. Lên cho em A139 kèm điện thoại luôn cho em size XL nha. Eo 80 mặc vừa, A139 kèm điện thoại luôn cho em A139. Các chị gái ơi, chốt cho em A139 này. Có size M, có đầy đủ size nha các chị ơi, cam đất em hết rồi nha. Rồi lên một con màu vàng tươi này các chị này. Con này là size tới 3XL, eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3XL, eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Nãy là màu vàng đồng, còn đây là màu vàng tươi cho em, rất là sáng da nha. Rồi lên cho mã vàng đá cho em nha các chị ơi. Mã vàng đá size 3XL, eo 90 đổ lại mặc vừa cho em này. Cam đất em hết rồi chị Quỳnh Diễm ơi. Lấy con này comment cho mã vàng vàng tươi, mã vàng đá này, vàng đá 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em 239k mã vàng đá nhá. Rồi con này size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho em nhá. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho em mặt đỏ. 129k lên cho em mặt đỏ này. Đỏ 129 kèm điện thoại luôn cho em mặt con này size 3XL. Eo chị nào 90 mặc vừa cho em mặt đỏ này. Chị Ngọc Lan Thạch trước phải gì đó? A139 có. A139 của chị Ngọc Lan Thạch. A139 của chị Ngọc Lan Thạch nhá. Chị Nga Nga hình như mới một con thôi. A139 là cái nào? Cái A139 với cái hoa là lá đấy. Là lá. Rồi lên một con tím đá nè các chị này. Lên một con tím đá cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em. Lên cho em mã tím đá cho em 239k. Tím đá 239 kèm số điện thoại cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Còn mã rêu size L không có rồi ạ. Alo comment cho em nhá. Rồi mã tím đá cho em size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em 239k mã tím đá này. Rồi con này size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho chị mã hồng nha. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho chị mã hồng 129k. 129k lên trên mã hồng, hồng 129 kèm điện thoại luôn trên này. Đây ạ, rêu đây các chị ơi, rêu đây nha. Rồi chị nào mặc size L không mặc cũng được, mặc size XL mặc cũng được cho em nha. Tại vì nó có độ co giãn này. Tím đá này của chị Bình Lê này, tím đá của chị Bình Lê nha. Trời con này đẹp quá chị ơi. Size L, size XL hút liền cho em con này cho em nha. Size L, size XL hút liền cho em, lên cho mã rêu. Còn sót lại đúng một em thôi, size L, XL hút liền. Lên cho mã rêu 239k, hàng 4 tà rất là rũ luôn nha. Rồi mã rêu 239 cho em, size L, XL mặc đẹp nha. Rồi lại comment cho mã rêu 239 mã rêu kèm số điện thoại cho em ạ. Size nhỏ rất là ít cho mọi người nhanh tay nha. Tím đá đó là 4 tà nha chị ơi, cái đó là 4 tà đó. Size M 50kg quay là mặc vừa mà A34. 50kg quay là mặc vừa cho em mà A34 kèm điện thoại luôn cho em mà size M nhá. Eo 72 đổ lại là mặc đẹp. 50kg quay đầu eo 72 mặc vừa lên cho em mà A34 kèm điện thoại luôn cho em này. A34 kèm số cho em nhá.
Rồi em lên cho các chị một con cam đá nha, một con cam đậm cho em nha. Cho cái mã rêu này, mã rêu chị nào này, Trần Thịnh này vừa hỏi này, size L, XL mặc vừa đó. Rồi con này size 3 XL, eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3 XL này, eo 90 đổ lại mặc vừa cho em. A34 của chị Minh Anh, A34 của chị Minh Anh, rêu của ai? Rêu của chị Nga Nga nha, rêu của chị Nga Nga. Rồi con này size 3 XL, eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3 XL, eo 90 đổ lại mặc vừa, lên cho mã cam đá cho em nha. Rồi 239k mã cam đá size 3 XL, eo 90 đổ lại mặc vừa. Lấy con này comment cho mã cam đá cho em 239k. Cam đá 239 kèm số cho em nha. Rồi con này size L cho em một con họa tiết là hình chim câu cho em cực kỳ xuất sắc luôn mọi người. Size L nhanh tay hút liền cho em mã vàng nha mọi người. Con này size L, eo 76 mặc vừa cho em ạ. Eo 76 mặc vừa lên cho em mã vàng chỉ có 129.000 thôi. Lên cho em mã vàng và kèm luôn số cho em và chốt cho em mã vàng nhá. Rồi em lên cho các chị một con màu xanh cổ vịt, con này size to cho em nhá. Áo cam mặc tùy theo cái hoa của nó chị ạ, chứ không phải là như là những cái hàng đá như thế này. Bình thường cái đá nó màu đồng thì các chị phối với màu đồng là đẹp nhất nhá. Mã vàng của chị Minh Anh này, mã vàng của chị Minh Anh. Còn tùy theo hàng 3D, ví dụ như cái hoa nó chẳng hạn như cái áo này này, ví dụ các chị có thể là mặc với áo quần màu hồng hoặc là quần màu đen đều được. Nói chung là tùy theo cái chi tiết ở trên cái áo thôi nhá. Rồi có thể size 3-4X luôn nha. Eo 100 độ lại mặc vừa cho em này. Một con màu xanh cổ vịt nhá. Mã vàng hả? Mã vàng là nhiều người chốt phải vàng. Em leo lên kia kìa. Vàng đó đó. Size L. Thôi mã vàng này cứ bỏ xuống đi. Và vàng coi. Vàng size L nhá. Đó, cái vàng ở đó đó. Coi còn không? Nhiều lắm á. Nào. Có nhá. Em chốt cho các chị này. Vàng size L này của chị Minh Anh có chưa? Rồi vàng size L của chị Hoa Phan. Hoa Phan thì có chút. Hoa Phan bây giờ mới có đơn này. Và size L của Phương Nguyên Trang, Trang Nguyên dồn đơn này. Phương Trang Nguyễn dồn đơn nhá. Rồi các chị cứ chốt đi ạ. Mã vàng size L em còn nhá. Vàng size L này. Đó em coi mấy cái chồng nó đều có. Kiểu nó xếp lên nhau á. Trang Nguyễn đó nè. Mã cổ vịt này các chị này. Mã cổ vịt cho em nhá. Vàng size L. Phương Trang Nguyên có chưa? Rồi. Vàng size L Nguyễn Thị Trang chốt hàng lên số cho em nhá. Và sai lầm Nguyễn Thị Trang này, Nguyễn Thị Trang này có rồi này. Nguyễn Thị Trang có số rồi này. Hoàng Thị Như Quỳnh này, Quỳnh Như này. Xanh cổ vịt của chị Đào Xuân nha, size 3XL, cứ từ tìm đi. Rồi Đào Xuân này, rồi Nguyễn Thị Trang này. Xanh cổ vịt của chị Đào Xuân, Nguyễn Thị Trang bây giờ mới có đơn nha. Rồi thêm một cái này của chị Nguyễn Thị Hoàng Thị Quỳnh Như nha. Tại vì cái vàng đó em về được một ly á, chứ không có nhiều đâu. Rồi em lên cho các chị một con thổ cẩm nhá. Lên cho các chị một con thổ cẩm này. Con này size M cho em nhá. 50kg đổ lại mặc vừa cho em ạ. Size M đấy chị Phương Nguyên ơi. Size M nhá. 50kg đổ lại mặc vừa, lấy comment cho mã thổ cẩm cho em nhá. Con này siêu lạ và sang cho em này. Rồi thổ cẩm này. Và size L Nguyễn Thị Trang em có rồi nhá. Rồi con này ai lấy comment cho em ạ. Nguyễn Thị Quỳnh Như em cũng có luôn. Nói chung chị nào chốt vàng là đã có vàng rồi nhá. Lấy comment cho mã thổ cẩm. Chị nào size M hút liền cho em 129k nhá. Mã thổ cẩm 129, ai lấy comment cho mã thổ cẩm giúp em nhá. 129k mã thổ cẩm này, thổ cẩm 129 kèm số cho em nhá. Rồi lên một con hoa tím nha các chị này. Chấm tương tác lên cho em nha các chị ơi. Rồi con này ạ, hoa tím cho em nha. Size 2XL, eo 85 độ lại mặc vừa cho em nhá. Size 2XL, eo 85 độ lại mặc vừa này. Lấy con này comment cho mã hoa tím nha. Hoa tím size 2XL. Mọi người ơi, chấm tương tác lên cho em nha. Bạn có size XL eo 80 không? Có nha chị Ngọc ơi, có chị không? Chị Trang Nguyễn này, con tìm cho chị vàng sai lời cho chị Trang Nguyễn một cái này. Thổ cẩm của chị Ngọc Hà nhá, chốt cho em thêm hai cái này. Rồi XL này, XL chị Ngọc Giàu có lấy thì chốt cho em nhá. Ngọc Giàu có lấy thì chốt cho em lên số này. Không Giàu vừa gọi đơn theo bao này. Đó không được hả? Xanh của vịt em hết rồi, xanh của vịt thử coi còn 7 cơ. Rồi lấy thì lên số cho em nhá. Rồi tìm một con sai lời cho chị Trang Nguyên. Rồi, mã hoa tím cho em size 2XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Thổ cẩm. Trang Nguyễn á, Trang Nguyễn có chưa? Nguyễn Thị Trang có chưa? Rồi size 1XL cho em nha. Chị đổi size XL coi có size XL cũng được, Hoàng Thị Quỳnh Như lấy size XL cũng được nhá. Rồi mã cam rồi ok Hoàng Thị Quỳnh Như. Rồi con đó size 1XL. Rồi cam cho em nhá, con này lên cho mã cam. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam. 129k nha các chị ơi, 129k hôm nay các chị tranh thủ nhá. Rồi mã cam, rồi ok chị Hoàng Thị Quỳnh Như này, em chốt size XL cho chị nhá. Rồi cam 1XL eo 80 độ lại mặc vừa, chốt cho em từ hai con em mới đi đưa đơn được nha các chị ơi. Từ hai con nhá.
Có inbox mà, có sai số điện thoại kìa. Rồi coi có 1XL không? Thì nó chị Ngọc dòng một con. Rồi ok, chị nhắn chút cho em từ hai cái áo dài em đi đơn nha. Rồi mã cam 1X này. Ai lấy comment cho là mã cam cho em nha. Cam với cái lời cho chị Độ An nha. Cam với lời em tìm đi. Đúng rồi chị ơi, chị được hai con rồi nha chị. Ai? Nguyễn Trang. Rồi ok. Rồi 1XL này đó các chị này. Rồi lên cho mã cô ba cho em nha. Một con họa tiết cô ba Sài Gòn. 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã cô ba nha. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã cô ba cho em nha. Size 1XL này các chị này. Cái thổ cẩm đó có người chốt rồi mà bé. Hả? Trời ơi. Thổ cẩm này của ai này, có nhiều người chốt lắm này, lúc nãy chị chốt cho ai này? Ngọc Hà hả? Ừ. Thế? Cái đó sai gì? Cái này sai gì? Vậy. À, cái đó sai màu, không? Rồi lên cho em là mã chị ạ, mã cô ba. Cô ba sai 1XL eo 80 đổ lại mà vừa lên cho mã cô ba nha. Mọi người ơi, chốt hàng nhanh tay cho em nha, chốt hàng nhanh tay cho em ạ để đủ đơn nha. Rồi cái này size L nè các chị này, size L nha. 53kg quay đầu eo 76 độ lại mặc vừa cho em ạ. Dạ rồi đúng rồi, sai chuẩn đó chị ta lên. Tại vì cái này lâu lâu là mới có một con nó ghi sai sai. Nhưng mà em tụi em đều mặc lên người hết. Nên là sẽ là không có bị khác sai đâu thực sự luôn. Tại vì em mặc lên người em ướm hết mà. Rồi cái này size L cho em nha. Rồi mã xanh lá nè các chị này. Nhanh tay chút cho em nha, size L. Mã xanh lá. Một cái quần tay thì hôm qua của tụi em đã xả rồi chị ạ. Rồi thổ cẩm của chị Ngọc Hà rồi em chốt rồi nha, chốt cho em thêm hai con nha. Em coi có size M bắt lên cho chị mấy cái thôi. Rồi size mẫu nào cũng được. Rồi xanh lá, ai lấy comment cho em nha, size L lên cho mã xanh lá này. Con nhau đá không em, trời ta. Size lá của chị Minh Anh. Rồi size lá của chị Minh Anh nha, đây ạ, size M ít lắm nha. Áo đá. Còn áo. Còn áo đá không em, và chị hỏi là còn nhau đá không em, giật mình rồi em bao giờ hút chích đâu nhỉ. Rồi con này ạ, một con màu hồng dâu. Rồi size lá của chị Minh Anh kìa má. Rồi hồng dâu size M lên cho là mã hồng dâu cho em nha. Size M này, size M sẽ rất là ít luôn nên các chị nhanh tay nha. Rồi lên cho mã hồng dâu cho em, size M 50kg đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng dâu nha. Hồng dâu kèm số điện thoại cho em ạ, hồng dâu. À, cái này là hàng kiểu lẻ size á chị đang lên. Nói nên cho là mỗi thường nó có một size nha. Hồng dâu size M. Chị nào lấy chút cho mã hồng dâu. Hồng dâu và kèm luôn số điện thoại cho em nha. Hồng dâu size M, ai lấy comment cho mã hồng dâu này. Rồi hồng dâu của chị Minh Anh này. Rồi size 1XL cho em nha. Eo 80 đổ lại mặc vừa cho em ạ, size 1XL. Hồng dâu em hết mất rồi này. Size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa. Cái đó chị rồi lấy comment cho mã tím cho em nha. Mã tím này. Hồng dâu em hết mất rồi. Rồi mã tím ai lấy con này comment cho mã tím cho em nha. Chị ơi, like lâu được không? Nói chung là nếu mà các chị còn xem lâu thì em còn like lâu nha. Rồi mã tím size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã tím. 129k thôi các chị ạ, mã tím cho em nhá. 129k mã tím, tím và kèm số cho em nhá. Rồi cái này size XL eo chị nào 80 mặc không? Hồng dâu em hết rồi, không còn size M. Còn size M. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa lên trên mặt đen, mặt đen và kèm lưu số trên mặt chốt trên mặt đen. Đen kèm lưu số trên mặt size M, à lộ size XL. Eo 80 mặc vừa lên trên mặt đen kèm lưu số trên mặt chốt trên mặt đen. Đen kèm điện thoại luôn trên mọi người nhá, chốt trên mặt đen và kèm điện số điện thoại luôn trên này. Rồi lên cho các chị một con màu vàng này. Rồi con này size L trên này. Một con màu vàng size L eo 76 mặc vừa trên và chốt trên mã vàng nha, size L. Eo 76 mặc vừa size L chốt trên mã vàng. Mã vàng và kèm điện thoại luôn trên và size L nhá. Eo 76 mặc vừa trên và lên trên mã vàng. Mã vàng và kèm điện thoại luôn trên mọi người này. Con này size L trên và eo 76 mặc vừa nhá. Eo 76 mặc vừa lên trên mã vàng. Mã vàng và kèm điện thoại luôn trên mã vàng này. Mã vàng và kèm số điện thoại luôn trên này. Rồi. Lên cho chị size M này. Em cho quần vai. Đen cho chị Quỳnh Mai này, đen chị Quỳnh Mai này. Rồi con này size M trên mặt 50kg eo 72 mặc vừa chốt trên mặt bi. Size M 50kg eo 72 mặc vừa lên trên mặt bi này. Mã bi và kèm lưu số các chị gái chốt trên mặt bi này. Mã bi và kèm điện thoại lưu trên mặt size M nhá. 50kg eo 72 mặc vừa lên trên mặt bi này. Rồi mã vàng cho chị Tư Bé này. Rồi con này lên trên mặt bi size M 50kg mặc vừa lên trên mặt bi. Bi và kèm điện thoại lưu trên mặt bi. Rồi lên cho chị một con màu trắng size M nhá. Okay, tay đi, có mấy con thôi, không nhiều đâu. Rồi con này size M cho các chị này, một con size M 50kg này. 50kg eo 72 mặc vừa. Rồi mã bi này, mã bi cho chị Vasi Trần này, mã bi chị Vasi Trần này. Rồi con này size M 50kg quay đầu mặc vừa. 50kg quay đầu mặc vừa eo 72 đổ lại là mang đẹp. Chị nào lấy bi thì comment cho em mã bi và kèm lưu số cho em còn bi nhá. Rồi con này size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em mã size M nhá. 50kg eo 72 mặc vừa. Lên trên mã A49 mọi người, cho trên mã A49 này. Nguyễn Thị Trang có đơn chưa? Rồi.
Rồi ok, chị Nguyễn Thị Trang mã B một con này. Rồi con này lên trên mã A49 kèm điện thoại luôn trên này. Rồi mã B cho chị Đan Lê một con này, mã B chị Đan Lê một con nha. Rồi lên trên mã A49 kèm điện thoại luôn trên mã size M nha mọi người. Con màu trắng cực kỳ đẹp luôn trên. Lên trên mã A49 này. Cho trên mã A49 kèm điện thoại luôn trên mã size M nha. 50kg này A79 này. A49 kèm điện thoại luôn trên mã A49 này. Rồi lên cho chị một con màu rút này mọi người. Con này size M cho em này. Rồi A49 này, A49 cho chị Ngọc Tú nào đấy. Rồi ok chị A49 chị Ngọc Tú này. Rồi con này size M này, 50kg quay đầu E72 mặc vừa cho em một con màu rút siêu đẹp luôn các chị ơi. Lên trên mã rút và kèm luôn số cho em mặt size M nhá. 50kg E72 mặc vừa lên trên mã rút này. Mã B size S có không? Từ để em coi này. Rồi mã trắng chị Su Su Nguyễn này, cho thêm một con nữa em gửi hàng nè. Mã trắng chị Ngọc Tú rồi nha. Em lộn này, mã trắng chị Ngọc Tú rồi này. Rồi con này lên trên mã rút các chị nha. Size M 50kg mặc vừa cho em nha. 50kg quay đầu mặc vừa lên trên mã rút này. Mã rút và kèm luôn số cho em các chị ơi. Size M nha. 50kg mặc vừa lên trên mã rút này. 129.000 nha. 129k lên trên mã rút và kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên trên mã rút này 129k. 129k cho trên mã rút này. Rút và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho chị một con size 3XL này, con này size tới 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa nha. Rồi size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa. Eo chị nào 90 mặc vừa, A215 lên trên mà A215 này. A215 kèm điện thoại luôn trên mà size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa trên nha. Rồi size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa, A215 kèm điện thoại luôn trên mà A215 này. A215 kèm điện thoại luôn trên mà A215 nha, size 3XL, eo chị nào 90 mặc vừa. A215 kèm điện thoại luôn trên này. Rồi A49 em hết rồi chị ơi, A49 em hết rồi này. Lên trên mà A215 kèm điện thoại luôn cho em là rồi. Ok chị Nguyễn Thị Trang này. À các chị hãy nghe rõ cái size em nói nha mọi người nhá. Rồi hàng chốt này. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa này. Size XL một con hàng theo này. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa. 149k này lên trên mà theo. Size XL eo 80 mặc vừa. Size XL eo chị nào 80 mặc vừa chốt trên mặt theo. Theo kèm điện thoại luôn cho em là chốt trên mặt theo nha. Size XL eo 80 mặc vừa lên trên mặt theo. Theo và kèm luôn số trên mặt. Size XL eo 80 mặc vừa lên trên mặt theo này. Theo và kèm điện thoại luôn trên mặt chốt trên mặt theo. Mặt theo và kèm số trên mặt chốt trên mặt theo. Theo và kèm luôn số trên mặt. Size XL eo 80 mặc vừa lên trên mặt theo này. Rồi con này size L cho em này. Một con size L màu vàng nha mọi người. Size L E76 mặc vừa lên trên mặt vàng và kèm điện thoại luôn trên mặt size L nhá. Rồi size L E76 mặc vừa. Size L E76 mặc vừa lên trên mã vàng. Mã vàng và kèm luôn số trên mà chốt trên mã vàng nhá. Mã vàng và kèm điện thoại luôn trên này. Mã theo là của chị Ngọc Tú là 149.000 nhá. Rồi con này lên trên mã vàng nha mọi người. Cho trên mã vàng và kèm luôn số cho em nhá. Lên trên mã vàng con này size L E76 mặc vừa cho em nhá. Size L E76 mặc vừa mã vàng chị Minh Anh này. Mã vàng chị Minh Anh nha. Mã vàng chị Minh Anh này. Chấm hai tương tác lên cho em nè mọi người ơi. Rồi con này là size M cho em nè mọi người. Con này size M nhá. Rồi mã vàng của chị mã vàng của chị Minh Anh rồi. Rồi cái này size M 50kg mặc vừa cho em là size M. 50kg quay là mặc vừa size M này lên cho em là A145 kèm điện thoại cho em ạ. Các chị hãy nghe đọc rõ số size rồi hàng chốt mọi người nhá, cho các chị không nghe rõ đến lúc mà các chị chốt lại các chị đổi qua đổi lại nó mất công nha mọi người ha. Rồi cái này lên cho em là A145 kèm điện thoại luôn cho em là size M 50kg mặc vừa. 50kg quay là mặc vừa A145 kèm điện thoại luôn cho em là A145 kèm số cho em là A145 nhá. Rồi size M 50kg E72 đồ lại mặc vừa. Lên cho em là A145 kèm điện thoại luôn cho em là A145 này. A145 cho chị Minh Anh này. A145 cho chị Minh Anh này. Rồi con này size S cho em là một con bi vàng size S nè mọi người này. A145 cho chị Minh Anh rồi này. A145 cho chị Minh Anh rồi này. Của chị Minh Anh rồi. Rồi con này size S 40-48kg mặc vừa một con bi vàng nha. Lên trên mã bi vàng. Lên trên mã vàng nha mọi người. Chốt trên mã vàng nha. Con này là size S cho em. Chị nào mà size S 40-48kg mặc vừa. Chị nếu mà chị có đổi thì chị đổi qua con này đi chị Đan Lê ơi. Chứ còn mà cái hồng kia là em không có size M, em không có size S rồi nhá. Nếu mà lấy thì ok này, em đổ cho này chị Đan Lê này. Rồi cái này lên trên mã vàng này. Size S này lên trên mã vàng nha. Mã vàng size S và kèm luôn số cho em và chốt trên mã vàng nha. Rồi cái này size L nha. Rồi A145 em hết rồi chị ơi, A145 em hết rồi này. Rồi em còn bi vàng nhá. Rồi bi vàng chị Minh Anh đi này, bi vàng chị Minh Anh này. Rồi con này size L cho em nè mọi người. À chị Ngọc Tú sau mất rồi nha, chị Ngọc Tú sau mất rồi này. Rồi con này size L E76 mắc vừa cho em à. Con bi vàng không?
Rồi size L E76 mặc vừa cho em nè mọi người. E76 mặc vừa cho em là size L nhá. E76 mặc vừa cho em mà A11 này, cho trên mà A11 nhá. Các trời ơi size L cực kỳ đẹp luôn trên này. A11 kèm điện thoại luôn trên mà A11 size L nhá. Rồi size L A11 này cho trên mà A11 size L ạ. A11 size L nhá mọi người, lên trên mà A11 nhá. Size L cho trên mà A11. Chị đang lên nãy chị lấy cái gì? Hả? Cái đi vàng. Cho ấy rồi. Rồi con này size L cho em lộn size S này. 40-48 kg mắc vừa size S nha mọi người. Màu vàng size M, màu vàng size M hả? Rồi con này size S là 40-48 kg mắc vừa cho em là size M, size S này 40-48 kg mắc vừa nhá. 40-48 kg mắc vừa lên trên mà A212, lên trên mà A212. Khoan, số hàng lên số giúp em đi chị ơi. A212 kèm điện thoại luôn cho em này. Con vàng size L đúng không? Nãy con vàng size L á, lấy cái size áo con. Rồi lên trên mà A212 này, cho trên mà A212 kèm điện thoại luôn cho em là size S nha, 40-48 kg mặc vừa. A212 kèm điện thoại luôn trên mà A212 này, cho trên mà A212 nha. Lên trên mà A212 con này là size S 40-48 kg mặc vừa, A212 cho em ạ. Rồi lên cho các chị một con màu đỏ size L nha. A11 em hết rồi trời ơi, A11 em hết rồi này. Rồi cái này size L E76 mặc vừa, trời ơi một con màu đỏ 3D nè mọi người này, cực kỳ đẹp luôn cho em nha. Rồi size L E76 mặc vừa. Rồi A11 Phương Trang Nguyễn này. Rồi con này size L E76 mặc vừa nha các trời ơi, một con màu đỏ siêu siêu đẹp luôn trên này size L nha. E76 mặc vừa lên trên mà đỏ và kèm điện thoại luôn trên này size L. E76 mặc vừa size L cho trên mà đỏ nhá. Đỏ và kèm luôn số trên mà size L nha. E76 mặc vừa lên trên mà đỏ này. Rồi em lên cho các chị một con xanh đá nha các chị ơi, một con rêu đá này. Rồi con này dành cho các chị size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em, sót lại đúng phần E1 rêu thôi nha. Rồi ai lấy con này comment cho mã rêu size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em này. Rồi mã đỏ này, mã đỏ của chị Phương Trang Nguyên, đỏ của chị Phương Trang Nguyên nha. Rồi con này lấy cho mã rêu 239k, mã rêu size 2XL L85 đổ lại mặc vừa nha. Rồi đỏ em hết rồi chị ơi, ai lấy comment cho mã rêu 239k size 2XL L85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã rêu 239 kèm số cho em nha. Rồi con này size L L76 mặc vừa nhá. L76 mặc vừa lên trên mã A83 là size L nhá. L76 mặc vừa lên trên mã A83 kèm điện thoại luôn trên mã size L nhá. Lên trên mã A83 size L, L76 mặc vừa lên trên mã A83 kèm điện thoại luôn trên này. Rêu đá của chị Ngọc Tú này. Rồi con này size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. À, hôm nay em xả rồi các chị ơi. Rồi size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em, nhanh tay hàng đá em chỉ còn một ít thôi. Rồi mã hồng đá cho em size 2XL L85 trắng. Trắng 83 của chị Minh Anh. Rồi cái này size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng đá cho em nha. Hàng chi phong mua tà xả luôn các chị 239k. Mã hồng đá 239, ai lấy comment cho mã hồng đá cho em 239 nha. Rồi size M 50kg quay là mặc vừa lên trên mã A65 này, 50kg mặc vừa. L72 đổ lại là mặc đẹp, chốt trên mã A65 này 50kg, L72 đổ lại hồng là mặc đá của chị Minh Anh. Rồi size M 50kg L72 đổ lại là mang đẹp này, chốt trên mã A65 kèm điện thoại luôn trên mã A65 các chị ha. Chốt trên mã A65 con này size M cực kỳ đẹp luôn trên mã A65 này. 129k lên trên mã A65 kèm điện thoại luôn trên mã size M nhá. A65 kèm điện thoại luôn trên mã size M này. Rồi con này size 1XL cho em, con này quá đẹp luôn, lên cho mã xanh coban cho em nha. Con này size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Lên cho mã xanh coban hàng 4 tài cho em 239k. Xanh coban 1XL L83 đổ lại mặc vừa cho em, L80 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi mã xanh coban 239k, sót lại đúng một em xanh coban này. A65 của chị à. A65 của chị Ngọc Hà, A65 của chị Ngọc Hà bên trang bếp rồi nhá. Rồi cái này size to cho em là size 3XL. Xanh coban của chị Minh Anh. Size 3XL L chị nào 90 mặc vừa lên cho em mã A107, cho cho em mã A107. Các chị ơi cực kỳ đẹp luôn cho em mã A107. Con này size 3XL L chị nào mà 90 mặc vừa cho em nhá. A107 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 129k A107. Rồi size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã nâu đá cho em, xanh của ban của chị Minh Anh rồi này. Ai lấy comment cho mã nâu đá cho em size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã nâu đá nhá. Nâu đá kèm số điện thoại cho em ạ, nhanh tay các chị ơi, nâu đá nhá. Rồi size L L76 mắc vừa trên một con này nhá. Size L L76 mắc vừa lên trên mà đỏ và kèm điện thoại luôn trên này size L nha. L76 mắc vừa trên mà. Một con màu đỏ hoa sen này size L L76 mắc vừa trên này. Size L L76 mặc vừa lên trên mà đỏ và kèm điện thoại luôn trên này, chốt trên mà đỏ nhá. Đỏ lên một con hàng đá size nhỏ cho em này, siêu đẹp nhá. Rồi nâu đá của chị Ngọc Tú cho em nhá. Chờ 4 tài cho em này, size S size M mặc vừa cho em nhá.
Size SM mặc vừa lấy con này comment cho là mã hồng đá cho em nha. 239k hàng chi phong 4 tà cho em này. Hồng đá 239 cho em, size SM mặc vừa cho em, hàng đá rất là ít luôn nha. Rồi mã đỏ của chị, mã đỏ size L của chị Trang Nguyễn này, đỏ size L của chị Trang Nguyễn nha. Chị Ngọc Tú sau rồi. Đây cho mã hồng đá cho em 239k size SM mặc vừa. Rồi con này size 2 thì là eo chị nào 85 mặc vừa lên trên mạng A201 nhá. A201 kìa điện thoại. Hồng đá của chị Minh Anh. Rồi con này size 2 thì là eo chị nào 85 mặc vừa lên trên mạng A201 kìa điện thoại luôn trên mạng A201 nhá. Size 2 thì là cho em này. Rồi size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy con này có bên trong mã đồng. Mã đồng kèm số điện thoại cho em nha. Hàng 4 tà cho em 239k mã đồng size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lên cho mã đồng cho em nha. 239k mã đồng, đồng 239 kèm số điện thoại cho em ạ. Mã đồng 239. Cho con này size nhỏ cho các chị này, con này là size S của tầm size S, size M mặc vừa cho em nhá. Cho con này là size M này 50kg qua đầu L72 mặc vừa cho em nhá. 50kg L72 mặc vừa cho em này. 50kg L72 mặc vừa lên trên mạng A91 kèm điện thoại luôn trên mạng A91 này. 50kg L72 mặc vừa lên trên mạng A91 kèm điện thoại luôn cho em nhá. Cho chị em A91 này chỉ có 129.000 nhá. Ờ, size 2XL cho em nha. Trời ơi, con này đính kết siêu đẹp luôn cho em. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam đá cho em nha. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Chị 48kg mặc size M cho em nha. A91 của chị Văn Si Trần. A91 của chị Văn Si Trần. Lấy con này comment cho mã cam đá cho em. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em. Lên cho mã cam đá cho em nha. 239k mã cam đá kèm số điện thoại cho em nào. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa, size XL eo chị nào 80 mặc vừa, cho trên mã A199 kèm điện thoại luôn cho em này. Cho trên mã A199 con này cam đá của chị Minh Anh. Size 2XL eo 85 mặc vừa lên trên mã A199 kèm điện thoại luôn cho em nhá. 129k A199 này. Rồi con này size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Còn sót lại đúng một em thôi. Lần này em tưởng còn một con thôi, bây giờ còn lại một con đây. Rồi size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lên cho là mã rêu. Rồi mã đồng của chị Trần Hồng Thắm này, mã đồng của chị Trần Hồng Thắm nhá. Rồi mã rêu size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lên cho mã rêu cho em 239k nhá. Rêu 239 kèm số điện thoại cho em ạ. A199 của chị Ngọc Tú. A199 của chị Ngọc Tú nhá. Rêu 239 ai lấy comment cho mã rêu 239 cho em. Rồi con này size 2XL chị nào 85 mặc vừa, chốt trên mặt xanh L85 quay đầu mặc vừa size 2XL lên trên mặt xanh 129k lên trên mặt xanh và kèm điện thoại luôn trên mặt. Con này size 2XL L85 quay đầu mặc vừa lên trên mặt xanh và kèm điện thoại luôn cho em nhé. Rồi mã rêu 239 ai lấy comment cho em nha. A199 em hết rồi ạ. Mã rêu của chị Ngọc Tú nhá. Rêu của chị Ngọc Tú này. Rồi con này size 3XL cho em nha. 3XL cho em. Con này size to là các chị này. Rồi L100 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Mã xanh là cái này, xanh là cái này phải không? Rêu cái này có mã không? Xanh của chị Minh Anh. Rồi con này L100 đổ lại mặc vừa lên cho mã tím đá cho em nha, của chị Ngọc Tú luôn. Rồi L100 đổ lại mặc vừa lên cho mã tím đá cho em này. Tím đá L100 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Chị nào size to húc liền cho em nha. Rồi tím đá của chị Minh Anh luôn nha. Tím đá của chị Minh Anh. Rồi chị nào 90 mặc vừa size 3XL. Em chị nào 90 mặc vừa cho trên mạng A106 này, lên trên mạng A106 kèm điện thoại luôn cho em này. Lên trên mạng A106 con này size 3XL, em chị nào 90 mặc vừa cho em nhá. Em chị nào 90 mặc vừa size 3XL lên trên mạng A106 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 129.000 nhá. Rồi size 2XL cho em ạ, một con hồng đào đính đá nhá, đính đá hoa đen cho em, siêu đẹp cho em nhá. Rồi hồng đào cho em size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lấy comment cho mã hồng đào cho em ạ. 239k mã hồng đào size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em, đính đá siêu đẹp luôn. A106 của chị Ngọc Tú, A106 của chị Ngọc Tú nhá. Rồi lên cho mã hồng đào cho em size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng đào cho em ạ, phối màu siêu đẹp luôn nhá. Rồi 239k mã hồng đào kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi con này size M 50kg L72 đổ lại là mặc vừa cho em này. Size M 50kg mặc vừa, 50kg quay đầu mặc vừa, L72 đổ lại là mang đi, chốt cho em mã đỏ nhá. Đỏ và kìm luôn số cho em và chốt cho em mã đỏ. Con này size M. Mã hồng đào của chị hồng đào của chị Hiền Nguyễn. Mã hồng đào của chị Hiền Nguyên nhá. 50kg quay đầu L72 đổ lại là mặc đẹp, chốt cho em mã đỏ và kìm điện thoại luôn cho em này, chốt cho em mã đỏ nha mọi người. Lên trên mã đào của chị Hiền Nguyên một con. Mã đỏ và đào hồng đào này em có mấy con này? Hồng đá hoa phan trước hè lên số, chứ hoa phan có đơn chưa? Rồi hoa phan có số rồi. Rồi con này sai con size 3X hả? Em coi thử con size này. Rồi con này sai XL eo chị nào 80 mặc vừa. Rồi mắt đỏ này, mắt đỏ chị Ngọc Tú này. Hồng đào này mát. Mắt đỏ chị Ngọc Tú ấy, cái đỏ kiểu 2X không? Rồi cái đỏ chị Ngọc Tú nhá. Rồi con này sai XL. Rồi hồng đào của chị hoa phan một con. Sai XL eo 80 mặc vừa cho trên mạng A142 lên trên mạng A142. À. Hồng đào của chị Ngọc Tú một con. Rồi lên trên mạng A142 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Con này size XL nhá.
Sao em là em chị nào 80 mặc vừa A142 kèm điện thoại luôn, cho em A142 các chị nhá. Cho chị em A142 này 129k. Rồi hồng đào 2 cái lò của chị Ngọc Tú một con nha. À, Ngọc Tú của chị Hồng Đào, Ngọc Tú này, Minh Anh này. Rồi Hiền Nguyễn này, Hoa Phan này. Rồi em còn hồng đào, chị nào lấy hồng đào thì chốt cho em nha. Tự nhiên cái con hồng đào đó có nhiều này. Rồi lên một con màu xanh E cho em nhá. Lên một con màu xanh E này. Rồi cái này size tới 4XL. Eo 100 độ lại mặc vừa cho em ạ. À. Mã đảo của chị Ngọc Tú rồi nhá. Size 4XL, eo 100 độ lại mặc vừa cho em nhá. Size 4XL, eo 100 độ lại mặc vừa, lấy con này cầm cho em nhá. Rồi mã xanh. Mã xanh cho em, eo 100 độ lại mặc vừa cho em ạ. À. Mã xanh cho em nhá. Xanh eo 100 độ lại mặc vừa, trước cho là mã xanh. Mã xanh 239k, mã xanh kèm số. Rồi cái này size XL L, chị nào 80 mặc vừa chốt cho em A126 nhá. Lên cho em A126, con này size XL L, chị nào 80 mặc vừa. Yêu chị nào 80 mặc vừa lên cho em A126 kèm điện thoại luôn cho em các chị gái ơi, chốt cho em A126 nhá. Rồi mã xanh của chị Ngọc Tú nhá, mã xanh của chị Ngọc Tú này. Rồi cái này cho em ạ. 1XL L 80 độ lại mặc vừa cho em nhá. Trời đẹp quá. Size 1XL L 80 độ lại mặc vừa. Lấy con này comment cho mã hoa đảo cho em nhá. Hàng 4 tà luôn. Size 1XL L 80 độ lại mặc vừa cho em ạ. Tìm chị 3XL có luôn, chị Nguyễn Ngọc Lan ơi, 3XL hàng đá em nhiều lắm. Rồi lấy comment cho em 1XL L 80 độ lại mặc vừa lên cho mã hoa đỏ nhá. Hoa đỏ kèm số cho em 239k mã hoa đỏ. Rồi con này size XL một con hoa nhí nè mọi người, size XL L 80 mặc vừa cho em ạ. Rồi. Size XL L chị nào 80 mặc vừa này chốt cho em A82 mọi người này. Rồi size XL L 80 mặc vừa. Hoa đỏ của chị Minh Anh. Cho trên mã A82 kèm điện thoại luôn, trên mã A82. Hoa đỏ là cái tay chân mày xanh đá đó. Rồi cái này size 3XL cho em nha. Xanh bo là các chị này, chị nào hỏi size 3XL hộp liền cho em mã xanh bo. Rồi mã hoa xanh là cái nào? Cho hàng đúng mã em đọc nhá. Rồi anh lấy comment cho mã xanh bo cho em size 3XL L 90 đổ lại mặc vừa cho em này. Rồi chị nào vừa hỏi size 3XL hộp liền cho em nhá. Rồi size 3XL lên cho mã xanh bo. Xanh bo kèm số cho em nhá. Xanh bo kèm số, hoa đỏ em hết rồi chị ơi. Rồi size XL L chị nào 80 mặc vừa, một con hoa đỏ cực kỳ đẹp luôn ạ. Size XL L chị nào 80 mặc vừa. L chị nào 80 mặc vừa cho em này, L 80 mặc vừa nhá. Chốt cho em A87 nên lên cho em A87 nhá. A87 kèm điện thoại luôn cho em, con này size XL L 80 mặc vừa nhá. A87 kèm số cho em này. Xanh bơ. Rồi xanh bơ này. Xanh bơ cho chị Minh Anh này, xanh bơ chị Minh Anh nhá. Nguyễn Ngọc Lan chốt hàng thì kèm số điện thoại lên cho em nha chị ơi, chốt hàng kèm số cho em nha. Cho hàng kèm số lên cho em chị Nguyễn Ngọc Lan ơi, hình như xanh bơ 3XL còn nhá. Rồi size 1XL L 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Nguyễn Ngọc Lan chốt hàng lên số này. Size 1XL L 80 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho em ạ, xong ở trong này toàn không có số vậy. Rồi lấy con này comment cho em mã số 116 cho em nhá. Mã số 116 Nguyễn Ngọc Lan chốt hàng lên số này. A87 của chị Ngọc Tú nhá. Rồi mã số 116 kèm số cho em nhá. Rồi xanh bơ này của ai? Nguyễn Ngọc Lan lên số chưa? Nguyễn Ngọc Lan rồi, ok chị. Size L L76 mặc vừa trên mã A141 này, lên trên mã A141 nha. Size L một con cô ba Sài Gòn các cháu cực kỳ đẹp luôn, trên mã A141 nha. Size L L76 mặc vừa trên này. L76 mặc vừa size L cho trên mã A141 kèm điện thoại luôn trên mã A141 nha. Rồi size mơ của chị Nguyễn Ngọc Lan, A116 của chị Ngọc Tú nha. Rồi size hoa vàng 116 em hết rồi chị ơi. Rồi cái này size 2XL cho em, L80 độ 5 độ lại mặc vừa cho em nha. Size 2XL L85 độ lại mặc vừa lên cho mã tím đá này, siêu đẹp luôn nha. Size 2XL L85 độ lại mặc vừa cho em ạ. Hàng chi phong 4 tà. Lấy comment cho mã tím đá. Tím đá kèm số điện thoại cho em nha. Size 2XL L85 độ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã tím đá này. Dạ được nhé chị Nguyễn Ngọc Lan ơi, chị được nha. 141 cho chị Ngọc Tú này. Rồi con này size M nha mọi người, 50kg L72 mặc vừa, nó ghi trên áo là size L nhưng mà mặc lên là size M nha mọi người nhá. Size M 50kg L72 mặc vừa cho em, là size M 50kg L72 mặc vừa. A213 này, A213 nha mọi người nhá. Cho cho em A213 kèm điện thoại luôn cho em. Tím đá của chị Ngọc Tú ạ. A213 kèm điện thoại luôn cho em này. Đây là size 3XL đây các chị ơi, size 3XL siêu đẹp nhá. L90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi lấy con này có bên trả mã số 01 cho em nhá. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lên cho mã số 01 em xả các chị 239k. Mã số 01 chị nào mặc size 3XL L90 đổ lại mặc vừa, lấy con này có bên trả mã số 01 cho em nhá. Cô ba Sài Gòn hả? Lá này hả? Cô ba hả? 213 của chị Nguyễn Ngọc Lan kìa. 213 của chị Nguyễn Ngọc Lan. Rồi các bạn lên cho mã số 01 cho em, mã số 01 của chị Minh Anh cho em nha.
Mã số 01 của chị Minh Anh, con này size 3XL. Rồi, con này size cực kỳ to, size tối 3X, 4XL lận nha mọi người. Con này size 4XL. Eo chị nào 100 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 4XL, eo 100 đổ lại mặc vừa, chốt cho em mã to. Lên trên mã to, kèm điện thoại luôn cho em mã size 4XL, 129k mã to. To 129 kèm điện thoại luôn cho em này. Rồi, size 3XL, eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3XL, eo 90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Con này em cũng báo giá các chị ơi, 213 em hết rồi nhá. Lên cho mã số 02239k, con này size 3XL cho em, eo 90 đổ lại mặc vừa. Size 3XL, eo 90 đổ lại mặc vừa, lên cho mã số 02239k. 239k mã to của chị Hiền Nguyên. Rồi con này size L, eo 76 mặc vừa cho em là size L nha. Eo 76 mặc vừa size L, lên cho em là A212. A212 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A212 kèm điện thoại luôn cho em các chị nha. Giờ con này size L, eo 76 mặc vừa, một con màu đỏ siêu đẹp luôn cho em ạ, size L. Hôm 2 của chị Ngọc Tú. A212 kèm điện thoại luôn cho em ạ, size L nha. Rồi hồng đá cho em, chị nào size S thì chốt con này lên cho mã số 199 cho em nha, size S nha. 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Một con lưới 48 em trả các chị 199k size S ạ. À, lấy con này có bên trả mã số 199 kèm số điện thoại cho em nha. Mã số 199 size F 48kg quay đầu eo 70 đổ lại. Rồi size màu 199. Rồi size màu 50kg quay đầu mặc vừa cho trên mã A60. 50kg quay đầu mặc vừa cho trên mã A60 kèm điện thoại luôn trên mã size M các chị ơi. Eo 72 đổ lại là mang đẹp cho em ạ. Cho trên mã A60 nha các chị này, size M nha. A60 kèm điện thoại luôn trên mã 129.000 nha. Rồi size L, size XL mặc vừa cho em nha, size L. Rồi size L ạ, size L, size XL cho em nha. Là 199 của chị Ngọc Tú này. A212 hết rồi không? Rồi cái này dành các chị size L, size XL mặc vừa lên cho mã rêu. A212 này của chị Phạm Thái Thái. A212 của chị Phạm Thái Thái. Cái này lên cho mã rêu cho em nha. Size L, size 1XL mặc vừa lên cho mã rêu 239k. Rêu 239 kèm số điện thoại cho em nha. Rêu 239 ạ. Rồi con này size L, eo 76 mặc vừa cho em là size L nha. Eo 76 mặc vừa size L, chốt cho em là A123, lên cho em là A123 này. A123 kèm điện thoại luôn cho em là size L nha mọi người. Eo 76 mặc vừa. A213 kèm 123 kèm điện thoại luôn cho em này. Rêu của chị Ngọc Tú. 2XL, eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 2XL cho em ạ. Đính đá phần cổ, phần eo và cả phần chân như thế này nhá. Rồi 2XL, eo 85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã rút cho em nha. Size 2XL, eo 85 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã rút cho em ạ. 279k mã 239k mã rút. Rút 239 kèm số điện thoại cho em nha. Một con màu rút siêu đẹp luôn. 239 mã rút nha. Nhanh các chị size 2XL, eo 85 đổ lại mặc vừa. Rồi size 2 thì là eo chị nào 85 mặc vừa. Size 2 thì là eo chị nào 85 mặc vừa, chốt trên mã A98 mà lên trên mã A98 kèm điện thoại luôn trên này. Rồi size 2 thì là eo chị A123 của chị Hoa Phan. 2 thì là eo 85 mặc vừa A98 kèm điện thoại luôn trên mã A98 này. Chốt trên mã A98 kèm điện thoại luôn trên mã A98 ấy. A123 của chị Hoa Phan nha. Rồi con này size tới 3XL này các chị ơi, một con tính cộng size 3XL nhá. Eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3XL, eo 90 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho mã tím đá cho em. 239k mã tím đá size 3XL. Eo 90 đổ lại mặc vừa, lấy comment cho mã tím đá cho em nha. Xanh rêu em hết rồi chị ơi. Rồi tím đá kèm số điện thoại cho em. Size 3XL, eo 90 đổ lại mặc vừa, lên cho mã tím đá 239k mã tím đá kèm số cho em nhé. Rồi size XL, eo chị nào 80 mặc vừa cho trên mã A94 này. Size XL, eo chị nào 80 mặc vừa. Size XL, eo 80 mặc vừa cho trên mã A94 hả? Rồi, tìm đá của Minh Anh. Tìm đá chị Minh Anh này, tìm đá chị Minh Anh ạ. Rồi con này lên trên mã A94 size XL L80 mặc vừa nhá. Size XL L80 mặc vừa A94 kèm điện thoại luôn trên mã A94 này, size XL L80 mặc vừa cho trên mã A94 kèm điện thoại luôn trên mã A94 nhá. Tìm đá của chị Ngọc Tú nhá. Tìm đá của chị Ngọc Tú này, hồng đá. Rồi ok. Hồng đá là cái nào? Hồng đá hết rồi phải không? Rồi một con màu xanh bơ này các chị này, size 3XL cho em nha. Eo 90 đổ lại mặc vừa, lên cho mã xanh bơ. Size 3XL, eo 90 đổ lại mặc vừa, lấy chút cho mã xanh bơ cho em nha. A94, A213 của chị Nguyễn Thị Trang. Hả? Còn không? A213 còn không? Hết rồi chị Nguyễn Thị Trang ơi. A94 của chị Trúc Nguyên Anh Đào. A94 Trúc Nguyên Anh Đào, chút cho em hai con trở lên em đi đơn nha. Rồi mã xanh bơ cho em, size 3XL nha. Xanh bơ của chị Minh Anh. Xanh bơ của chị Minh Anh. Rồi con này size 2XL, eo 85 mặc vừa mà A78. Size 2XL, eo 85 mặc vừa mà A78 kèm điện thoại luôn cho em mà size 2XL, eo 85 mặc vừa mà A78 kèm điện thoại luôn cho em mà A78 ấy. Rồi lên một con đá size nhỏ nè các chị ơi. Xanh bơ chị Ngọc Tú lấy thêm hay là lấy chung ta? Chắc lấy chung hả?
Rồi con này size M cho em 50kg đổ lại mặc vừa cho em. Con này em tặng các chị 199k, lên nhanh tay cho là mã số 199 cho em nhá. 50kg đổ lại mặc vừa, lấy comment cho mã số 199 cho em, chỉ có giá là 199k. Mã số 199k kèm số cho em. Rồi size 2XL chị nào 85 mặc vừa cho chị mã cam. Size 2XL chị nào 85 mặc vừa lên trên mã cam kèm điện thoại luôn cho em và size 2XL nhá. L85 mặc vừa lên trên mã cam kèm điện thoại luôn cho em và size 2XL. L85 mặc vừa mã cam này. Rồi size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lên cho mã xanh ngọc cho em nhá. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em. Lấy comment cho mã xanh ngọc cho em 239k. Xanh ngọc 239 kèm số điện thoại cho em nhá. Xanh ngọc 239 size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lên cho mã xanh ngọc giúp em 239k mã xanh ngọc. Xanh ngọc 239 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi size L76 mặc vừa cho em một con màu nâu. Size L76 mặc vừa cho em ạ. L76 mặc vừa cho em A200 kèm điện thoại luôn cho em A200. Con này size L76 mặc vừa cho em một con nâu siêu đẹp nhá. Size L76 mặc vừa A200 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Xanh ngọc này, xanh ngọc cho chị Minh Anh. Rồi con này lên cho em A200 kèm điện thoại luôn cho em A200 này. A200 kèm số điện thoại luôn cho em. Các chị ơi cho em A200 này. Rồi lên cho chị một con cách tân, con này là size nhỏ cho em nhá. Rồi xanh ngọc em hết này, xanh ngọc cho chị Minh Anh rồi này. Rồi con này size S cho em là 40-48kg mặc vừa cho em nhá. Rồi size S là 40-48kg mặc vừa này. Mã nâu, size L mã nâu của chị Nga Nguyễn này. Rồi size S là 40-48kg mặc vừa. Con này là cách tân liền vầy cho em, chốt cho em mã cách tân. Cách tân kèm luôn số cho em mọi người ha, 129 nào. 129k lên cho em mã cách tân. A200 cho chị Ngọc Tú này. A200 em hết rồi này, A200 của chị Nga Nguyễn này, chị Ngọc Tú sau nhá. Rồi cái này theo này, các chị này một con xanh theo cho em nhá. Size M 50kg đổ lại một vừa lên cho mã xanh theo. Xả các chị 149k xanh theo. Xanh theo 149 cho em nhá. Size M 50kg đổ lại một vừa, chút nhanh tay cho mã xanh theo. Hàng theo em chỉ còn sót lại vài con thôi, không còn nhiều đâu. Rồi xanh theo cho em nhá, 149k mã xanh theo size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em. Xanh theo 149 kèm số. Rồi con này size 3XL chị nào 90 mặc vừa. Size 3XL chị nào 90 mặc vừa A129 này. Cho chị mà A129 kèm điện thoại luôn cho em mà size 3XL. Xanh theo của chị Minh Anh 90 mặc vừa. Lên cho em mà A129 kèm điện thoại luôn cho em mà size 3XL nhá. Rồi con này một con xám đi chùa hàng 4 tà cho em nhá. Một con xám mặc đi chùa hàng 4 tà. Con này size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã đi chùa cho em nha. Con này xả các chị 50k. Rồi mã đi chùa nhanh tay cho em, xanh theo em hết rồi nhá. Rồi mã đi chùa 50. Ai lấy comment cho mã đi chùa em xót lại đúng một con, xả nốt cho các chị nhá. Rồi size XL chị nào 80 mặc vừa. Eo chị nào 80 mặc vừa lên cho em mã A83 này. Cho em mã A83 149k mã A83 con này nhá. Một con theo siêu đẹp luôn ạ. Lên cho em mã A83 này 149.000. Lên cho em mã A83 size XL L80 mặc vừa cho em nhá. L80 mặc vừa lên cho em A83 kèm điện thoại luôn cho em ạ, 149.000 này. Đi chùa 50k của chị Minh Anh. Rồi size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lên cho mã cam đá cho em nhá. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lấy comment cho mã cam đá cho em nhá. 239k mã cam đá. A83 của chị Minh Anh luôn nhá. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Ai lấy con này comment cho mã cam đá cho em nhá. 239k mã cam đá. Cam đá 239 kèm số ạ. Đi chùa size 2X ạ. Có người chốt rồi hết rồi chị ạ. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em mà A210. A210 kèm điện thoại luôn cho em mà size 2XL L85 mặc vừa cho em này. Size 2XL L85 mặc vừa lên cho em mà A210 kèm điện thoại luôn cho em mà A210 này. Cam đá của chị Hiền Nguyên nha. Cam đá của chị Hiền Nguyên. Rồi cái này size 3XL L90 Hiền Nguyên ơi, nếu mà đơn của chị nhiều là phải cọc cạc hoặc chuyển khoản giúp em nhá. Vô Messenger vậy tay các cụ phải sao? Cô vẫy tay cho em nha, tại vì đơn nhiều là phải cọc cạc hoặc chuyển khoản cho em mới đi hàng được nha. Rồi xanh cô ban cho em này, size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Đến kim sa siêu đẹp luôn, lên cho mã cô ban. Mã cô ban 239 kèm số điện thoại cho em nha. Cô ban 239k. Rồi size XL L chị nào 80 quay đầu mặc vừa size XL. Con này là dáng cách tân cho em mọi người nha. Con này là dáng cách tân cho em mà size XL L80 mặc vừa A212 kèm điện thoại luôn cho em A212 nha mọi người nha. 129k luôn ạ. Cho em A212 kèm luôn số cho em. Cô ban của chị Minh Anh. Rồi em lên một con đá size nhỏ là các chị này. Con này size M cho em nhá. 50kg đổ lại, L70 đổ lại mặc vừa, L70-72 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho em nha. Rồi con này em xả các chị luôn ạ, 210k. Lấy comment cho mã hồng 210 cho em nha. Có bông chân luôn. Hồng 210, ai lấy comment cho mã hồng 210 cho em nha. Phối đá siêu đẹp luôn. Cách tân này của Trung Trúc này, cách tân của cô Trung Trúc nha. Rồi mã hồng 210, 129.
Rồi anh lấy comment cho em nha, 729. Rồi hồng 210, anh lấy comment cho em size M nha. Hàng đá size M cực kỳ ít cho em sản. Rồi size XL, chị nào có tầm size XL E80 mặc vừa 50k mọi người lên cho em A50. 50k mà A50 kèm điện thoại luôn cho em mọi người này. A50k mà A50 cho em nha. 50k mà A50 này. A212 có không? Có. A212 kì có người chốt mất rồi. Hồng 210 của chị Lê Hảo có đơn chưa? Rồi. Hồng 210 chị Lê Hảo, chị Minh Anh sao mất rồi nha. Rồi con này size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa này. Rồi con này em xả luôn các chị 169k lên cho mã 169 cho em nha. Size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em mã xả các chị 169k. Lấy con này comment cho mã 169 kèm số điện thoại cho em nha. À vậy hả chị, rồi ok chị ạ. Rồi hồng 210 em hết rồi nha. Rồi lên cho mã 169 cho em, chị nào size S size M mặc vừa lên cho mã 169 nha. Một à quên 169 169k mã 169 nha. Rồi con này size 3XL nha mọi người, size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa nha. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho chị em A73. Lên cho em A73 kèm điện thoại luôn cho em A73 kèm số cho em mọi người nhá. Cái xanh đá đó 169k quá rẻ nha các chị ơi. Rồi con này size L nè các chị này. Size L nha, một con tím bi trời ơi, tím hoa cà siêu đẹp cho em nha. Bi tím cho em size L. 53kg quay đầu L76 đổ lại mặc vừa lên cho mã bi tím cho em nha. Xả luôn các chị 129k. Bi tím 129 size L 53kg quay đầu L76 đổ lại mặc vừa lên cho mã bi tím này. 129k mã bi tím. Bi tím kèm số điện thoại cho em nha. Rồi con này size XL L chị nào 80 mặc vừa nha. 169 của ai? Mình ăn. 169 của Minh Anh này. Mã 50 của chị cô Trung Trúc này. Mã 50 của Trung Trúc nha. Ừ 50k. Bi tím của Minh Anh luôn ạ. Rồi con này chị nào có mặc size XL L80 mặc vừa nhá. L80 mặc vừa lên trên mã A103 kèm điện thoại luôn trên mã A103 nha. Size XL L80 mặc vừa cho trên mã A103 kèm luôn số các chị này cho trên mã A103 nha. Rồi size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em mã bi tím, em có đúng một con thôi. Rồi con này lên trên mã hồng đào cho em nha. Hàng chi phong 4 tà cho em 239k mã hồng đào. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Lên cho em ạ, vi tím em hết mất rồi. Alo comment cho mã hồng đào cho em nha. 239k mã hồng đào size 1XL L80 đổ lại mặc vừa, lấy comment cho mã hồng đào vi tím 103 có không? 103 dồn đơn cho Hoàng Thị Quỳnh Như. Alo comment cho mã hồng đào cho em nha. 239k hồng đào của chị Minh Anh. Rồi con này size XL L chị nào 80 mặc vừa size XL nhá. L80 mặc vừa chốt cho em A120 kèm điện thoại luôn cho em size XL cho em ạ. Size XL L80 mặc vừa lên cho em A120 kèm số luôn cho em các chị ơi, lên cho em A120. A120 kèm số luôn cho em ạ. Rồi hồng đào của chị Hoa Phan một con nha. Hồng đám trước chị Hoa Phan một con này. Rồi em lên cho các chị một con xanh ngọc nhá. Rồi Hoa Phan. Hết tạm đi. Size gì bé? Còn 3XL luôn nha chị ơi, còn 3XL nha, size 1XL. Rồi cái này size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em nha, size 2XL L85 đổ lại mặc vừa. Rồi A120 của chị Minh Anh, A120 của chị Minh Anh nha. Rồi lên cho mã xanh ngọc cho em ạ, size 2XL L85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã xanh ngọc giúp em nha, 239k. Hồng đào em hết rồi nha, tí nữa em còn size khác em sẽ lên size khác cho các chị này. 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã xanh ngọc cho em nha. 239k mã xanh ngọc. Xanh ngọc 239 kèm số cho em nha. Rồi con này size S mặc vừa mọi người lên cho em mã A50. 50k mã A50 kèm điện thoại luôn cho em mã size S mặc vừa nha. Size S mặc vừa lên cho em mã A50 kèm điện thoại luôn cho em mã 50k nha. Rồi lên một con hồng sen size 3XL cho em nha. Hồng đào em hết rồi chị ơi, chốt mã khác cho em nha. Hồng đào em hết mất rồi nha. Rồi size 3XL L90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho mã hồng sen cho em nha. Màu này là màu hồng sen nha các chị ơi. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa, lấy comment cho em ạ. Mã hồng sen và kèm luôn số điện thoại cho em nha. Size 3XL L90 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng sen. 239k mã hồng sen. Chị nào size 3XL L90 đổ lại hút liền cho em. Hồng sen 239 kèm số cho em nhá. Rồi size M 50kg quay rồi mặc vừa lên cho em mã bi. 50kg L72 đổ lại là mặc đẹp cho em mã bi và kèm luôn số các chị ơi, lên cho em mã bi này size M nhá. 50kg L72 mặc vừa lên cho em mã bi và kèm điện thoại luôn cho em mã bi. Size M 50kg mặc vừa lên cho em mã bi kèm số cho em mã bi nhá. Chấm lên cho em một tí, con đã bị ẩn comment thôi các chị ơi. Hồng đào em hết rồi, chốt mã khác cho em nha. Hồng đào em chỉ còn màu size khác thôi nha. Rồi hồng đào đây ạ. Rồi hồng đào đây nha các chị ơi. Chị nào nói chung là size 1X 2X nó chỉ chênh nhau một tí thôi, nên các chị có thể là mặc size cao hơn một tí này. Bạn bi của chị Ngọc Tú nha. Rồi size 2XL
L 85 đổ lại mặc vừa cho em nha. 239k này. Size 2L L 85 đổ lại mặc vừa cho em này. Bi bi em vẫn còn đấy. Bi hình như là còn size á. Có cả size L luôn. Rồi cái này ạ, lên cho mã số 90 cho em nhá. Cái này size 2L L 90 đổ lại mặc vừa. Rồi lại cho bên cho mã số 90 giúp em. Mã số 90. Em lấy mã 199 này của Lưu Nguyễn này, đặt lại coi. Tay đen nãy giờ người ta chốt nhiều mà không được coi có đơn của Lưu Nguyễn đâu. Bỏ ra. Không có, rồi bắt xuống đây, cứ bắt xuống đây. Rồi mã số 90. Ai lấy comment cho mã số 90 cho em ạ. Mã số 90. Chị Lưu Nguyễn nếu mà chị xả như vậy là không đủ đơn nhá. Không đủ đơn em sẽ xả hết đơn của chị đi. Xả hết đơn đi mất công quá. Đơn xả đơn đây. Mọi người chốt hàng phải chắc chắn chứ. Người ta chốt không được mà chốt xong rồi xả ra rất là mất công luôn á. Mã hồng bi của chị Lan Thị Trương này, hồng bi size M á, lấy hồng bi size M cho chị Lan Thị Tương nha. Chốt hàng đủ đơn cho em nha các chị ơi, hồng bi size M của chị Lan Thị Tương này, ok này. Chốt hàng từ 2 con trở lên em đi đơn nha. Mọi người chốt hàng chắc chắn giúp em cái nè. Chứ đừng có chốt qua chốt lại như vậy mất công lắm nha. Rồi cái này size M cho em 50kg đổ lại mặc vừa lên cho mã kim sa 189 cho em nha. Mã kim sa 189 này. Rồi mã bi này của chị Nguyễn Thu Hương này, bi của chị Nguyễn Thu Hương. Thấy nhưng mà em xả của chị rồi chị ơi. Nói chung là chốt hàng rắc rối như vậy thì đừng có chốt làm gì cho mất công nha. Rồi mã kim sa này, rồi tìm mã bi sa màu nữa đi cho chị Nguyễn Thị Hương Thu Hương này. Rồi kim sa 189, ai lấy comment cho em nha. Size M 50kg đổ lại mặc vừa. Ở bên này mọi người ơi còn có thấy em không? Rồi kim sa 189k, có duy nhất một con kim sa sắp lại thôi, xả của bạn này ra không có đâu các chị ạ. Rồi kim sa 189 của chị Ngọc Tú này. Kim sa 189 của chị Ngọc Tú cho em nhá. Rồi con này nó có kèm cả quần nhá. Con này nó có cả kèm một cái quần màu tím, kèm cả một cái quần màu tím. Rồi con này cho em nhá. Rồi kèm một cái quần màu tím, tí nữa em sẽ tìm quần cho các chị này. Có cái quần màu tím lạc trôi ra rồi. Rồi cái này nó vừa kèm cả quần cho em, lên cho mã bộ cho em, size S size M mặc vừa lên cho mã bộ nhá. Rồi mã bộ này em xả các chị nguyên bộ 129k, lấy cái meta mã bộ 129 này. Mã bộ 129 cho em nha, nguyên một bộ gồm cả áo và quần luôn. Mà xem các chị nha, quần của nó là nói chung là y chang như thế này luôn. Rồi ai lấy comment cho mã bộ bộ cho em nha, 129k mã bộ. Có bộ nha chị Lan Thị Tương, có Hồng Vy nè. Có nha, chị nào cũng có, em đặt tên là có, các chị cứ lưu ý cho em ạ, em đặt tên là có đơn nha. Rồi con này size 4XL E, chị nào 100 mặc vừa lên trên mặt to. Size 4XL E 100 mặc vừa cho trên mặt to, kèm điện thoại lưu cho em nha. Lên trên mặt to, to kèm điện thoại lưu trên 129.000 mặt to này. Còn mấy con cách tân lên nốt cho xong đi. Hết rồi, nói chung là hết rồi. Mã bộ của chị Ngọc Tú này, mã bộ của chị Ngọc Tú nhá. Rồi bộ ren của chị Ngọc Tú này, nhớ tìm cái quần bắt rô cho chị ạ. Rồi cái này 2XL L 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã tím đá cho em nhá. Rồi mã tím đá này, mã tím đá 2XL L 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã tím đá cho em 239k. Tím đá 239 cho em. Ai lấy comment cho mã tím đá cho em nhá. 239k màu này, màu tím Huế cho em rất là đẹp luôn. Tím đá trả tiền chưa? Rồi 239k mã tím đá 2XL L 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Mã số 1 này. Quá, mã số 1 là cái nào? Mã to, cái là mã to. Rồi ai lấy comment cho em nha. Tím đá 239 kèm số cho em. Ai lấy chút cho mã tím đá 239 giúp em nha. Rồi con này size S size M mặc vừa cho em mọi người. Size S size M mặc vừa lên trên mạng Kích Tân. Xả hôm nay các chị 129k lên trên mạng Kích Tân. Kích Tân 129 kèm điện thoại luôn cho em mọi người nhá. Size S size M mặc vừa luôn cho em ạ. Lên trên mạng Kích Tân 129 ngàn mã Kích Tân và kèm điện thoại luôn cho em này. Bộ 129 em hết rồi chị ơi. Bộ em hết rồi nha. Em còn mấy con trơn này. Em xả các chị 69.000 này. Rồi size 2XL L 85 đổ lại mặc vừa cho em 69k em xả các chị nha. Rồi lên cho mã 69 cho em nha, size 2XL. Tím đá của chị Minh Anh này. À, cách tân của chị Minh Anh luôn nha, cách tân của chị Minh Anh này. Ai lấy con này comment cho mã 69 cho em nha. Size 1XL L 80 đổ lại mặc vừa cho em xả các chị 69k. Mã 69 nha. Lên cho mã 69 kèm số cho em này, 69 kèm số giúp em. Rồi size 2XL L chị nào 85 mặc vừa mà A93. Size 2XL L 85 mặc vừa A93 kèm điện thoại luôn trên mã A93 này, size 2XL nha. Size 2XL L 85 quay được mặc vừa lên trên mã A93 kèm điện thoại luôn trên mã A93 này. Mã cách tân em hết rồi nhá. Giờ chốt mã khác cho em này, 69 của chị Ngọc Tú này. Mã 69 của chị Ngọc Tú nhá. Mã theo ngay tay size 1XL L 80 đổ lại mặc vừa cho em, lên cho mã theo cho em nha. Trời ơi, theo hoa hướng dương quá đẹp luôn. Mã 69 này, mã 69 hoa nắng có đơn chưa? Rồi lên cho là mã theo cho em size 1XL L 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã theo. Rồi mã theo, ai lấy comment cho mã theo. Mã theo kèm số cho em nha. Rồi ok, em chúc cho chị hoa nắng một con này. Mã theo nha, rồi hoa nắng một con, Ngọc Tú một con. Rồi em còn mã theo 149, chị nào lấy comment cho mã theo 149k nha. Rồi ok.
Size M 50kg mặc vừa, eo 72 này, chốt cho em ạ Hoa. Có mà chị ơi, em chốt cho chị Lan Thị Chu tu rồi nha. Chốt cho em thêm một con nữa để đi đưa đơn nha. 50kg quay đầu mặc vừa lên cho em ạ Hoa. Size M 50kg này, eo 72 mặc vừa mà theo chị Ngọc Tú ạ. Lên cho em ạ Hoa, size M 50kg mặc vừa Hoa. Hoa kèm điện thoại luôn cho em ạ, size M nha mạ Hoa này. Không có cô chứ à? Ở đâu ra? Có lại size L cho em nha, có lại size L này. À, Bi Hồng có size M không? Còn hình như còn size M với size L ấy. Mã hoa của chị Minh Anh, hoa của chị Minh Anh nha. Rồi có lại size M này, trời ơi một con đá size M nữa các chị ơi, size M nhá. Rồi 50kg đổ lại mặc vừa, eo 72 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi ai lấy con này comment cho mã rút cho em nha. Mã rút này, hàng 4 tài cho em 239k size M. Một con đá size M em nói cực kỳ hiếm luôn, đá size M ít lắm, lên cho mã rút cho em nha. Rồi 239k mã rút cho em, size M 50kg đổ lại mặc vừa. Lấy cho mã rút này. Bi Hồng size M em còn, chị Trần Thị Lành lấy chút cho em nha. Bi Hồng size M em còn, tại vì cái đó nó có nguyên một ri. Rồi lên cho mã rút thuốc kèm số cho em nè. Rồi cách tân hồng cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Bi size em không có đâu ạ, còn chỉ có Bi Hồng thôi. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa, lên cho mã cách tân hồng cho em nha. Con này bình thường nha, trước đây em bán hơn 200 ngàn, xả các chị 129k là các chị biết em lỗ cỡ nào rồi đấy. Lấy comment cho mã cách tân hồng cho em 129k, 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Mấy cái cách tân hoa hòe như thế này là cho mùa nào các chị bán cũng được cho em nha. Rồi 129k mã cách tân hồng. Rồi con này size M nha mọi người, con này size M 50kg eo 72 mặc vừa cho em là size M nha. 50kg quay mặc vừa, một con màu đỏ trống đồng. Cách tân hồng Minh Anh. Rồi con này chỉ đúng duy nhất một con nhanh tay hút liền các chị yêu nha. Size M 50kg mặc vừa lên trên mã A38. Nguyễn Mai có đơn chưa? Cho trên mã A38 này. Hả? Rồi 69k của chị Nguyễn Mai, chốt chị Nguyễn Mai một con nha. Cho trên mã A38 kèm điện thoại luôn, trên mã A38 mọi người, con này là size M 50kg. Rồi chào chị Nguyễn Ngọc Lan, chốt chị Nguyễn Ngọc Lan có chốt thêm chốt cho em nha. 50kg eo 72 mặc vừa lên trên mã A38 mọi người nhá. Chốt trên mã A38 này. A38 kèm điện thoại luôn cho em và chị Nguyễn Mai, chốt thêm một con nữa em gửi hẹn chị nhá. Rồi chị nào mặc size S nè, chị nào mặc size S thì chốt con này cho em nha. Còn đúng một con size S còn sắp lại em cũng xả các chị 69k nhá. Size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Chị nào mặc size S này lên cho mã trơn. Rồi 69k nha, mã trơn size S cho em nha. Trơn ai lấy comment cho mã trơn cho em size S ạ. A38 Nguyễn Tuyết. Rồi mã A38 của chị Nguyễn Tuyết nha. Rồi lên cho mã trơn cho em nha. Size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em. Nhanh tay chút cho mã trơn. Mã trơn cho em 69k, trơn 69k và kèm luôn số cho em nha. Rồi con này size L eo 76 mặc vừa cho em mọi người. Eo 76 mặc vừa size L, chốt trên mã chim và kèm điện thoại luôn trên mã chim size L eo 76 mặc vừa cho em này. Size trơn của chị Minh Anh, size L eo 76 mặc vừa lên trên mã chim kèm điện thoại luôn cho em các chị gái, chốt trên mã chim này, chim kèm điện thoại luôn cho em này. Lan Thị Tương ơi, chốt hàng đúng mã giúp em nhá. Chốt hàng đúng mã cho em này. Trơn của chị Minh Anh rồi nhá. Chị chốt màu đỏ là cái gì? Lan Thị Tú này, Lan Thị Trương này. Rồi eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Chốt hàng đúng mã giúp em nha. Chốt hàng từ 2 con trở lên em đi đơn nha. A38 này có đơn, có cắn không? Của chị Nguyễn Tiết rồi. A38 em hết rồi. Rồi con này ạ, à, eo 100 đổ lại mặc vừa cho em. Em này em xả các chị 79k nha. 79k một em 3D như thế này siêu đẹp. Lên cho mã A131 này. Lên cho là mã A131 cho em nha. Mã A131 trơn em hết rồi nha. A131 cho em, ai lấy comment cho em 79k. Eo 100 đổ lại mặc vừa. Trơn cho hoàng 7 một con. Trơn biết có không? Trơn size S cũng có. Rồi con này size 2XL eo 85 mặc vừa. Con này cực kỳ đẹp luôn, cái trời size 2XL eo 85 đổ lại là mặc vừa 3D một bên cho em nè mọi người nhá. Lên trên mã A215 kèm điện thoại luôn trên mã size 2XL eo 85 quay đầu mặc vừa lên trên mã A215 kèm điện thoại luôn trên mã A215 này. A215 kèm số cho em mọi người nhá. Rồi mấy con này em xả cho các chị 29k, lộ 69k này. Rồi con này size XL cho em mã eo 80 mặc vừa nha. Eo 80 mặc vừa 69k mọi người, lên cho em mã nu 69k kèm điện thoại luôn cho em mã con này size XL. Eo chị Tào 80 mặc vừa lên cho em mã nu và kèm luôn số cho em mã size XL. Eo 80 mặc vừa lên cho em mã nu 69k mã nu nhá. Rồi còn sót lại đúng một em cam đá duy nhất thôi nha. Chị chốt màu đỏ. Là sao chị ơi, nó có mã đào hoàng, chị chốt mã giúp em nha. 215 của Nguyễn Ngọc Lan. Mã 215 của chị Nguyễn Ngọc Lan. Lan Thị Tương hỏi chị chốt được thì chốt, còn không chị chốt như vậy em không chốt được đâu. Trời ơi, đỏ thì nhiều cái đỏ mà. Rồi nu 69 của chị Trương Thu Thủy này. Rồi con này size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Lên cho mã cam đá này, trời ơi, đẹp chưa. 239k chị nào trắng trắng da hút liền cho em cam đá 239 cho em size 1XL eo 80 đổ lại mặc vừa, lên cho mã cam đá giúp em nha. 239k 1XL này, ai lấy comment cho em nha.
À, cách tên của hồi chốt chưa? Cách tên của chị Dung Nguyên này, cách tên của chị Dung Nguyên nha. Cam đá của chị Ngọc Tú ạ. À. Rồi con này size 3 XL eo chị nào chỉnh eo chị nào 90 mặc vừa. Size 3 XL eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mã A54. Cho trên mã A54 kèm điện thoại luôn trên 129k A54 này. Chốt thêm một con nữa đi chị Dung Nguyên ơi. À, chị Dung Nguyên chốt hàng từ thêm một con cho em để em đi đơn nha. Rồi 2 XL nữa chị này. Eo 85 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng đá cho em nha. Size 2 XL. Em 85 độ lại mặc vừa cho em ạ. Giờ thường thường dòng mẹ thì cứ 1x 2x là nó là form phổ biến rồi. Rồi cam đá của chị Ngọc Tú rồi. Ai lấy cái bên nhanh tay cho em nhá. Cam đá chị có chưa? Em không biết này. Hồng đá cho em nhá. Ai lấy cái bên cho mã hồng đá. Cam đá em hết rồi chị ơi. Cam đá em hết thì em lên mã khác nhá. Rồi hồng đá size 2x này các chị này. Lên cho mã hồng đá. Hồng này hồng sen hồng đậm nhá. Hồng đá 239. Rồi size S này 40 48 kg mắc vừa, size S trên là 40 48 kg mắc vừa nha. Rồi size S 40 48 kg mắc vừa này. Rồi con này lên trên mã sọc nha các chị này, chốt trên mã sọc và kèm điện thoại luôn cho em nha. Lên trên mã sọc này, mã sọc và kèm luôn số cho em và con này size S 40 48 kg mắc vừa nhá. Đây là con cam đá này là size 3 XL này các chị này, size 3 XL nha. Nguyễn Huệ ơi chị chốt cái gì đây chị ơi? À đấy ạ, cái này là size nó khác nên em sẽ không chốt cho các chị nhá. Con này là size 3 XL. Ai lấy comment cho là mã số 3 x cho em nha. Size 3 XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3 XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho là mã số 3 x cho em ạ. Nó giống nhau luôn nhưng mà nó chỉ là khác size thôi, nên chị nào chốt đúng size của mình thì chốt cho em nha. 239k lên cho là mã 3 x cho em nha. 239 này, 3x 239. Ai lấy comment cho mã 3 x giúp em. 239 kèm số điện thoại cho em. Size 3 XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho là mã 3 x cho em. 239k mã 3 x nhá. Rồi cái này size 3 XL eo chị nào 90 mặc vừa cho em, mà size 3 XL lên trên mã tím mọi người. A24. Lên trên mã tím. A24 của ai? 54 của Mai Ngọc. A54 của chị Mai Ngọc. A54 chốt cho chị Mai Ngọc nhá. Rồi con này size 3 XL eo chị nào 90 chốt từ hai con đổ lên em ship hàng mọi người nhá. Rồi con này size 3 XL eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mặt tím này, chốt trên mặt tím 129.000 và ship từ hai con đổ lên nhá. Cam đá 3 X chị nào lấy thì comment cho là mã 3 X cho em nhá. Rồi con này size L, size XL mặc vừa cho em này, eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mặt rêu. Mặt rêu nhá các chị ơi, mặt rêu cho em nhá. Hết rồi. Rồi mặt rêu cho em còn đúng một con thôi. Rêu cho em size 1 XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã rêu. Màu rêu này thì mặc cực kỳ sang và trắng da cho em nhá. Rêu cam đá 3X của chị Hiền Nguyên này. Chị có một con rồi mà. Chị cam đá 3X chị có rồi, chị Hiền Nguyên ơi, chị có rồi nhá. Rồi mã rêu 1X này, ai lấy comment cho mã rêu cho em nha. 1X này, cam đá 3X này chị gì đó, chị Nguyễn Huệ, chị Ngọc Quỳnh Mai gì đó có chốt thì lên cho em là mã 3X cho em nhá. Rồi size S 40 48 kg mặc vừa lên trên mã beo, size S này 40 48 kg mặc vừa nha. 40 từ 48 kg mặc vừa lên trên mã beo kèm điện thoại lưu cho em và size S nha. 40 48 kg mặc vừa lên trên mã beo kèm điện thoại lưu cho em này. Rồi con này size 3 XL này các chị này, một con vàng tươi nha. Size 3 XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 3 XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã vàng đá cho em nha. Hàng của ta này. Rồi mã rêu này, size L của 1 XL của chị Nguyễn Huệ này. Rồi ai lấy comment cho mã vàng đá size 3 XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nha. Vàng này là vàng tươi nha các chị ơi. Lấy con này comment cho mã vàng đá và kèm số điện thoại cho em nha. Size 3 XL eo 90 đổ lại mặc vừa, lấy comment cho rồi, mã vàng đá. Rồi size M 50 kg mặc vừa lên trên mặt đen, 50 kg quay đầu size M ạ. 50 kg quay đầu là mặc vừa size M cho em, chốt trên mặt đen. Mặt đen và kèm điện thoại luôn cho em và chốt trên mặt đen và kèm số nha mọi người. Rồi lên cho các chị một con hồng đào nha. Chị nào nãy chưa chốt được của cái hồng đào 2X này, nãy nhiều người chốt lắm luôn này. Mà bây giờ mới tìm thấy này. Tùy theo mẫu nha chị Mai Thắng ơi, tùy theo mẫu nha. Chị gì đấy? Rồi cái này size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nha. Rồi ok chị này. Size 2XL chị nào nãy giờ chưa chốt được cái mẫu này thì nhanh tay nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy cái này comment cho mã hồng đào cho em 239k nha. Hồng đào 239 cho em nha. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Màu hồng này cực kỳ ngọt cho em nhá. Hồng đào 239 chị nào nãy không chốt được thì chốt liền cho em nha. Rất là nhiều chị chốt và bị sót đơn này. 239 mã hồng đào. Rồi size L eo 76 mặc vừa lên trên mã A202, chốt trên mã A202 này. 202 kèm điện thoại luôn trên này. Bèo quá. Bèo cho chị Minh Anh này, bèo cho chị Minh Anh này, mọi người chấm mai cho em ở đây nó bị ẩn rồi nè. Rồi con này lên trên mã A202 kèm luôn số trên mã size L nha, eo 76 mặc vừa. A202 kèm điện thoại luôn trên mã A202 này. Rồi em hết rồi nha. Rồi em hết rồi này. Rồi bi hồng. Rồi cái này size M chị nào 50kg đổ lại mặc vừa cho em nha. Bi hồng 50kg đổ lại mặc vừa này, còn sót lại một em size M. Chị nào lấy comment cho mã bi hồng cho em nha. Size M 50kg đổ lại mặc vừa, eo 73 đổ lại nhá. Ai lấy cho mã bi hồng cho em nha. Bi hồng này. Rồi 129k mã bi hồng. Bi hồng 129 kèm số cho em nha. Bi hồng 129k.
Rồi lên giúp chị một con size M siêu đẹp luôn này. Con này size M 50kg này, eo 72 mặc vừa cho em size M nhá. 50kg quay đầu lên cho em A54 size M này, cho em A54 này. A54 kèm điện thoại luôn cho em A54 size M 50kg eo 72 mặc vừa. A54 kèm điện thoại luôn cho em, cho em A54 này. A54 kèm số này cho em A54 mọi người ơi. Mẫu cao 1m55 và 1m cái gì ta? 6. Rồi con này size S cho em này. Trời ơi cái cam này còn này. Trời ơi. Cam 2X nè. Rồi con này size S cho em 40-48kg mặc vừa nhá. Size S cam đá, cam đá 2X này em xếp cho chị Quỳnh Mai một con nha. Trời ơi cam đá 2XL. Quỳnh Mai là XL luôn. Rồi lên cho em A12 mọi người, cho em A12 này, cho em bi hồng của chị Diễm Hương. Dạ bi có size L chị Lena ơi, chị lấy thì comment cho em nha. Bi em có size L nhá. Diễm Hương chốt thêm một con nữa em gửi hàng chị nhá. Tại vì các chị chốt từ hai con đổ lên em mới ship hàng được. Em xả rồi nhá. Xả giá 129.000 đồng. Các chị phải chốt từ hai con đổ lên em ship hàng nè. Chị Lila ơi, bi hồng size L em chốt cho chị nhá. Lila bi hồng size L này. Rồi cái này size 3XL cho em nè. Eo chị nào 90 mặc vừa. Lên cho em mắt đỏ, eo chị nào 90 mặc vừa cho em mắt đỏ kèm luôn số cho em nhá. Rồi size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Bi hồng size L em chốt chị Lena rồi nhá. Cái đó em có đủ ri á, nhưng mà giờ cũng hết rồi. Rồi là cái này comment cho mã theo cho em nha. Mã theo cam đá 1X em không có, chỉ có cam đá 2X thôi. À em chốt rồi, em chốt rồi. Rồi mã theo ai lấy cái này comment cho mã theo cho em nha. Rồi 149k mã theo 2XL eo 85 độ lại mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã theo. Theo cam đá chị có chưa? Chưa chưa, cam đá chị chưa có chị ơi. À có rồi phải. Có rồi, nãy chị chưa chị đổi rồi. Có rồi, có rồi. À không, có rồi, có rồi. Có rồi chị Thúy Lưu ạ. Rồi mã theo, ai lấy comment cho mã theo 2XL. Rồi một con kim sa này size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa cho em này. Eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mã kim sa. Kim sa kèm điện thoại luôn trên mã kim sa. Kim sa bao nhiêu nhỉ? 189. 189k lên trên mã kim sa này. Theo của Nguyễn Ngọc Lan. Theo cho chị Nguyễn Ngọc Lan. Đá xanh ngọc em chỉ còn 2XL thôi. Rồi lên một con có cổ này, con này là size tới 3XL nữa các chị này. Eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. A54 của chị. Không, vậy thì bỏ của chị Lena ra về bi xanh. Bi xanh em không có đâu, em chỉ có bi hồng thôi chị ơi. Rồi cái này. A54 của chị Thoa Kim. À này không thấy luôn này. Rồi cái này lên cho mã 69 cho em nha. Eo 90 độ lạng vừa lên cho mã 69. Cái này em xả các chị 69k. Rồi mã 69 xả các chị 69k nha. Ai lấy comment cho em ạ. Sọc XL của chị Nguyễn Mai dùng đơn này. Sọc có không? Sọc XL rồi. Sọc là cái gì? Sọc là A cái gì? Sọc cái gì? Đây này. Con có sai không? Bên này có con này. Ừ, bên này có con. Đây. Rồi, con này size M nha mọi người, 50kg quay đầu eo 72 cho trên mã A135. Rồi ok, sọc XL cho chị Nguyễn Mai. Rồi lên trên mã A135 kèm điện thoại luôn trên mã size M 50kg eo 72 mặc vừa nha. Lên trên mã A135 kèm điện thoại cho em 129k lên trên mã A135 kèm điện thoại luôn cho em này. Có size L nha chị Trần Hồng Thắm ơi, chị lấy thì em chốt cho chị nha. Em biết Hồng em còn size L nha. Rồi con này một con hồng đá size XL này, Trần Hồng Thắm ơi em còn size L vi hồng, lấy thì comment cho em nhá. Rồi con này lên cho mã hồng phấn cho em nhá, size XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em ạ, size XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng phấn này. Rồi 239k mã hồng phấn nhá, đính đá siêu đẹp luôn, hồng phấn 239 size XL eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng phấn nhá, 239 nhá. Chị Trần Hồng Thắm có lấy thì ok cho em nha. Còn một con bi hồng size L này, hồng phấn 239 cho em. Hàng chi phong 4 tà 239k. Size XL eo 80 độ lại mặc vừa, hồng phấn 239 ạ. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa nhá. Size XL eo 80 mặc vừa mà A125 chốt cho em mà A125 rồi mà. Rồi size XL eo chị nào 80 mặc vừa nhá. Eo chị nào 80 mặc vừa lên trên mã A125 kèm điện thoại luôn trên mã A125 này mọi người. A125 kèm số trên mã A125, chị nào mới được một con thì sẽ chốt được thêm một con nữa nhá. Hồng phấn của Hoàng Thị Quỳnh Như. Hồng phấn nhuần đơn cho chị Hoàng Thị Quỳnh Như nhá. Rồi cái này size 3XL này các chị này, một con hồng lưới đẹp nhá. Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng lưới cho em ạ. Hàng lưới bình thường là mắc hơn hàng chi phong nha. Rồi em xả đồng nhán luôn 239k cho các chị luôn. Rồi size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng lưới này, 239k mã hồng lưới kèm số điện thoại cho em nha. Hồng lưới 239 này. 135 của chị Lan Thị Tương dồn đơn nha, này có một cái vi hồng á. À lấy cái này comment cho là mã hồng lưới cho em nha. Mã hồng lưới size 3XL eo 90 độ lại mặc vừa cho em, hồng lưới em xả các chị 239 luôn. Size 2XL eo chị nào 85 mặc vừa. A54 có không? A54 có. Cái A54 là cái gì kìa?
eo chị nào 85 mặc vừa này. 1525 A54 chốt thoa kim rồi mà. Rồi con này chị nào mặc size 2 thì là eo chị nào 85 mặc vừa lên trên mặt cam, cam kìa điện thoại luôn trên mặt cam này. Cam nha. Em like 5 phút nữa thì em xuống like nha. Nên chị nào chưa đủ đơn thì cố gắng chốt đủ đơn giúp em nhá. Rồi lên cho chị một con size L này, con này size L trên là một con hoa nhí size L nhá. Size L eo 76 mặc vừa cho em mà size L. Eo 76 mặc vừa cho em mà cho không chị được, chị Hiền Nguyên dồn đơn. Rồi lên trên mã hoa này mọi người, cho trên mã hoa kèm điện thoại luôn cho em size L nhá. Eo 76 mặc vừa lên trên mã hoa 129.000 mã hoa này. Rồi lên một em tím hoa cà tim size cho em nhá. Size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Size 2XL nhá. Eo 85 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Mã cam. Mã cam của chị Độ An, mã cam của chị Độ An nhá. Rồi lấy các bạn comment cho mã kim sa cho em ạ. Size 2XL eo 80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. 189k một em hoa cà siêu đẹp luôn. Rồi mã kim sa 189 kèm số điện thoại. Ai lấy cho em tay cho mã kim sa cho em nhá. 189k mã kim sa size 2XL eo 85 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho mã kim sa 189k mã kim sa và kèm luôn số điện thoại cho em nhá. Rồi size M 50kg eo 72 mặc vừa mã size 50kg này. 50kg qua đầu eo 72 đổ lại là mặc đẹp, chốt cho em mặt xanh nhá. Xanh kèm điện thoại luôn cho em mặt size M 50kg mặc vừa eo 72 đổ lại là mặc đẹp, chốt cho em mặt xanh. Xanh kèm điện thoại luôn cho em mặt xanh nhá. Size L mã gì chị Nga Nguyễn ơi, chốt hàng đủ đơn cho em nhá. Tại vì em chuẩn bị em nghỉ rồi á, nên các chị cố gắng chốt đủ đơn cho em với nhá. Rồi con này size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Nga Nguyễn chốt mã gì lên lên đúng mã cho em nhá. Rồi có lẽ ai lấy comment cho mã 69 cho em nha. Kim sa của chị Minh Anh. Kim sa của chị Minh Anh nha. Rồi có lẽ size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Hoa size L này. Hoa size L này của chị Hoa size L nha. Nguyễn chúc mã hoa hay gì chị ơi. Rồi ai lấy con này comment cho em hoa size L nha. Bùi Thị Cúc Lượng chưa có đơn phải không? Hoa là cái này. Hoa đây đây. Chưa. Rồi mã 69 cho em, ai lấy con này comment cho là mã 69 nhá. Size 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa lên cho mã 69. Nga Nguyễn chị chúc mã hoa sao vậy? Rồi con này rồi rồi, rồi chị Lan Thị Tương ơi, chị đủ 2 cái rồi chị ơi. Rồi size M 50kg quay đầu mặc vừa eo 72. Nga Nguyễn chị cho mã hoa đúng không chị? Đúng thì ok cho em để em đi đơn luôn nha. 50kg eo 72 mặc vừa A 152 cho em mã A 152 này. 50kg eo 72 mặc vừa A 152 kèm điện thoại luôn cho em mã size M nha. 50kg quay đầu mặc vừa A 152 kèm điện thoại luôn cho em mã A 152 này. Rồi sót lại đúng một em cách tên trắng này các chị này, nhanh tay nha. Size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em xả các chị 129k. Kèm váy nha các chị ơi, lên cho mã cách tân này, mã cách tân cho em nha. 129k, chị Nga Nguyễn ơi, chị chốt mã hoa hay mã gì ạ? À? Comment lên cho em để em biết nè. Rồi lại comment cho mã cách tân cho em, size S 48kg quay đầu eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nha. Rồi cách tân ạ, 129k mã chị cách tân. Chị chốt mã hoa. Hả? Rồi mã hoa này em chốt cho chị Bùi Thị Cúc Lượng này, chốt đủ 2 con trở lên để em đi đơn nha. Hoa size L của chị Bùi Thị Cúc Lượng này. Mã 69 size M không có chị Hải Phòng, chị Hải Phòng ơi. Ai lên comment cho em nha. Rồi mã cách tân cho em nha. Size S này 48kg qua đầu eo 70 đổ lại mặc vừa đồ ăn có 2 3 cái thôi mà. Rồi lại comment cho mã cách tân của chị Minh Anh nha. Cách tân của chị Minh Anh. Size M 50kg mặc vừa này. 50kg mặc vừa size M lên trên mặt tím này, chốt trên mặt tím này một con hoa tím hoa nhí trên này. Lên trên mặt tím size M 50kg mặc vừa. Eo 72 đổ lại là mang đẹp, chốt trên mặt tím nhá. Mặt tím kèm điện thoại luôn trên mặt, chốt trên mặt tím và kèm luôn số trên mặt, chốt trên mặt tím nhá. Rồi lên cho các chị một con hoa nhí xanh này mọi người. Tôi muốn 2 con này thôi. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa. Eo chị nào 80 mặc vừa một con hoa xanh này lên trên mặt xanh. Eo 80 mặc vừa lên trên mặt xanh kèm điện thoại luôn cho em các chị ơi, lên trên mặt xanh eo 80 nhá. Size XL eo 80 mặc vừa lên trên mặt xanh này. Xanh kèm luôn số cho em ạ, chị Bùi Thị Cúc Lượng cho thêm một con để em gửi hàng chị nhá. Rồi lên cho chị một con theo, con này là size tới 3XL cho em này, chị nào mặc size 3XL thì hốt này. Size 3XL eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mặt theo 149.000 nhá. Bạn hàng theo là 149k này, lên trên mặt theo. Theo 149 kèm điện thoại luôn cho em mặt con này size 3XL. Eo chị nào 90 mặc vừa lên trên mặt theo 149.000 nhá. 149k lên trên mặt theo, theo 149 kèm điện thoại luôn cho em này. Chào mừng cho em bữa nào mọi người ơi. Rồi cách tân còn không? Cách tân hết rồi đúng không? Rồi. Mã 01 là cái nào? Rồi màu màu tím hả? Màu tím hả? Mã tím này. Rồi mã tím này, mã tím chị Mai Thắng này các chị ơi, chốt đủ đơn luôn cho em đi nè. Rồi lên cho chị một con cách tân xả con này các chị 50k lên trên mã A50. Rồi mã theo này, mã theo này. Mã theo cho chị Nguyễn Ngọc Lan, mã theo chị Nguyễn Ngọc Lan. Rồi con này size tới 2XL eo 85 mặc vừa cho em là size 2XL. Lên trên mã A50 50k mọi người. 50k lên trên mã A50 kèm điện thoại luôn trên mã 50k nha. 50k cho trên mã A50
A50 kèm số điện thoại luôn cho em ạ. 50k lên cho em ạ, A50. A50 nha mọi người. Rồi con này size M cho em lại 50kg quay đầu L72 mặc vừa cho em là size M nhé. 50kg quay đầu mặc vừa L72 này. L72 mặc vừa, xe chốt cho em mã A96 này, chốt cho em mã A96 kèm điện thoại luôn cho em mã A96 này. Rồi 50k cho chị Minh Anh. 50k chị Minh Anh này. Rồi con này lên cho em mã A96 size M 50kg mặc vừa A96 kèm điện thoại luôn cho em các trời ơi. Lên cho em mã A96 size M 50kg này. L72 mặc vừa A96 kèm điện thoại luôn cho em các trời ơi. Cho chị mã A96 này, chị nào mới được một con thì dáng chốt thêm một con nữa em gửi hàng nhá. Rồi con này chị nào mặc size XL. Rồi ok chị Trang Nguyễn này, rồi con này size XL L80 mặc vừa cho em là size XL nhá. Rồi A50 em hết rồi này, chị Bùi Thị Cúc Lượng sao mất rồi nhá. Rồi size XL L chị nào 80 mặc vừa. A50 còn một con chốt cho chị Bùi Thị Cúc Lượng này. Hai con. Rồi ok chị Bùi Thị Cúc Lượng này. Rồi con này size XL L chị nào 80 mặc vừa nhá. Size XL L 80 mặc vừa cho chị em A220. A220 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A220 kèm điện thoại luôn cho em này, cho chị em A220 nhá. 220 kèm điện thoại luôn cho em này. 220. Cái giữ đơn. 220 kèm điện thoại luôn cho em ạ. 220 kèm điện thoại luôn cho em nhá. Rồi lên cho chị một con mẫu vàng siêu đẹp luôn các chị ơi, lâu lắm em nghĩ là chắc sẽ lâu lắm em mới like lại áo dài á, nên các chị cố gắng chốt đủ đơn cho em nhá. Bây giờ là 220 Trương Thu Thủy ạ. Rồi con này size XL cho em nè mọi người. L80 mặc vừa size XL nhá. Lên trên mã vàng này, một con vàng hoa sen chốt trên mã vàng size XL nhá. L80 mặc vừa chốt trên mã vàng này và kèm điện thoại luôn cho em này. Đang cố gắng like cho các chị lấy đủ đơn đây nhá. Tại vì lâu lắm em nghĩ là em không giữ đơn được đâu. Tại vì chắc phải lâu lắm em mới like lại áo dài các chị ạ. Rồi con này ạ, size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em nha. Phần cổ siêu đẹp luôn, con này xả các chị 199k. Lấy comment cho mã số 199 cho em nha. Size M 50kg đổ lại mặc vừa cho em này. Trời ơi xinh lắm luôn. Lấy chút cho mã số 199 kèm số điện thoại cho em ạ. Giá chỉ có 199k. Các chị cố gắng chốt đủ đơn cho em nha. Và đảm bảo các chị luôn, bữa sau em không like đừng có hỏng em. Tại vì lâu lắm em mới like lại nha. Bữa nay đây trang cá nhân là khó quá, em sẽ chuyển qua một cái trang khác em like á, nên các chị sẽ khó tìm thấy em và cái giá nó sẽ trên trời luôn. Rồi con này size 3XL này các chị này, con này size 3XL cho em nhá. L90 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi size 3XL L90 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho mã cam, vàng của ai? Vàng của chị Tư Bé nhá. Rồi mã cam, ai lấy comment cho mã cam cho em size 3XL L90 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã cam, mã cam kèm số điện thoại cho em nhá. Hôm nay em dồn cho chị rồi em đi luôn nha chị ơi. Bà size L em hết rồi chị Nguyễn Mai ơi, bà size L em hết rồi nha. Hết pin rồi. Rồi con này size XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size XL L80 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho mã theo. Mã theo kèm số bây giờ chỉ cho những người có đơn mà. Rồi mã theo size XL L80 đổ lại mặc vừa cho em 149k mã theo. Theo 149 kèm số điện thoại cho em nha. Theo size XL L80 đổ lại mặc vừa lên cho mã theo 149 này. Rồi size S40 48kg mặc vừa lên cho em mã kích tân. Mã kích tân kèm điện thoại luôn cho em mã 129k mã kích tân. Con này size S cho em mã 40-48kg mặc vừa nha. 40-48kg mặc vừa lên cho em mã kích tân kèm điện thoại luôn cho em này. Các bạn size L em hết rồi nhá. Vàng bông sen em hết rồi chị Nguyễn Mai ơi, vàng bông sen em hết rồi nhá. Mã theo của chị Minh Anh nhá. Rồi em lên một con hồng sen này các chị này, con này size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em nha. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng sen cho em nha. Đính kết rất là đẹp luôn, 239k mã hồng sen. Hồng sen 239 kèm số điện thoại cho em mã hồng sen size 2XL L85 đổ lại mặc vừa. Lấy các bên cho mã hồng sen cách tân của chị Minh Anh nha. 239k mã hồng sen 239 kèm số điện thoại cho em nha. Hồng sen 239 ạ. Ai lấy comment cho em ạ, thơ size S em hết rồi chị ơi. Rồi con này size XL L chị nào 80 mặc vừa cho chị em mã A196 đấy, cho chị em mã A196 nhá. Rồi size XL L 80 mặc vừa A196 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A196 kèm số cho em mã A196 nhá. Rồi lên thêm cho các chị một con hồng đào, con này size 1XL này. Trời ơi size nhỏ ít này các chị này. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Hồng sen của chị Minh Anh này, size 1XL L80 đổ lại mặc vừa, lấy con này comment cho em nhá. Rồi lên cho mã hồng đào cho em nhá. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng đào cho em này. Đính đá siêu đẹp luôn nhá. Có gọi chút đơn luôn không? Dạ có thể là gọi, nói chung là chắc có thể là sáng mai á chị ạ. Có thể sáng mai tại vì 5 giờ bên em đã nghỉ rồi, chắc là nghỉ đến tối tụi em la lại á. Rồi size 1XL L80 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng đào cho em nhá. 239k. Hồng đào 239 kèm số, chị nào gấp thì có thể gọi qua số hotline cho em để em chốt luôn cho em nhá. Rồi size XL L chị nào 80 mặc vừa mã A00. Size XL L80 mặc vừa A00 kèm điện thoại luôn cho em mã A00 này. A00 kèm hồng đào 1X của chị Hoa Phan. Hồng đào 1X của chị Hoa Phan nhá.
Rồi con này size to cho em 100 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Em 100 đổ lại mặc vừa. Rồi con này size to này em xả các chị luôn 79k nhá. Lên cho mã cách tân. Mã cách tân 79k nhảy các chị em 100 đổ lại mặc vừa lên cho mã cách tân 79k mã cách tân nhá. Cách tân 79k và kèm số cho em cách tân 79k. Ai lấy sẽ cho mã cách tân giúp em nhá. 79k mã cách tân và kèm số. Rồi con ra này em còn hai size này mọi người, size XL với lại 2XL nhá. Chị nào lấy thì comment cho em mã A01 kèm size này. A01 kèm size XL hoặc 2XL cho em nhá. 129k. Lên cho em mã A01 kèm size XL hoặc là 2XL cho em các chị yêu này. Lên cho em mã A01 kèm size XL. Rồi xuất lại một em hàng đá thì nhá các chị ơi, một em hàng đá cổ cao này. Rồi đá này là đá đơn giản như thế này nhá. Size 1XL không, tối nay em không lên áo dài nữa đâu chị ơi. Size một em nghĩ là chắc phải cả tuần hoặc là hơn ấy. Từ cách tân 79 của chị Minh Anh nha. Cách tân 79 của chị Minh Anh. Nói chung là các chị hôm nay cố ráng chốt cho em đi ạ. Hôm nay em chốt gần 4 tiếng đồng hồ để các chị cố để dồn đơn. Chứ tại vì lâu lắm, thật sự luôn lâu lắm em mới like lại thôi. Rồi con này size 1XL L80 đổ lại mặc vừa. Ai lấy comment cho em nha. Rồi lấy comment cho là mã hồng đá cho em nha. Con này xả các chị 159k. Nhanh tay chút cho mã hồng đá 159 này. Size 1XL L80 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng đá 159k mã hồng đá kèm số giúp em nha. Rồi size M 50kg quay là mặc vừa cho trên mặt xanh. 50kg mặc vừa lên trên mặt xanh kèm điện thoại luôn trên mặt size M nha. Size M 50kg mặc vừa lên trên mặt xanh kèm điện thoại luôn trên mặt, cho trên mặt xanh các chị yêu này. Lên trên mặt xanh 50kg mặc vừa L72 mặc vừa cho em bạn em mặt xanh nha. Rồi size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em nha. Con này em xả các chị 69k size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho là mã 69 cho em nha. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa. Lấy con này cho là mã số 69 và kèm luôn số điện thoại cho em nha. Mã số 69 size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho là mã số 69 và kèm số điện thoại cho em nha. Mã số 69 này. Chấm tương tác lên cho em nha. Rồi con này size XL chị nào 80 mặc vừa một con hoa trắng này. Rồi con này size XL mã M dồn đơn. M dồn đơn là cái gì chị? M gì chị Mai Thắng ơi? Rồi con này size XL chị nào 80 mặc vừa nhá. Em 80 mặc vừa. Chốt đúng mã chị Mai Thắng ơi, con này size M nhá. 50kg L70 lộn 50kg à lộn size XL L72 mặc vừa cho em ạ. L72 mặc vừa lên trên mặt A109 đã cho trên mặt A109 nhá. A109 kèm điện thoại luôn trên mặt size XL. L80 mặc vừa lên trên mặt A109 kèm điện thoại luôn trên mặt. Chị chốt mã nào chị Mai Thắng ơi, mã xanh hay là mã nào chị ơi? Rồi mã hồng đá này, hồng đá thế nào đúng không? Con bạn đúng mã mọi người ơi. Rồi hoa trắng chị Minh Anh này, hoa trắng chị Minh Anh này, hồng đá còn không? Hồng đá cho chị Minh Anh luôn ạ, hồng đá chị Minh Anh luôn này. Hồng đá nào? Ta hỏi mày hồng đá còn không, mày kêu còn. Có người chốt rồi. À, hồng đá hết rồi chị Minh Anh ơi. A109 là cái nào? Khoan, nãy có một con rồi mà. Rồi. Cái gì chị Mai Thắng ơi, chị chốt là chị chốt mã M là dồn đơn là màu là mã mà nào ấy chị Mai Thắng, có mà đúng mã cho em với nào. Thôi là đúng 5 phút nữa. Like đúng 5 con nữa thôi là em nghỉ nha. Thế các chị cố gắng chốt đủ đơn cho em nha. Đúng 5 con nữa thôi các chị ơi. Rồi con này size XL eo chị nào 80 mặc vừa size XL nhá. Eo chị nào 80 mặc vừa size XL cho em mã A115. Lên cho em mã A115 kèm điện thoại luôn cho em mã size XL. Eo chị nào hồng đá XL của chị Hoa Phan kìa. Hồng lên cho em mã A115 có rồi. Lên cho em mã A115 này chốt được một con rồi mà. Không, cái này này má, cái này nè. Đúng rồi, cái đó là 159 ạ. 196 Bùi Thị Cúc Lượng chốt đơn chưa? 196 196 Bùi Thị Cúc Lượng này. Rồi con này cho em nha. Rồi con này ở bên nó là theo ribbon như thế này. Con này dành các chị size L 53kg quay đầu L76 đổ lại mặc vừa nha. Con này em xả các chị 79k. Lấy comment cho mã số 79 cho em nha các chị ơi. Mã số 79 size L 53kg quay đầu L76 đổ lại mặc vừa này. Lấy chút cho là mã số 79 cho em nha. Xả 79k một cái áo dài new nha các chị ơi. 79k ai lấy comment cho mã số 79. Mã đây, số 79 kèm số cho em. Rồi con này size XL L80 mặc vừa này. Size XL L chị nào 80 mặc vừa cho em mà chốt cho em mã đỏ nha. Size XL L80 mặc vừa. A145 mùi cúc lượng. Rồi size XL L chị nào 80 mặc vừa. L chị nào 80 hình như cái này đấy. L chị nào 80 mặc vừa. L chị nào 80 mặc vừa. Lên trên mã A107, chốt trên mã A107 size XL. L80 mặc vừa A107. A79 cho chị Hoa Nắng này. Mã 79 của chị Nga Nguyễn trước kìa. À của chị Nga Nguyễn. 79 của chị Nga Nguyễn. Rồi lên trên mã A107 này, chốt trên mã A107 nhá. A107 thì chị Hoa Nắng sau mất rồi này.
để em dồn cái đơn mũi chị Hoa nắng nhá, còn không chốt mã khác cho em nha. Rồi con này em còn sót lại đúng một con này, mã 79 em hết rồi nha, 79 em hết rồi. Rồi con này hàng 4 tà luôn này các chị này, 4 tà luôn nha, 4 tà là trước tà sau như thế này, sẽ SM mặc vừa. Rồi con này xả các chị 50k lên cho mã 50, một con cách tân 4 tà luôn mà xả các chị 50k. Rồi lên cho mã 50 cho em nha, sẽ SM mặc vừa, nhanh tay xuất cho mã 50, sẽ SM mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã 150, của Bùi Thị Cúc Lượng, 145 của Bùi Thị Cúc Lượng luôn. Rồi con này size XL chị nào 80 mặc vừa, size XL chị nào 80 mặc vừa nhá, lên trên mã A122, A122 kìm điện thoại luôn trên mã A122 này, size XL 80 nhá. L80 quê là mặc vừa, A122 kèm điện thoại luôn trên này. Rồi size XL80 đổ lại mặc vừa mã 50 của chị Minh Anh nha. Rồi có thể size XL80 đổ lại mặc vừa lên cho mã theo 149k. Theo 149 size XL80 đổ lại mặc vừa lên cho mã theo giúp em nha. Rồi 149k mã theo, theo 149 sót lại đúng một em duy nhất thôi, không còn em tự nào thứ hai đâu. Theo 149 ai lấy comment cho mã theo 149 giúp em. Rồi em còn một con hoa trắng mọi người, size XL80 nha. L80 quê là mặc vừa, size XL80 mặc vừa cho trên mã A214. A214 kèm điện thoại luôn trên mà size XL L80 mặc vừa nhá. A214 kèm điện thoại luôn trên mã A214 đấy. Rồi con này một con màu xanh ngọc nhá. Rồi còn sót lại đúng một em màu xanh ngọc để A50 của chị Minh Anh rồi nhá. Rồi em còn mã theo chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. Rồi theo của chị Minh Anh này, size 2XL L85 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Size 2XL L85 đổ lại mặc vừa lên cho mã xanh ngọc cho em nhá. Con này đến kết siêu đẹp luôn nha các chị ơi. Rồi 239k mã xanh ngọc cho em nha, size 2XL L85 đổ lại mặc vừa. Lấy comment cho em mã A214 của chị Minh Anh, hoa trắng phải không? Rồi lấy con này comment cho em nha, rồi mã số xanh, mã xanh ngọc cho em nha, dành các chị size 2XL L85 đổ lại mặc vừa. Kiếm cho mình thêm áo size màu đi, Su Su Nguyễn có đơn chưa? Chưa. Rồi lấy comment cho mã xanh ngọc cho em nha, 239k mã xanh ngọc này. Khi nào like quần vậy ạ? Chị cứ theo dõi em nha, chị theo dõi em ạ. Quần bây giờ hiện tại quần tây và quần ống rộng bên em có rất là nhiều nhưng chưa có thời gian like cho các chị ạ. Tại vì lâu rồi cũng chưa like sườn sáng, thì có lẽ tối nay em sẽ lên sườn sáng cho các chị trước nha. Rồi ăn lên comment cho mã xanh ngọc 239k, mã xanh ngọc 239 kèm số cho em nè. Size L76 mặc vừa mã nâu, size L76 mặc vừa cho chị em mã nâu, nâu kèm điện thoại luôn cho em mã size L nha các chị này. Size L76 mặc vừa lên cho em mã nâu, nâu kèm điện thoại luôn cho em nha. Rồi em xuống like nha các chị ơi, em xuống like nha. Rồi xin chào các chị nha. Có gì các chị cứ theo dõi trang của em ạ. Khi nào like cái gì em sẽ báo cho các chị biết trước nha. Rồi xin chào mọi người.